chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tuyên qua năm mất mùa về sau, ta thành cực phẩm ác bà bà, tập 21. Tào Ánh oánh đối mạnh Di Nương lộ ra một cái nụ cười thân thiện, mạnh Di Nương lập tức liền hiểu, đại tiểu thư đây là muốn bảo bọc nàng, nàng nếu là còn nhìn không rõ, liền phải bị phu nhân giết chết, nàng lập tức bò qua đi, quỳ gối Tào Ánh oánh trước mặt, cảm ơn đại tiểu thư còn thiếp thân một cái trong sạch, đại tiểu thư đại ân đại đức, thiếp thân cả đời khó quên. Tề thị khí vỗ bàn một cái, thật sự là phản, Tào gia lúc nào đến phiên một cái sắp xuất giá nữ nhi đương gia làm chủ ô oa oa, đại tỷ xấu nhất, tàu gia tiểu nhi đột nhiên khóc trống lên, một chân đá vào tàu oánh oánh trên đùi, triệu nhị cẩu sắc mặt trầm xuống, đưa tay liền sách ở tàu gia tiểu nhi gáy cổ áo tử, thả ta ra, thả ta ra, tàu gia tiểu nhi gào thét lớn, ta mới không muốn cái gì đệ đệ, tàu gia tất cả mọi thứ đều là ta, bất kỳ người nào đều không cho cùng ta đoạt, người tới, đem mạnh di nương mang xuống đem trong bụng của nàng con hoang đánh chết. Tào Đức Phúc sắc mặt biến đổi lớn, con của hắn mới 7 tuổi, làm sao lại ác độc như vậy? Coi như mạnh di nương trong bụng hài tử không phải tào gia loại, cứ như vậy sống sờ sờ đánh chết cũng quá tàn nhẫn. Hắn nhìn chầm chầm tề thị, cắn răng nói, ngươi chính là như thế vậy ta nhi tử đúng không hả, vì sao lại có ngươi loại này độc phụ. Hắn nâng tay lên, hung hăng một bạc tay đập tới đi, không cho phép đánh ta nương. Tào gia tiểu nhi ngao một tiếng bổ nhào qua, cắn lấy Tào Đức Phúc trên mu bàn tay. May mắn triệu nhị cậu đứng tại bên cạnh, kịp thời ngăn cản, không phải Tào Đức Phúc mu bàn tay đều sẽ bị khai ra máu. Người tới. Tào Đức Phúc hét lớn, đem phu nhân cùng tiểu thiếu gia dẫn đi, tách ra giam lại, ban đêm ta lại đến xử trí. Tôn quản sự gật đầu, vâng, lão gia. Hắn vẫy vẫy tay, bốn cái đại lực bà tử tới đè lại tề thị, bốn cái gã sai vặt tới nâng lên tàu gia tiểu nhi tàu gia tiểu nhi một mực đang khóc trống tề thị ngược lại là yên tĩnh một chút chỉ là kia trong con ngươi tất cả đều là oán độc cái này mẹ con hai người bị mang đi mạnh di nương cũng bị nha hoàng Viện xuống dưới nghỉ ngơi trong khách sảnh lúc này mới rốt cục an tĩnh lại lại để cho tuệ nhụ nhân chế dẻo tàu đức phúc thở dài một hơi chúng ta tàu gia hậu viện này bên trong liền không có yên tĩnh thời điểm Trình Loan Loan mở miệng nói, Tào tiểu thiếu gia quả thật có chút không phục quản giáo, Tào lão đại khả năng được nhiều tốn chút tâm tư. Tào Đức Phúc nghe xong, lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới, ta Tào gia thế hệ thuần thiện, tiểu nhi biến thành dạng này, hẳn là thụ tề thị kia độc phụ ảnh hưởng, nhưng tề thị là hài tử thân sinh mẫu thân, cũng không thể, thân sinh mẫu thân vô đức, liền nên suy xét biến thành người khác đến giáo dưỡng. Trình Loan Loan nhạc âm thanh nói, hài tử còn nhỏ, còn có thế viện chính, chờ sau này lớn lên, hối hận cũng không kịp. Tào Đức Phúc gật đầu, tuệ nhụ nhân nói đúng lắm, ta tận lực lựa chọn nhanh một chút người chuyên môn tới chiếu cố hài tử, không cho phép tề thị lại cắm tay. Về phần tề thị, liền để nàng tại từ đường bên trong ngày ngày ăn chay niệm Phật đi. Trình Loan Loan cũng không cho rằng tề thị có thế an phận xuống tới, chẳng qua Tào Đức Phúc có thế hạ dạng này quyết tâm đã rất không dễ dàng, nàng một ngoại nhân, điểm đến là đủ từ tàu gia rời đi thời điểm, nàng lôi kéo tàu ánh oánh đơn độc căng dặn, ngươi mẹ kế tiếp xuống tâm tư hẳn là sẽ đặt ở mạnh di nương trên thân, ngươi nếu là muốn cùng mẹ kế đối kháng đến cùng, liền chỉ có thể là bảo hộ mạnh di nương trong bụng hài tử sinh ra tới, tàu ánh oánh gật đầu, ta biết, nếu là mạnh di nương sinh nhi tử, thật cốt giáo dưỡng, vậy sau này, tàu gia gia nghiệp chưa chắc là tiểu đệ kế thừa. Bọn hắn thương hộ giảng cứu đích thứ có khác, nhưng kỳ thật lại không có như vậy giảng cứu, cuối cùng kế thừa gia nghiệp người, nhất định phải thông minh. Cha nàng không thông minh, vì sao có thế kế thừa tào gia đâu, là bởi vì, nàng A gia bà chỉ có lão cha một đứa con trai, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Triệu nhị cẩu ho nhẹ một tiếng nói nói, nếu là cần trợ giúp, có thể để người cho đại hà thôn đưa tin, ta tùy thời đều có thể đến một chuyến. Tào ánh ánh gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng đáp ứng, xấu hổ trốn ở tàu đức phúc sau lưng tàu đức phúc để người đem đáp lễ đều mang lên xe ngựa lần này mời đáp lễ đều rất giản cứu tàu đức phúc mời chuyên gia đến đặt mua những cái này cho dù ai cũng tìm không ra nửa phần sai lầm xe ngựa chầm chậm động triệu nhị cẩu lôi kéo dây cương lưu luyến không rời nhìn xem tàu ánh oánh phương hướng còn nhìn đâu triệu môi bà trêu ghẹo nói đợi thêm 4 năm tháng liền thành thân còn nhiều ngươi nhìn thời điểm triệu nhị cẩu trong lòng ngọt ngào vừa khổ chát chát, bốn năm tháng, nhỏ thời gian nửa năm, thực sự là quá lâu. Xe ngựa chạy đến trong thành, trình loan loan rèm xe vén lên, y nguyên thấy là rất nhiều xanh sao vàng vọt lưu dân, tại đầu đường lan thang hành khất. Nàng còn chứng kiến nha sai nhóm dẫn theo thùng gỗ, tại thành sừng nhỏ nhỏ các nơi vẫy màu trắng vôi, hẳn là vừa mới có lưu dân chết tại đầu đường, cho nên mới sẽ vẫy vôi tôi trừ độc, phòng ngừa ôn dịch tâm tình của nàng lập tức có chút nặng nề, nàng mở miệng nói, triệu môi bà nhưng biết trong thành nơi nào bán vôi, triệu môi bà là làm mai kéo thuyền, lân cận các nơi đều rất quen, nàng nói cái chỗ ngồi, để triệu nhị cẩu đem xe ngựa chạy tới, bán vôi địa phương ở ngoài thành, một chỗ phòng trước ngay tại phần đốt nham thạch vôi cùng vật liệu gỗ, nung khô tầm vài ngày liền thành vôi, cái đồ chơi này cũng không đắt, 30 văn tiền có thế mua một thùng lớn, mình không mang thùng gỗ tới liền phải thêm 20 văn. Nàng mua tứ đại thùng, chủ yếu là lo lắng lưu dân sẽ chạy tán loạn đến đại hà thôn, nếu là người chết, cái này vui có thế cử đi chỗ đại dụng. Tóm lại, lo trước khỏi họa, xe ngựa rời đi cửa sông huyện, bình ổn trở lại đại hà thôn. Lúc này là buổi chiều, trong viện rất náo nhiệt, khổng tú nương ngay tại giảng bài, chủ yếu học sinh là Triệu Hạ Hoa, Vương Đại Mạch cùng Tôn Thủy cần ba người, bên cạnh còn có hơn 20 tiểu cô nương vây xem, người tuy nhiều, nhưng khổng tú nương giảng bài lúc, trong viện đám người đều không dám nói chuyện, yên lặng nghe, cũng nhớ kỹ, một ngày giảng bài là buổi sáng 2 canh giờ, buổi chiều 1 canh giờ, vừa vặn lúc này kết thúc, khổng tú nương tất kỹ đồ vật, cười chào đón, tuệ nhụ nhân, lần này đi còn thuận lợi, trình loan loan gật đầu, hôn sự đã định ra đến, sang năm 24 tháng 3. Còn có nhỏ thời gian nửa năm đâu ta liền biết chuyện này không thành vấn đề. Khổng Tú Nương hạ giọng, mấy ngày trước đây, Tào lão gia tìm đến ta, mời ta hỗ trợ cho đại tiểu thư theo áo cưới bên trên lộng lẫy mẫu đơn đồ án đâu, áo cưới chủ yếu vẫn là đại tiểu thư mình theo, ta phụ trách khó khăn nhất mấy cái đồ án. Trình Loan Loan giật giật khóe môi, Tào Đức Phúc cũng quá nóng vội, mấy ngày trước đây hôn sự cũng còn chưa quyết định, liền tùy tiện tìm người theo áo cưới cũng không sợ sự tình truyền đi đối khuê nữ thanh danh không tốt. Các nàng hai người ở chỗ này lúc nói chuyện, Triệu Đại Sơn cùng Triệu Nhị cẩu ngay tại đêm trong xe ngựa đáp lễ chuyển xuống tới, màu đỏ cái trương, buộc lên vải tơ, một trương một trương từ trong xe ngựa dời ra ngoài, phá lệ làm người khác chú ý. Xung quanh học theo hoa đám nữ hài tử cả đám đều trợn tròn trong mắt, đáp lễ đều như thế phong phú, kia đồ cưới sẽ chỉ càng nhiều triệu nhị cẩu đây là đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà cưới tào gia đại tiểu thư, đám nữ hài tử bên trong, tôn thủy cần một gương mặt có chút tái nhật, nàng gắt gao miếng chặt môi, rút cục lấy hết dũng khí, mở ra bước chân, đi theo ngay tại chuyển lễ trương triệu nhị cẩu đi vào nhà chính, triệu nhị cẩu đem cái rương chuyển vào khố phòng cất kỹ, vừa ra tới, liền đối mặt tôn thủy cần tử bạch một gương mặt, hắn lập tức giật nảy mình. Ngươi thế nào tại trong nhà của ta, ngươi tiến đến làm gì công thủy cần môi giật giật ta mỗi ngày đều sẽ đến đi theo khổng tú nương học theo hoa triệu nhị cậu còn thật không biết nàng cũng tới trong nhà mỗi ngày một đống nữ hài tử tại viện tử gốc đông nam liếu ríu hắn không có chú ý nhìn hắn sắc mặt lạnh lùng nói học thì học về sau không muốn tùy ý tiếng nhà ta nhà chính trong nhà nếu là ném đồ vật ta sẽ tính tại trên đầu ngươi công thủy cần sắc mặt càng thêm trắng bệch trước kia triệu nhị cậu đối nàng ôm nhu như vậy, làm sao đột nhiên liền, liền trở nên như thế bất cận nhân tình. Hắn lúc trước ôm nhu cùng tình ý, đều là giả hay sao? Tôn thủy cần trong mắt thấm xuất thủy sương mù, nàng đột nhiên tiến lên, giữ chặt triệu nhị cậu tay áo. Triệu nhị cậu giống như là bị cái gì mấy thứ bẩn thiểu cho đụng phải, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, lui lại một bước. Tôn Thủy Cần không ngờ tới hắn vậy mà phản ứng lớn như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị bị bỏ lại, cả người hướng về sau té ngửa, may mắn bên cạnh có một cái bàn, không phải nàng khẳng định sẽ ngã xuống đất, nàng viện gốc bàn, lã chả chực khóc, nhị cẩu ca, ngươi quên trước kia, đừng đề cập trước kia. Triệu nhị cẩu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, còn có, ngươi về sau nếu là muốn nói với ta cái gì, phiền phức mời xỏa căng thay chuyển đạt, hắn nói xong, đi vài bước, thấy tôn thủy cần còn đứng tại chỗ, lạnh giọng nói, còn không đi, là muốn trộm nhà ta đồ vật sao, tôn thủy cần cảm thấy ủy khuất lại khổ sở, nàng gắt gao cắn chặt mình môi dưới, cất bước đi ra nhà chính, xông ra viện tử, triệu nhị cậu chỉ cảm thấy đau đầu, tuy nói trước đó, nhưng bây giờ, tóm lại, hắn không muốn cùng xỏa căng nàng dâu có bất kỳ liên lụy, hắn tiếp tục chuyển lễ trương, Một xe ngựa lễ trương chuyển vào khố phòng bày ra chỉnh tề, sau khi hết bận, Hắn mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi, giữa mùa đông, hắn xuyên ba tầng quần áo, bên trong một tầng toàn bộ mồ hôi ẩm ướt, nếu là không thay đổi đến, có thể sẽ cảm lạnh. Hắn lấy một chậu nước nóng bắt đầu vào gian phòng của mình, trước lau một chút, vừa tẩy xong, hắn liền đánh cái vang dội hắc xì, mau đem quần áo mặc lên, mặc ấm cùng một điểm. Sau đó, muốn bắt đầu bận bịu soát tường, chẳng qua đá trắng cho cần trước ngâm một đêm, biến thành vôi cao để nó đầy đủ sinh ra dính tính. Triệu nhị cậu bắt đầu bận rộn, bận biệu trong chốc lát, trên người hắn lại bắt đầu chảy mồ hôi, tay chân cũng biến thành có chút mềm nhũng, không có bất kỳ cái gì khí lực. Nhị cậu, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Trình loan loan từ cổng đi tới, nhìn thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức giật mình kêu lên. Nàng đưa tay sờ một chút trán của hắn, nóng hổi nóng hổi, đây là phát sốt. Ngươi đứa nhỏ này, thân thể không thoải mái làm sao còn cậy mạnh làm việc, nhanh đi nằm trên giường. Trình Loan Loan đẩy hắn tiến gian phòng, A à Phúc, mau đưa Trịnh Lan Trung mời đến. A à Phúc lên tiếng, Trân Chu đi mời người. Trình Loan Loan để triệu nhị cẩu nằm xuống, xoay người đi phòng bếp nấu canh gừng, uống trước điểm nóng hầm hập khu lạnh. Trịnh Lan Trung rất nhanh liền đến, hắn bắt mạch một cái đỏ sức, nắng vuốt sợi râu nói ra, mạch tượng phù phiếm, tà tại biểu, thước da nóng rất, bệnh ấm vậy, cần phải đổ mồ hôi lui nóng, ma hoàng, quế nhánh, cây khương hoạt đều có thể lui nóng, cho ta trước mở một cái phương tử. Phương tử viết xong, A Phúc đi cùng bốc thuốc, bắt trở lại mấy bao lớn thuốc, Xuân Hoa phụ trách nấu thuốc, chịu ra một chén lớn đen xì nước thuốc, kia mùi, kém chút đem trình loan loan cho hôn chết, uống những cái này thuốc, mục đích là khu lạnh hạ sốt, một ngày ba lần, uống liền ba ngày, nhiệt độ cơ thể mới có thể hạ xuống đi. Nhưng là, thuốc đông y thấy hiệu quả chậm, có đôi khi dược hiệu còn chưa tới, bệnh nhân nói không chừng liền đã đốt thành đồ đần, triệu nhị cẩu nằm ở trên giường, có chút mơ hồ, trình loan loan lập tức từ trong thương thành mua một cái đo ấm thương, động tác nhanh chóng đo một chút nhiệt độ, 39 điểm 5 độ, đây là phát sốt, đặt ở hiện đại phải đi bệnh viện đánh nuôi đốt châm, trình loan loan lúc đầu tưởng rằng cảm vặt, đo nhiệt độ về sau, mới phát hiện đây là một kiện có thể muốn mệnh sự tình. Xuân Hoa đem nấu xong thuốc bắt đầu vào đến về sau, nàng đánh thức triệu nhị cẩu, nhớ mũi của hắn, để hắn cả bát uống hết, lại không nghĩ rằng, triệu nhị cẩu tất cả đều cho phun ra, cả người nhã đất trời tối tăm. A Gia nói, Trịnh Lan Trung trước kia là thầy Lan, y thuật không quá đi. Triệu Đại Sơn trên mặt cũng hiện ra tiêu sắc, ta đi trên trấn mời đại phu, Trịnh Loan Loan nhìn qua phương thuốc, so sánh một chút nàng mua thuốc đông y điển tịch. Trịnh Lan Trung Kê đơn thuốc phương không có vấn đề, đổi thành thời đại này bất luận cái gì đại phu đều sẽ mở không sai biệt lắm phương tử, nhưng thuốc đông y giảng cứu trị tận gốc, trị liệu chính là gây nên phát sốt nguyên nhân bên trong, mà không phải trước hết để cho nhiệt độ lui xuống đi, cho nên tạm thời nhìn không ra cái gì hiệu quả trị liệu. Nàng mở miệng nói, "Đại Sơn, ngươi đem nơi này thu thập một chút, lại bưng một chậu nước ấm tới." Triệu Đại Sơn vừa đi ra ngoài, nàng liền từ thương thành mua ibercrom, đây là hiện đại y học bên trên hạ sốt hiệu quả thật tốt thuốc, sau khi phục dụng trong vòng 4 tiếng, nhiệt độ cơ thể sẽ lui xuống đi, nàng cho triệu nhị cẩu cho ăn thuốc hạ sốt, lại tại hắn rốn bên trên dán hạ sốt dán, ngay sau đó, lại tiến hành vật lý hạ sốt, đem khăn lông ướt khoát lên trên trán, tiếp tục tính cho hắn lau người, sát dưới nách, sát tay sát chân, thẳng đến sát trời tối xuống. Triệu nhị cậu mới rốt cục mở mắt, mẹ vất vả ngươi, hắn ráng chống đỡ lấy ngồi dậy, trình loan loan sờ một chút trán của hắn, rốt cục hạ sốt, ngươi đứa nhỏ này thật sự là phải gấp chết ta, nàng rốt cục trải nghiệm một cái, hài tử sinh bệnh lúc, mẹ già dày vào đau khổ tâm tình, nàng để xuân hoa bưng một bát cháo tiến đến, biết ngươi không thấy ngon miệng, nhưng nhất định phải uống xong, uống no bụng ngủ tiếp, sáng mai sớm liền tốt, triệu nhị cẩu gật đầu, đem một bát cháo đều uống vào. Trình Loan Loan bưng bát ra khỏi phòng, đợi đến nhà chính, nàng mới phát hiện, trên người mình vậy mà cũng xuất mồ hôi. Triệu nhị cẩu vừa nhúng bệnh liền thành ngốc chó, nàng cũng không muốn biến thành ốm yếu dáng vẻ. Nàng vội vàng từ thương thành mua một bao lớn rễ bản lam ra tới, dùng nước nóng xông mở, mỗi cái hài tử một người một bát, đây là khu lạnh thảo dược, các ngươi đều uống một chút, miễn cho cùng nhị cẩu đồng dạng sinh bệnh, thẩm chính chật một hơi, hơi kinh ngạc, mùi vị kia giống trà lạnh đồng dạng, thật có thể khu lạnh sao? Tại quan niệm của hắn bên trong, thuốc rất khổ, uống xong thuốc sau nhất định phải ăn mức hoa quả, không phải kia cây đắng có thế một mực lưu tại miệng bên trong, buồn nôn muốn chết. Triệu tứ đã một hơi đem rễ bản lam uống sạch, mẹ, ta còn muốn uống một chén. A Phúc liếm môi một cái, triệu thiến nhà thuốc thật tốt uống, ta cũng còn muốn uống. Trình loan loan nâng tráng, ngày mai lại cho các ngươi nấu một lần rễ bản lam là cực kỳ tốt thuốc đông y, có thế dự phòng nhiều loại cảm mạo, còn có thế ức khuẩn chống bệnh độc, hiện đại rất nhiều người tại cảm cúng lan tràn mùa, cũng không có việc gì đều sẽ xông một tề uống hết, chẳng qua cổ đại rễ bản lam không có trải qua rút ra, đặt ở ấm sắc thuốc bên trong nấu đi ra, ngao thành đen xì nước thuốc, hương vị kia, có thể nghĩ, hiện đại trải qua xử lý rễ bản lam, tăng thêm đường mía, hương vị rất không tệ. Sắc thực tựa như trà lạnh đồng dạng nàng kỳ thật cũng thật thích uống. Một bát rễ bản lam xuống dưới, Trình Loan Loan cảm thấy thân thể dễ chịu nhiều. Tối hôm đó, nàng thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến triệu nhị cẩu gian phòng, cho hắn đo nhiệt độ, thẳng đến nhiệt độ bình ổn tại 37 độ trở xuống, nàng mới dám ngủ say sưa. Nàng nửa đêm không ngủ, ngày thứ hai ngủ đến mặt trời mọc mới rời giường. Nàng ngáp một cái ra khỏi phòng. Nhìn thấy lão nhị tiểu tử kia đã sinh long hoặc hổ tại quấy vôi, một thân tinh thần khí nơi nào nhìn ra được hôm qua vừa sinh qua một trận bệnh nặng. Trẻ tuổi tiểu tử thân thể chính là kháng tạo, không giống nàng, chịu cái đêm tinh thần liền có chút không được. Triệu Đại Sơn cùng Triệu Nhị cẩu tại quấy vôi nước, vôi đổi nước liền sẽ trở nên thành thục vôi, bởi vì cất đặt một đêm, có dính tính, rất dễ dàng bôi lên ở trên vách tường, vôi tôi bôi lên bên trên sau tường ngưng kết, chậm rãi sẽ biến trở về vôi sống, có thế bảo hộ tường đất không sâu mọt, cũng có nhất định mỹ quan hiệu quả. Người trong nhà tất cả đều bận rộn, gian phòng bên trong giường gỗ cái bàn dọn ra ngoài, sau đó xoát tường, muốn quét hết mấy lần, bôi sắc muốn đều đều lại vuông vức, công việc này cũng không dễ dàng. Vách tường xoát vôi về sau, trở nên trắng sáng, tia sáng từ cửa sổ chiếu vào, màu trắng vách tường sẽ có chút phản quang, lộ ra trong phòng cực kỳ sáng sủa. Trình Loan Loan mặt không đổi sắc từ trong thương thành mua một chút tường giấy, láo xưng là để thương hội đông gia từ phương Nam mang tới vật hi hãn, chỉ huy các con đem phòng ngủ mình trên vách tường dán tường giấy, màu hồng tường giấy dán đầy, thật sự là đẹp mắt cực, nàng ngay tại thưởng thức phòng ngủ của mình, liền nghe được có người gõ cửa phòng, nàng từ trên giường đứng lên, chỉnh sửa lại một chút y phục, kéo cửa ra đi ra ngoài, là triệu lão thái thái tới, nàng lão nhân gia mặc một thân quần áo mới, trên trán mang theo bôi tráng, nhìn uy phong lẫm liệt lão thái thái châm trước mở miệng nói, lão đại nàng dâu, ngươi có phải hay không quên cái gì vậy? Trình loan loan sờ sờ cái cầm, bỗng nhiên vỗ đùi, có phải là quên phát tiền lương rồi? Trước kia mở công ty thời điểm, loại chuyện này đều là tài vụ đến lo liệu, lấy sau cùng đến cho nàng ký tên là được. Nhưng là... Hiện tại xà phòng công xưởng mới vừa vặn cất bước, nàng còn chưa kịp bồi dưỡng được một cái kế toán, những cái này tính chuyện tiền, đều phải chính nàng tới. Công xưởng hiện hữu nhân viên là hơn 70 người, tuy nói tiền lương không sai biệt lắm, nhưng đặt ở cá thể trên thân vẫn là có khác biệt, có người đã sớm nhập chức, có người tới trễ một chút, có người có thể tầm toàn cần, có người còn mời quá giả, có người thì ưu tú nhân viên. Những cái này số liệu đều muốn từng cái thẩm tra đối chiếu rõ ràng về sau, lại đem tiền lương phát xuống đi. Nhóm đầu tiên nhập chức nhân viên đến bây giờ đã công việc nửa tháng, còn giống như một văn tiền đều không có cầm tới nàng vậy mà quên trọng yếu như vậy sự tình trình loan loan xấu hổ che mặt tạ ơn nương đặc biệt tới nhắc nhở ta không phải không phải công xưởng người muốn bãi công triệu lão thái thái từ trong tay áo lấy ra một tờ tờ đơn ra tới cái này cấp trên là công xưởng bên trong một chút người biểu hiện tình huống phần lớn người đều nghiêm túc đang làm việc có bảy tám người chiều nào công sau cũng còn sẽ lưu tại công xưởng bên trong làm việc ta để chùi y nhỏ hỗ trợ viết xuống đến cái này trên giấy chữ, có chút non nớt, nhưng viết rất rõ ràng. Trình Loan Loan có chút sợ hãi tháng phục, ngô tiểu chù y đến Đại Hà Thôn mới bao lâu a à? vừa tới thời điểm, chữ lớn không biết một cái, hiện tại thế mà lại viết nhiều như vậy chữ, đứa nhỏ này đầu óc thông minh, người còn an tâm tiến tới chịu học, có thể gắng sức bồi dưỡng một phen. Nàng đem tờ đơn nhận lấy đến, cười nói, ta hiện tại mà tính tiền công, sáng mai phát tiền, phiền phức nương đi cùng đại gia hỏa nói một tiếng, triệu lão thái thái đứng người lên, quay người liền đi công xưởng bên trong nói cho mọi người cái tin tức tốt này. Trong thôn có ít người tại vương viên ngoại trong nhà làm qua làm công nhật, ba tháng tính làm công nhật, muốn chờ ba tháng sống toàn bộ làm xong về sau, vương gia mới có thể thống nhất kết toán tiền công. Bởi vậy, coi như trình loan loan bên này nửa tháng không có phát tiền, phần lớn người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Trình loan loan tiến gian phòng của mình, xuất ra sách cùng thủy tính bút họa ô vuông bắt đầu làm sổ sách bên cạnh còn thả một cái máy tính có máy tính phụ trợ nàng tính sổ hiệu suất từ từ lên cao chưa tới một canh giờ tất cả khoản coi như ra tới nàng lại trải rộng ra một tấm thời đại này khai hóa giấy dùng bút lông đem khoảng sao chết đi lên đương nhiên đây không phải sau cùng phiên bản nàng viết xong về sau lại giao cho trình chiêu để chiêu nhi lại viết một lần trừ cái đó ra nàng cũng một lần nữa làm điều chỉnh nhân sự. Mỗi cái trình tự làm việc khâu thành lập đơn độc bộ môn, đề bạc ưu tú nhân viên trở thành tổ trưởng, tổ trưởng mỗi tháng tiền lương trướng hai bách văn tiền, từ bổ nhiệm ngày đó bắt đầu chấp hành. Nàng đem tất cả mọi người chọn định tốt về sau, cũng làm cho trình chiêu sao chết một lần. Trình chiêu viết chữ thời điểm, nàng đi gian phòng bên trong lấy tiền, vừa mới tính hết nợ, tháng trước tổng tiền công là hơn 40 lượng bạc, cũng chính là hơn 4 vạn văn tiền một lượng bạc, cùng một ngàn cái tiền đồng, tự nhiên là một ngàn văn tiền càng có đánh vào thị giác lực. Thế là, nàng đem bạc bỏ vào thương thành, toàn bộ hối đoái thành tiền đồng, thả tràn đầy một cái lớn giỏ trúc. Hôm sau, một cái ngày nắng, sáng sớm bắt đầu làm việc sau một canh giờ, triệu lão thái thái dắt cuốn họng, làm cho tất cả mọi người đến công xưởng chính giữa nhà chính bên trong tập hợp. Tính đến triệu lão thái thái cùng trình loan loan, toàn bộ công xưởng nhân viên là 77 người, nam nữ tách ra đứng tại nhà chính bên trong, người mặc dù nhiều, nhưng là rất yên tĩnh, tầm mắt mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía đặt ở Trình Loan Loan bên cạnh giỏ trúc, nơi đó đầu đồng tiền nhanh tràn ra tới. Trình Loan Loan nhìn về phía ở đây mỗi người, ho khang một cái cuốn họng, mở miệng nói, mọi người buổi sáng tốt, đại hà triệu thị xà phòng công xưởng lần thứ nhất phát tiền lương kỵ khen ngợi đại hội, chính thức bắt đầu, thanh âm của nàng, âm vang hữu lực, trầm bồng du dương, vừa mới nói xong, đám người liền không nhịn được đứng thẳng lưng sống lưng. Tại cái này đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, tại mọi người tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, chúng ta xà phòng công xưởng lấy được thành tích tương đối khá. Trình Loan Loan cao giọng mở miệng nói, công xưởng lấy được thành tựu, cùng ở đây mỗi người đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Các ngươi mỗi một vị, đều là chúng ta từ đông đảo ưu tú thôn dân bên trong, tuyển ra đến càng thêm ưu tú nhân viên, có lẽ. Các ngươi cho là mình chỉ là làm không có ý nghĩa một chút xíu, nhưng chính là tất cả mọi người làm một chút mới tạo nên xà phòng công xưởng hôm nay. Nàng lời nói này khẳng định mỗi người cố gắng, tất cả mọi người lập tức trở nên cảm xúc bành trướng lên. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết nguyên lai like mình làm như vậy một chút điểm chuyện đơn giản vậy mà có thế bị đại sơn nương nhìn thấy, nàng tán dương giống như là một cổ ấm áp gió xuân thổi vào trái tim của mỗi người. Tại hơn 70 tên trong nhân viên, có người chịu khổ nhọc, có người biểu hiện trắc tuyệt, có người cẩn trọng, những người này trả giá cố gắng, công xưởng đều xem ở đáy mắt, cũng sẽ cho tương ứng hồi báo. Trình Loan Loan mở miệng cười, hiện tại, ta đến công bố tháng trước ưu tú nhân viên, vốn là thiết lập 3 đến 5 cái danh ngạch, nhưng không có cách, chúng ta đại hà thôn ưu tú người thực sự là nhiều lắm, ta không chọn được, thế là đem danh ngạch gia tăng đến 20 người toàn trường người trợn tròn trong mắt, 20 cái ưu tú nhân viên, vậy liền biểu thị mỗi bốn người liền sẽ có một cái trúng tuyển, cơ hội của bọn hắn rất lớn, triệu xỏa căng, Lý Tú Nga, Cường Toan Yến, Tuần Tiểu Nha, bị niệm đến danh tự người, từng cái đều là không thể tin, cứng tại tại chỗ không thể động đậy, trình loan loan cho triệu lão thái thái một ánh mắt, nàng lão nhân gia cười hít mắt nói, tất cả thu hoạch được ưu tú nhân viên người, tiến lên đây. Mỗi người đều có thể thu hoạch được một bách văn ban thưởng Hai mươi người đi đến đài Làm triệu nặng tiền đồng rơi vào trên tay lúc Bọn hắn cả đám đều đỏ cả vành mắt Mặc dù ở giữa không thiếu có hơn ba mươi tuổi hán tử Nhưng nói câu mất mặt lời nói Bọn hắn đã lớn như vậy Cho tới bây giờ không có bị người tán dương quá Chớ nói chi là Còn tại trước mặt mọi người cho như thế phần thưởng phong phú Một chút tuổi còn nhỏ cô nương Khóc mắt đều đỏ kìm nén nước mắt không dám nhận chúng thúc thích. Trình Loan Loan cũng nhận lây nhiễm, nàng cười nói, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống, bắt đầu phát tiền lương. Gọi vào danh tự người, đi lên in dấu tay, lĩnh tiền, dưới đáy một mảnh treo hò, triệu đại sơn phụ trách kêu tên, triệu nhị cẩu phụ trách đăng ký in dấu tay, triệu tam ngư phụ trách phát tiền, kia hơn bốn vạn cái đồng tiền, tràn đầy một cái gùi tiền đồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thấy đấy, cùng lúc đó, ở đây mỗi người, hầu bao đều nâng lên đến, triệu nặng, để cả trái tim đều an tâm lên, tiền công cấp cho kết thúc về sau, trình loan loan lên tiếng lần nữa, còn có cuối cùng một hạng, bổ nhiệm tổ trưởng, ở đây người yên lặng xuống tới, từ triệu lão thái thái đến tuyên bố tổ trưởng nhân viên, một tổ, tổ trưởng, Lý Tú Nga, tổ hai, tổ trưởng, Trịnh Liễu Nha, ba tổ tổ trưởng, từng bước từng bước tên gọi đi qua, những cái kia được bổ nhiệm làm tổ trưởng người, kích động bờ môi đều rung rẩy lên, làm danh sách tuyên bố kết thúc về sau, trình loan loan cái thứ nhất, ba ba ba, vỗ tay, tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu vỗ tay, lôi minh tiếng vỗ tay vang lên, như nổi trống đồng dạng, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập nhiệt tình, khai cuộc nhân viên tiềm lực, tán dương là thủ đoạn hữu hiệu nhất một trong nhưng cũng không thể một mực mù quán tán dương, cũng nhất định phải có không dễ nghe tiếng khiển trách. Trình Loan Loan nhìn xem đám người, mở miệng nói, ta chú ý tới, kho củi củi khô sẽ có hơi giảm bớt, có ít người sẽ thuận tay mang một chút củi khô trở về, một cây củi giá trị không được mấy đồng tiền, nhưng có thể phản ứng một người đạo đức trình độ, trước đó phát sinh qua sự tình, ta liền không so đo, như có lần nữa, một khi bị ta biết, trực tiếp khai trừ, đều nghe rõ chưa nghe rõ đám người cùng nhau mở miệng thanh âm lôi động trong đó có tầm hai ba người vụn trộm thuận quá củi khô lập tức xấu hổ không thôi ở trong lòng âm thầm quyết định về sau nhất định phải càng thêm cố gắng làm việc không cô phụ đại sơn nương có ý tốt hồi thủ đã qua một tháng ta cảm thán ngàn vạn nội tâm bành trướng triển vọng tương lai con đường đi tới bởi vì có mọi người ta tự tin hơn gấp trăm lần hùng tâm đầy cõi lòng Trình Loan Loan mở miệng tổng kết, tin tưởng tại tất cả mọi người nỗ lực dưới, chúng ta Đại Hà Thôn ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn, Đại Hà Thôn tất cả mọi người sẽ càng thêm hạnh phúc. Ba ba ba, tất cả mọi người tự phát vỗ tay, bàn tay đều đập đỏ, tốt, tan họp. Trình Loan Loan ấm giọng nói, tổ trưởng lưu lại, triển khai cuộc họp, nhà chính bên trong đám người tán đi, chỉ để lại sáu cái tổ trưởng, cùng thủ kho ngô tiểu chù y cùng nhân sự hành chính triệu lão thái thái, lưu bọn hắn xuống tới họp, chính là bàn giao tổ trưởng trên bờ vai gánh vác nhiệm vụ, tổ trưởng tiền lương cao một chút, gánh chịu trách nhiệm tự nhiên cũng nhiều một chút, mỗi một cái người phụ trách còn muốn đơn độc phát biểu, đến phiên Lý Tú Nga thời điểm, nàng nói một câu ho khang một chút, khục đến cuối cùng mặt đều đỏ, trịnh liễu nha ân cần hỏi hang, Tú Nga tỷ Ta nghe vương thím nói ngươi nhi tử đêm qua phát sốt, có phải là quá cho ngươi, ngươi là muốn lên công người, chiếu cố chuyện của con vẫn là giao cho con dâu đi, mình đừng xính cường, khục, con dâu ta cũng bệnh. Lý Tú Nga ho khang nói, ta ngược lại là không có việc gì, chính là cuốn họng, cuốn họng một mực có chút ngứa, đúng, đại sơn nương, ta vừa mới nói đến nơi nào tới, trình loan loan uống một ngụm trà, khẽ nhíu mày, con của ngươi sốt cao lui sao, vừa nhắc tới cái này, Lý Tú Nga nước mắt đều nhanh xuống tới, chiều hôm qua bắt đầu phát sốt, ta tan tầm lúc trở về, đốt thần chí không rõ, ta tại bên trên giường chiếu cố một đêm, đại khái là ngủ không ngon, buổi sáng cũng có chút không thoải mái, chẳng qua không có việc gì, ta sẽ không chậm trễ làm việc, trình loan loan gật đầu, tú nga tỷ, ngươi đừng lên công, đi về nghỉ trước, đây coi là nghỉ bệnh, không giữ tiền công, cũng không ảnh hưởng toàn cần. Công xưởng bên trong một cái phòng mấy người, một người ho khan một chút, nước bọt trong không khí truyền bá, còn không biết sẽ lây cho bao nhiêu người. Cổ đại sinh cái bệnh chi phí quá cao, nàng cũng không hy vọng công xưởng bên trong người kiếm được tiền tất cả đều tiêu vào tiền thuốc men bên trên. Lý Tú Nga vội vàng khoát tay, đại sơn nương, ta còn có thể làm việc, không có chuyện gì. Trình Loan Loan cố ý nghiêm mặt nói, đây là mệnh lệnh, đi về nghỉ hai ngày lại nói. Triệu lão thái thái phụ họa nói, bao nhiêu người muốn nghỉ ngơi cũng không dám, bởi vì xin phép nghỉ trừ tiền công, ngươi bây giờ nghỉ ngơi đều có tiền, cơ hội tốt như vậy, thế nào còn đẩy ra phía ngoài, đi, nhanh đi về, nghe ngươi ho khan sọ não đau. Lý Tú Nga thiên ân vạn tạ trở về, công xưởng đám người tiếp tục khí thế ngất trời bận rộn, trình loan loan chú ý tới, vừa mới lúc họp, không ít hán tử cùng phụ nhân còn mặc áo mỏng, đây chính là đông nguyệt, mặc dù trời còn không có tuyết rơi, nhưng đã rất lạnh, nàng bên trong cùng vụn trộm xuyên giữ ấm nội y bên ngoài khoảng hai kiện thời đại này quần áo mùa đông mới phát giác được toàn thân trên dưới rất ấm áp công xưởng suốt ngày đều đang cháy củi coi như nhiệt độ sau so bên ngoài cao một chút nhưng chỉ mặc một bộ áo mỏng vẫn là quá là ít ỏi vừa mới tiền công phát xuống đi những người này khẳng định cũng không nở hoa trên người mình một bộ phận giữ lại cho hài tử cưới vợ một bộ phận cho hài tử mua quần áo cắt chút thịt bữa ăn ngon cùng, trước đó có ít người mua đất tại nàng nơi này ký sổ, lúc này tiền công phát xuống đi, liền có một nửa lại trả lại. Trong thôn còn có rất nhiều người là nhà tranh, đoán chừng cũng phải tồn lấy tiền minh năm đóng gạch một phòng ở. Trình Loan Loan lấy giấy bút, tính một khoản, dùng đê đẳng nhất vải thô may sim y, một thân áo mỏng tám thước vải, quần áo mùa đông làm hai tầng, đó chính là 16 thước, mua vải chung 32 văn tiền, lại thêm thủ công phí, một bộ y phục chi phí đại khái là hơn 40 văn tiền. Mỗi cá nhân viên phát một bộ quần áo mùa đông, điểm ấy phúc lợi nàng vẫn là phát lên, coi như là sớm đem cuối năm thưởng phát đi. Nàng đem triệu lão thái thái kêu đến, nói mình ý nghĩ. Lão thái thái phản ứng đầu tiên chính là ở trong lòng tính toán cái này cần cần bao nhiêu tiền, coi xong xem xét, là ba lượng bạc hơn. Cốt A, đối bây giờ lão đại nàng dâu đến nói, ba lượng bạc thật không tính là gì nàng lão nhân gia đáp ứng đến, được, chuyện này liền bao tại trên người ta, ta đi trước mua vải, sau đó lại tìm người may sim y, trình loan loan họa dạng đồ, làm thành thống nhất trang phục, còn muốn tại ngực theo lên đại hà triệu thị bốn chữ, dạng này sẽ để cho các công nhân viên có lòng cảm mến, nàng viết tờ đơn, chi tiêu ba lượng bạc đưa cho lão thái thái, nàng càng ngày càng cảm thấy, cần một cái kế toán, nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không có thích hợp hài tử lão nhị thích ra bên ngoài chạy, đại vượng là lão nhị mạnh nhất tùy tùng, đại sơn cùng tam ngưu đừng nói, hoàn toàn không thích hợp, tứ đảng muốn đọc sách cũng không được, trong thôn ngược lại là có một ít cơ linh hài tử, nhưng để hài tử của người khác đến quản tiền, nàng trong lòng vẫn còn có chút không tín nhiệm, ánh mắt của nàng rơi vào ngô tiểu chùi y trên thân, đứa nhỏ này mặc dù cũng là hài tử của người khác, nhưng, cùng tuệ nương là chị em ruột. Cũng coi là nửa cái người một nhà nếu là đem ngô tiểu chù y bồi dưỡng thành tiên sinh kế toán, chuyên môn đến quản tiền viết sổ sách, nàng phải tỉnh bao nhiêu sự tình, chù y nhỏ, ngươi đến một chút, trình loan loan mới mở miệng, ngô tiểu chù y lập tức đi tới, cung kính nói, thím, ngươi mỗi ngày kho phòng, cảm giác như thế nào? Nàng cười hít mắt hỏi, có cái gì cần hỗ trợ giải quyết sự tình, ngô tiểu chù y lắc đầu, kho phòng không khó, cơ bản việc nhỏ ta đều có thể tự mình giải quyết, hắn phần lớn thời gian là ngồi tại cửa kho, có người đến thời điểm, nghiệm bằng chứng đơn ra kho, không người đến thời điểm, đều là thuộc về chính hắn thời gian, cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, quen thuộc mỗi một chữ cách viết, trình loan loan mở miệng cười, vậy ta lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngô tiểu chùi y lập tức gật đầu, thím cứ việc phân phó, hắn suốt ngày không làm gì việc. Hôm nay lại còn cầm tới 420 văn tiền công, số tiền này hắn cầm có chút phỏng tay. Khố phòng chủ yếu cấp giữ xà phòng cùng một chút sinh sản vật tư, tiếp xuống, ta muốn để khố phòng cũng phụ trách quản tiền. Trình Loan Loan mở miệng nói, về sau một chút chi tiêu, ví dụ như thu củi khô tiền, mua mật ong sữa dê tiền, nhân viên tiền công chờ một chút, đều từ trong khố phòng ra, bởi vì liên quan đến tiền bạc, đối sổ sách yêu cầu cao hơn, ngươi phải hệ thống học tập một chút làm sổ sách, ngươi nguyện ý học sao? ngô tiểu chùi y đáy mắt tràn đầy không thể tin, thẩm, thiếm để ta quản tiền. Mẹ hắn cũng không dám để hắn cầm vượt qua ba văn tiền, sợ hắn tại bên ngoài lung tung tiêu hết. Thiếm làm sao dám tín nhiệm hắn như vậy, làm sổ sách khả năng có chút khó. Trình Loan Loan uống một ngụm trà nói nói, ngươi biết chữ không nhiều, ta lo lắng ngươi học không được, ta sẽ cố gắng học. Ngô tiểu chùi y làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy, hắn lớn tiếng nói, ta mặc dù không biết quá nhiều chữ, viết chữ cũng khó nhìn, nhưng là ta chịu học, cũng sẽ cố gắng an tâm học, chỉ cần là thiếm dạy cho ta đồ vật, ta nhất định học được. Trình Loan Loan hài lòng gật đầu, kia từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối cùng ta học nửa giờ, không chỉ là muốn học hiện đại làm sổ sách phương pháp, cũng phải học được cổ đại ký sổ thủ pháp, hai loại phương thức thấu hiểu cặn kẽ, khả năng chân chính làm tốt tiên sinh kế toán tại triệu lão thái thái khu chiên gõ trống bận rộn phía dưới, xà phòng công xưởng nhóm đầu tiên quần áo lao động chính thức bắt đầu chế tác. Lão thái thái để mỗi ngày tới học theo hoa đám kia nữ hài tử hỗ trợ cắt vải may, không phải giúp không bận biệu, tự nhiên sẽ phát tiền công. Trận này, mỗi ngày tới lấy hàng đặt hàng thương nhân đều có không ít. Ngôn trưởng quỹ mỗi ngày đến trong thôn cho nhà mình phòng ở giám sát, sau đó tại trình loan loan trong nhà ngồi đại khách, xem như sớm vào cương vị hắn trước kia mỗi ngày tại tổ truyền trong quán trà tiếp khách nói chuyện, ngày kế cũng không có một văn tiền doanh thu, còn cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ đem khách nhân đắc tội, nhưng là hiện tại, những thương nhân này dáng vẻ đều rất thấp, cùng hắn nói chuyện mười phần khách khí, hắn cùng những người này nói nhăn nói cuội, muốn nói cái gì liền nói cái gì, những người này mười phần cho hắn mặt mũi, đi theo đề tài của hắn thuận miệng trò chuyện. Ngôn trưởng quỷ dài đắc ý phẩm một miệng trà, đây mới là hắn muốn nhân sinh A, à. một đi ngang qua đến, bốn phía đều là lưu dân. Một thương nhân thở dài nói, nghe nói cửa sông huyện cửa thành đợi thêm hai ngày liền sẽ đóng lại, đường thủy đi không thông, đường bộ quá nguy hiểm, sợ là năm nay đều không cách nào lại đến đặt hàng lấy hàng. Ngôn trưởng quỷ mở miệng nói, ta sáng nay từ Bình An huyện ra tới, cũng đụng phải ba bốn bầy rải rác lưu dân, Bình An huyện sợ là cũng phải nhịn không được. Trình Loan Loan trong lòng biết, càng về sau, tình huống sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Nàng chậm rãi nói, xà phòng thứ này, là tiêu hao phẩm, người bình thường dùng qua một lần, liền sẽ mua lần thứ hai lần thứ ba, đơn giản chính là nhiều kiếm cùng kiếm ít khác nhau, các ngươi lần này lấy hàng sau khi trở về, chờ lưu dân sự tình giải quyết xong lại đến, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện, coi như không tốt, chúng thương nhân nhau nhau gật đầu, của cả nhà của bọn hắn đều không kém không thể là vì số tiền này bí quá hóa liều. Bao năm qua chỉ cần xuất hiện lưu dân, xã hội liền sẽ trung chuyển, lưu dân thành họa tụ lại thành thổ phỉ, nếu là nửa đường giết người cướp của, bọn hắn liền giải quan địa phương đều không có. Các thương nhân riêng phần mình lấy hàng đặt hàng tán về sau, trình loan loan tâm tư có chút nặng nề, vốn là dự định đông nguyệt 30 tử lâu khai trương, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lưu dân vừa xuất hiện, tất cả kế hoạch cũng phải bị xáo trộn cũng không thể tử lâu gà vịt thịt cá, mà những cái kia lưu dân lại ngay cả một hơi cháo đều uống không lên. Cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, chuyện này tại cổ đại rất phổ biến, nhưng là nàng không nghĩ tự thân lên diễn. Ban đêm, triệu nhị cẩu trở về, hắn mỗi ngày trong thành bận bịu tử lâu trang trí sự tình, đi sớm về trễ, đối trong thành tình huống hiểu rõ nhất. Huyện lệnh đại nhân ở ngoài thành thiết lều cháo, một ngày hai bữa cháo loãng, hắn mở miệng nói, ngoài thành có một cái miếu hoang, trong miếu tất cả đều là không nhà để về lưu dân, quá thê thảm, những cái kia lưu dân xuyên ít, phần lớn đều sinh bệnh, cũng không biết chịu không chịu đi qua. Trình loan loan nhướng mày, sinh bệnh, triệu nhị cẩu gật đầu, ta nhìn thấy một vị phụ nhân ôm lấy hài tử, đứa bé kia toàn thân đỏ bừng, hẳn là phát sốt, ta biết không thể trắng trợn hỗ trợ, ta liền dẫn nàng đến cái hẻm nhỏ, cho nàng một chút tiền, để nàng tranh thủ thời gian mang theo hài tử đi xem bệnh, chẳng qua sinh bệnh quá nhiều người, ta không có biện pháp giúp tất cả mọi người, trình loan loan trong lòng mảnh kinh, nàng giống như xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu, ba ngày trước nhị cẩu sinh bệnh, hai ngày trước, Lý Tú Nga Nhi tử sinh bệnh, còn có trong thành nhiều như vậy lưu dân sinh bệnh, cho nên, là nàng dự tính sai, nàng coi là lưu dân mang tới là họa loạn, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà mang đến cảm cúng virus triệu nhị cẩu thường xuyên đi trong thành nhiễm lên cảm cúm không hiếm lạ nhưng là lý tú nga nhi tử là tiêu chuẩn làm ruộng hán tử tiếp xúc người cực ít dạng này lại cũng có thể truyền nhiễm bên trên theo như cái này thì lưu dân mang tới virus truyền nhiễm tính rất cao có điều đây hết thảy chỉ là suy đoán của nàng cụ thể đến cùng phải hay không chuyện như vậy còn cần nhìn nhìn lại nhị cẩu từ giờ trở đi ngươi đừng có lại đi trong thành Trình Loan Loan mở miệng nói, tử lâu sự tình gác lại một đoạn thời gian, chờ lưu dân xử lý tốt về sau lại khai trương. Triệu nhị cẩu gật đầu đáp ứng, Trình Loan Loan tiếp tục nói, Xuân Hoa, ngươi đi nấu nước, đợi lát nữa ta cố gắng nhịn chút thuốc cho các ngươi uống, cho các ngươi A Gia bà cũng đưa chút đi qua. Trễ bản lam có thế dự phòng cảm cúng cùng virus, nhất định phải mỗi ngày uống ba lần, nàng cũng không muốn lại để cho trong nhà bất kỳ một cái nào hài tử sinh bệnh xảy ra chuyện ban đêm, Trình Loan Loan mới vừa ngủ, trong nhà Đại Môn đột nhiên bị người dùng lực gõ vang, khuyên náo ba con chó săn trong sân ô qua gọi bậy một trận. Triệu Đại Sơn khoác lên y phục đi mở cửa, là Lý Tú Nga cùng nàng Nam Nhân. Đại Sơn, nhanh đi hỏi một chút mẹ ngươi, có thể hay không đưa xe ngựa cho chúng ta mượn dùng một chút, Nhi Tử ta không được. Lý Tú Nga sụp đổ khóc lớn lên, hắn đốt lui không đi xuống, càng ngày càng dọa người, toàn thân run rẩy cho ăn cái gì đều cho ăn không đi vào. Trịnh Lan Trung nói hắn trị không hết, muốn đi tìm trong thành đại phu, chính cầu khẩn, triệu hữu quý đột nhiên chạy tới, đại sơn nương, xỏa căng phát sốt, miệng đầy mê sản, Trịnh Lan Trung nói cứu không được, có thể hay không mượn vừa xuống xe ngựa, một cái đại lão gia, nhanh sụp đổ, Trịnh Loan Loan mặc xong quần áo đi tới, mới ra phòng, ban đêm hàng phong liền cuốn tới, nàng không khỏi rùng mình một cái, nàng mở miệng nói, Đêm hôm khuya khoắt, cửa thành giam giữ cũng tìm không thấy đại phu, như vậy đi, mang hai đứa bé đi triệu gia từ đường, mang nhiều mấy giường chăn mền, dùng cái bàn chấp nhận một chút, Lý Tú Nga cũng bệnh, trên mặt cũng là bệnh trạng đỏ, gió đêm thổi, phản phất lập tức liền ngã xuống, Trình Loan loan ý thức được, sự tình khả năng so với nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Nàng trầm giọng mở miệng nói, hai ngày trước nhị cậu cũng là đột nhiên nhiệt độ cao run rẩy, Bệnh khá là nghiêm trọng, ta là dùng thổ phương tử trị liệu mới kiếm về một cái mạng. Cái này bệnh qua người, không thể khoảng cách quá gần, các ngươi nếu là không nghĩ người cả nhà đều sinh bệnh, liền nhất định phải nghe ta, đem hai đứa bé đưa đến từ đường đơn độc ngăn cách, Tú Nga tỷ ngươi cũng sinh bệnh, ngươi tạm thời phụ trách chăm sóc một đêm. Triệu Hữu Quý lau mặt một cái bên trên nước mắt, hắn là cái người ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu, loại thời điểm này liền nên nghe người thông minh. Hắn gật đầu, ta cái này trở về đem xỏa căng lưng đến từ đường đi. Lý Tú Nga nam nhân trầm giọng nói, ta cũng đi. Trình loan loan vào phòng, lại cho mình bộ một kiện áo dày phục, sau đó hướng Lý Chính nhà đi đến. Triệu Đại Sơn điểm cái bó đuốc, ở phía trước dẫn đường. Ban đêm Đại Hà thôn yên tĩnh, Lý Chính trong nhà cũng rất yên tĩnh. Hậu viện tử bên trong ngẫu nhiên truyền đến gà vịt sao động tiếng kêu, Triệu Đại Sơn dùng sức gõ cửa một cái. Triệu An Giang vuốt mắt đi tới, Đại Sơn, ngươi thế nào đến, Đại Tẩu Tử cũng tới, mau vào. Lúc đầu hắn còn chưa tỉnh ngủ, vừa đối đầu Trình Loan Loan ngưng trọng bộ dáng, kia buồn ngủ lập tức biến mất cái không còn một mảnh, vội vàng vào nhà đem Lý Chính kêu lên. Lý Chính mặc xong quần áo đi tới, liền vội hỏi, Đại Sơn Nương, đây là phát sinh chuyện gì rồi? Hơn nửa đêm đến tìm người, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng. Lý Chính thúc, lần này lưu dân hẳn là nhiễm lên bệnh dịch, từ phương Nam truyền đến nơi này. Trình Loan Loan nói ngắn gọn, chúng ta trong thôn đã có ba bốn người nhiệt độ cao sinh bệnh, ngày mai có lẽ sẽ càng nhiều. Lý Chính vỗ đùi, ba ngày trồng cây người thiếu ba cái, ta hỏi một chút, nói là sinh bệnh xin phép nghỉ. Xem ra không chỉ là chúng ta thôn, những thôn khác cũng chịu ảnh hưởng. Đại Sơn Nương, ngươi cái này hơn nửa đêm tìm đến, có phải là đã có chương trình, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, không mở ra được trò đùa. Trình Loan Loan gật đầu, đầu tiên, cấm chỉ bên ngoài thôn nhân tiến vào Đại Hà Thôn, cho tàu gia lợp nhà trồng cây Việt đều dừng lại. Đại Hà Thôn nhân khẩu hơn một ngàn người, nghe thật nhiều, nhưng đều là bản thổ nông dân, quản lý lên cũng không khó. Khoảng thời gian này bởi vì nhân thủ không đủ, Lý Chính mời bên ngoài thôn nhân đến giúp đỡ, dẫn đến trong thôn thường có gương mặt lạ. Ngăn chặn tất cả bên ngoài thôn nhân, cũng cấm chỉ trong thôn tất cả mọi người lại vào thành, hẳn là có thế rất tốt phòng ngừa bệnh dịch lan tràn. Hỏi một chút Trịnh Lan Trung phải chăng có Tùng Lam cái này vị dược tài, nếu không có, có thể muốn sắp xếp người đi một chuyến trong thành, nhiều mua một chút trở về. Tùng Lam không đủ, dùng cây kim ngân, liền vễn cùng Hoàng Kỳ cũng được, nấu chính thành dược nước, trong thôn tất cả mọi người nhất định phải uống một chút. Tùng Lam chính là rễ bản Lam cây kim ngân liền vĩnh cùng hoàng kỳ nấu chính ra tới thuốc gọi là song thuốc đắng, hai loại thuốc, đều có cực mạnh chống bệnh độc tính. Nàng dù sao cũng là tại xã hội hiện đại đợi qua người, mặc dù không hiểu y học, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút cơ sở dược vật tri thức, truyền nhiễm tính tương đối mạnh cảm mạo, phần lớn là virus cảm mạo, virus quá mạnh liền thành cảm cúm, ở lâu không dứt, lan tràn ra, liền diễn hóa thành lớn diện tích bệnh truyền nhiễm những cái này lưu dân sợ là trên đường liền chết đói, chết cống, chết bệnh hơn phân nữa, còn dư lại một chút rất nhiều cũng đã sinh ra kháng thể. Cái này chứng bệnh chủ yếu là nhiệt độ cao, trị liệu loại này bệnh, trước hết nuôi nóng, sau đó giết chết virus, dùng sai biện pháp, sẽ chỉ làm chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Đi trong thành mua thuốc, phải thu xếp thân thể cường tráng hán tử, ngồi xe ngựa tiến đến, nhất định phải dùng vải bịt lại miệng mũi tận lực không cùng trên đường bất luận kẻ nào tiếp xúc, về phía sau thôn, cũng phải cách ly sau ba ngày mới có thể trở về nhà. Trình Loan Loan sắc mặt nghiêm túc nói, ta để nhị cậu mang đội, Lý Chính bên này lại thu xếp hai người đi. Lão nhị tại ba ngày trước sinh qua một trận bệnh, trong cơ thể sẽ tồn tại một chút kháng thể, chỉ cần cảm cúm virus không có tiến hóa, liền sẽ không lại bị lây nhiễm. Còn nữa, người trong nhà mỗi ngày uống rễ bản lam, sức chống cự cũng tương đối tốt, nàng mặc dù đau lòng con của mình, nhưng loại thời điểm này, nhất định phải có người đứng ra, nếu không, toàn bộ đại hà thôn đều sẽ phải chịu luyện lụy. Sau đó, Trình Loan Loan còn cùng Lý Chính nói một chút nhất định phải chú ý chi tiết, hai người đàm hơn một canh giờ mới xem như kết thúc, đi lúc trở về, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Trình Loan Loan nhẹ chân nhẹ tay đi đến từ đường. Đứng ở bên ngoài nhìn thấy Lý Tú Nga ghé vào bên cạnh bàn ngủ. Triệu Sỏa Tăng cùng Tú Nga Nhi tử ngủ say sưa tại một cái giường trên kệ, khung giường tử cũng hẳn là vừa mới dọn tới, hai người trên trán đều dựng lấy khăn lông ướt, nàng đeo lên y dụng khẩu trang, sau đó bịt kín một tấm vải che ở trên mặt, lúc này mới đi vào, vẫn như cũ là Iberpron, hai người cắt cho ăn một chút, hạ sốt dáng thì thôi, thứ này không tốt giải thích, nàng chính động tác, Lý Tú Nga liền tỉnh, Đại Sơn Nương, ngươi thế nào tiến đến, mau đi ra cẩn thận quá bệnh khí. Trình Loan Loan tại thương thành tủ chứa đồ bên trong lấy ra một cái bát, từ phía sau bưng ra, đây là ta chịu thuốc, Tú Nga tỷ uống nhanh, hai người bọn họ ta đã cho ăn quá. Lý Tú Nga nói một tiếng cảm ơn, đem một bát thuốc uống sạch sẽ, có lẽ là bởi vì nhi tử sinh bệnh, nàng một mực không có phát nhiệt, ngược lại sống qua tới, tinh thần coi như có thể. Trình Loan Loan không có lại nhiều lưu, nàng đi ra thời điểm, dùng tủ chứa đồ trừ độc dịch tẩy cái tay, lúc này mới dám đi vào nhà mình cửa. Hành hạ như thế một chuyến, sắc trời đều sáng, trình loan loan mặc dù rất mệt mỏi, nhưng một đống sự tình không có giải quyết, nàng cũng ngủ không được. Đội tuần tra người sớm trời giường luyện võ qua đi, liền bị Lý Chính Triệu tập lại, tại dưới cây hòe lớn học. Hôm nay bắt đầu, trong thôn xà phòng tác phường, lợp nhà, trồng cây, tu mương nước, toàn bộ đình công, học đường nghỉ học lý chính lớn tiếng nói hiện tại hai người một tổ giữ vững trong làng mỗi một cái cửa vào không có ta cùng đại sơn nương mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến cũng không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài đội tuần tra người đều kinh sợ vì sao không cho phép ra đi chúng ta sẽ còn muốn đi trong thành mua thịt đấy hôm qua không phải phát tiền công sao đúng vậy a à, đúng vậy a à, ta muốn cho lão nương bốc thuốc tất cả mọi người không đồng ý quyết định như vậy Lý Chính sắc mặt nghiêm túc, gần từng chữ một, tối hôm qua, Triệu Công Nhi cùng Triệu Xỏa Căng phát sốt kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, chuyện này chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, ta cùng Đại Sơn Nương tổng cộng thương lượng một chút, đều cho rằng là bị trong thành lưu dân quá bệnh khí, cái này bệnh quá mạnh, Trịnh Lan Trung đều không có biện pháp, nhiễm lên chính là chờ chết, đều là một cái trong thôn người, tối hôm qua chuyện phát sinh tự nhiên có người biết, một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều biết hai đứa bé kia bệnh rất nghiêm trọng, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, vậy mà nghiêm trọng như vậy. Triệu xỏa căng là cái khí lực siêu cấp lớn hán tử, thân thể cường tráng như con nghé con, vậy mà nói bệnh liền bệnh. Trước mắt chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng không thể ngồi chờ chết. Trình Loan Loan đứng tại Lý Chính bên người, nhạc âm thanh mở miệng nói, các ngươi là đại hà thôn đội tuần tra, phụ trách bảo hộ trong thôn mỗi người, không chỉ là đánh lui thổ phỉ, cũng phải đánh lui bệnh hiểm nghèo bảo hộ chúng ta không bị lưu dân quấy nhiễu bảo hộ chúng ta không bị bệnh hiểm nghèo tra tấn đây là đội tuần tra mỗi người sứ mệnh chính là bởi vì có các ngươi đại hà thôn khả năng thái bình yên tĩnh mới có thể càng ngày càng tốt cho nên ta cùng lý chính đều hy vọng các ngươi có thế tiếp tục hoàn thành thuộc về sứ mạng của mình cái này nửa năm qua đại hà thôn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sớm đã đem xung quanh quế hoa thôn trình gia thôn lý gia câu một đám làng xa xa lắc tại phía sau xem mỗi một lần siêu việt đều cùng đại sơn nương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đại sơn nương có thể trở thành tuệ nhụ nhân cùng bọn hắn vốn là không giống bọn hắn thân là đội tuần tra liền nên nghe theo phía trên phân phó vâng hoàn thành sứ mệnh hoàn thành sứ mệnh bảo hộ đại hà thôn dưới đáy đội tuần tra dậm chân cùng kêu lên hô to thanh âm kinh động cây hòe lớn bên trên chim sẻ, chim sẻ dọa đến bốn phía bay loạn. Lý Chính hài lòng gật đầu, Vương Vĩnh Thành, ngươi mang mấy người toàn thôn thăm viếng một lần, nhà ai có sinh bệnh người, bất kể có phải hay không là người già trẻ em, trực tiếp đưa đến từ đường cách ly lên, thái độ cường ngạnh hơn, nhưng không thể thô lỗ, đều ghi nhớ sao. Vương Vĩnh Thành thẳng tắp lưng, vâng, Lý Chính, Trình Loan Loan ấm giọng mở miệng, sau nửa canh giờ, trong thôn sẽ có người đi trong thành mua sắm cần mua vật liệu người đi nhà ta đăng ký một chút bọn hắn sẽ hỗ trợ mua về lần này đi trong thành mua sắm người thu xếp ba cái triệu nhị cẩu triệu an giang triệu có lương đây là triệu gia đại hà thôn bản gia họ triệu cho nên tại đối mặt thời điểm nguy hiểm lý chính ưu tiên lựa chọn để triệu gia nam nhân chống đi tới thậm chí để quyển sách xuống đi tới mở miệng nói thím ta cũng đi theo cùng nhau đi trong thành lưu dân còn tại tán loạn, cũng liền nói rõ, cha hắn căn bản cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong thành còn không biết có bao nhiêu người nhiễm bệnh. Lưu dân đánh tới, bệnh dịch lan tràn, như bỏ mặt không quan tâm, xảy ra đại sự, trình loan loan do dự một chút, gật đầu, được, vậy ngươi cùng theo đi. Nếu là một mực ngăn cản, ngược lại bất lợi cho hài tử trưởng thành, thậm chí cũng phục dụng không ít rễ bản lam, thân thể sức chống cự hẳn là vẫn được thẩm chính vui mừng, lập tức từ trên mặt bàn cầm lấy một cái khẩu trang đeo lên. Đây là trình loan loan tại trong thương thành mua vải bố khẩu trang, ở giữa cách tầng may phòng ngự virus dung phun vải, so đơn thuần chỉ bịt kín một tầng vải tốt hơn nhiều. Nàng dự định để lý chính cho trong thôn đội tuần tra người phát xuống đi, thời kỳ mấu chốt, nhất định phải áp dụng mấu chốt thủ đoạn. Nàng đang muốn căng dặn nhị cẩu cùng thẩm chính đi trong thành phải cẩn thận một chút, liền gặp trình chiêu tại bên cạnh muốn nói lại thôi nàng biết đứa nhỏ này tâm tư gì chậm rãi nói mặc kệ ngươi nhiều ưu tú tại trình gia thôn người trong mắt ngươi đều chỉ là một đứa bé vô luận ngươi nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nghe làm gì đồ thêm tranh chấp tiểu chính lần này đi trong thành sẽ đem mức độ nghiêm trọng của sự việc hồi báo cho huyện lệnh đại nhân đại nhân chắc chắn ban bố chính lệnh ngăn cản bệnh dịch lan tràn nàng là một người lớn cũng là cửu phẩm tuệ nhụ nhân nàng không có người sẽ không nghe nhưng là trình chiêu, vẫn là quá non nớt, nếu là hắn trở thành tú tài, trình gia thôn người có lẽ sẽ nghe theo sắp xếp của hắn, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở huyện lệnh đại nhân. Trình chiêu cũng nghĩ đến một màn này, hắn gật đầu nói, ta minh bạch nhị cô ý tứ, mấy ngày nay ta đi hỗ trợ chiếu cố bệnh hoạn, trình loan loan trải rộng ra một trang giấy, để trình chiêu viết thay viết thư, phong thư này, là để thẩm chính mang đến cho thẩm huyện lệnh chủ yếu là báo cho bệnh dịch chứng bệnh, cũng cụ thể trình bày cô lập phương pháp, phòng ngừa bệnh này lan tràn. Về phần trị liệu chi pháp, nàng cần nghiên cứu thí nghiệm một chút, mới dám đem phương tử đưa trước đi, dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự, nàng không thể bằng vào kinh nghiệm quyết đoán. Tin viết xong về sau, trịnh trọng giao đến thẩm chính trong tay, thẩm chính mở miệng nói, thím. Ta hẳn là sẽ lưu tại trong thành hiệp trợ cha ta quản lý lưu dân sự tình, quá đoạn thời gian lại đến. Trình Loan Loan nhìn xem hắn, ôm nhu nói, ngươi nhất định phải chú ý đề phòng, tùy thời mang theo khẩu trang, không thể sơ sẩy, biết sao. Nàng dùng bao phục trang một chút đặc chế khẩu trang đưa tới, những này là cho thẩm huyện lệnh cùng nha dịch sử dụng, nếu là làm quan đổ xuống, bình an huyện liền thật muốn loạn thành một bầy. Nàng căng dặn, thẩm chính đều đáp ứng đến, đi theo triệu nhị cẩu lên xe ngựa, xe ngựa bình ổn rời đi đại hà thôn. Trình Loan Loan không có thời gian đi lo lắng bọn nhỏ tình trạng, lúc này Vương Vĩnh Thành vội vã đi tới, báo cáo, Đại Sơn Nương, trong làng hoạn sốt cao đột một người gia tăng bảy cái, còn có hơn 20 người không có chứng nhiệt, nhưng một mực ho khan. những người này xử lý như thế nào an trí, nhiệt độ cao người bệnh mang đến từ đường cách ly, trừ lý tú Nga, những người khác không thể tiếp cận từ đường, Trình Loan Loan quyết định thật nhanh, để ngu phu tử đem đến tiểu hạ nơi ở đi học đường bên kia dùng để an trí nhẹ chứng người bệnh. Vương Vĩnh Thành gật đầu, lập tức đi làm. Trình Loan Loan đi trước từ đường. Từ đường chỉ có ba gian phòng, chính giữa trưng bày bài vị, trái phải phòng bên cạnh an trí trọng chứng người bệnh. Mấy người kia tất cả đều cháy khét bôi, một thân đỏ bừng, miệng đầy mê sản. Cha mẹ của bọn họ tại từ đường bên ngoài sụp đổ khóc lớn, lại không thể làm gì. Trình Loan Loan cất bước đi vào từ đường, chỉ có Lý Tú Nga một người tại, nàng muốn tránh đi lý tú nga mớm thuốc rất dễ dàng hết thảy chín người nàng hết thảy cho ăn một lần thuốc hạ sốt cho ăn xong về sau nàng đi ra từ đường nhìn về phía ngồi sập xuống đất những cái kia làm cha làm mẹ người chậm rãi nói mọi người yên tâm ta cùng lý chính thúc sẽ không bỏ rơi trong thôn bất cứ người nào từ hôm nay trở đi các ngươi từ trong nhà mang hài tử khẩu phần lương thực đưa tới ta đến phụ trách nấu cháo đưa vào đi nàng nếm qua rễ bản lam đối với rút năng lực chống cự tương đối mạnh, mà lại nàng mang chính là y dụng cấp khẩu trang, hai cánh tay cũng thỉnh thoảng trừ độc, nàng nhiễm bệnh xác suất so nơi này mỗi người đều thấp, còn nữa, coi như nàng sinh bệnh, nàng còn có thế từ trong thương thành mua thuốc trị liệu, nàng là người thích hợp nhất, những cái này sụp đổ làm cha làm mẹ người, không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo trình loan loan thu xếp. Từng cái lê bước chân nặng nề về nhà cầm lương thực, đại sơn nương, bên kia náo lên. Lý Chính vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, hơn hai mươi cái ho khan người bên trong, có mấy cái hai ba tuổi hài tử, hài tử cha mẹ không chịu để hài tử đơn độc lưu tại học đường, cái này nhưng làm sao xử lý? Trình Loan Loan đi theo Lý Chính hướng học đường bên kia đi, còn chưa đi gần, liền nghe được tiếng ho khan không ngừng, ba bốn cái phụ nhân ôm lấy hài tử, khóc ròng ròng, đứa bé kia tuổi tác đúng là nhỏ, mới hai tuổi, một cái ba tuổi còn có bốn năm tuổi hài tử, khóc thở không ra hơi. Trình Loan Loan mở miệng nói, hài tử quá nhỏ, làm mẹ liền cùng theo lưu tại học đường, thuận tiện cũng chiếu cố một chút những bệnh nhân khác, chẳng qua trước đó nói rõ ràng, cùng bệnh hoạn ở cùng một chỗ, mình cũng dễ dàng nhiễm lên bệnh, các ngươi nếu là làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, cá nhân ta không có bất cứ ý kiến gì, để hài tử cùng phụ mẫu tách ra, thực sự là quá tàn nhẫn một chút mà lại hài tử quá nhỏ, xác thực cần bị chiếu cố. Những cái kia là mẹ phụ nhân tự nhiên là liên tục không ngừng gật đầu. Trình Loan Loan tiếp tục mở miệng nói, tất cả ở tại học đường người, đơn độc dùng cơm, theo đầu người nộp lên khẩu phần lương thực, dược phí tạm thời do trong thôn gánh chịu, nấu cháo nấu thuốc ta đến phụ trách. Nàng cần xác định dược tề lượng, cùng hiệu quả trị liệu, mới có thể đem phương thuốc đưa tới thẩm huyện lệnh nơi đó, mới có thể cứu càng nhiều người đại sơn nương, lời này của ngươi liền có điểm gì là lạ. Trương bà nương sắc nhọn thanh âm vang lên, chúng ta đem lương thực giao lên, ngươi nếu là cắt xén làm sao xử lý, đầu năm nay, lương thực so vàng đều quý giá, ta có thể tin chẳng qua ngươi. Trong ngực nàng ôm lấy con trai của nàng Trương Đại Cường, 9 tuổi, một mực đang ho khan. Trình Loan Loan nâng lên đôi mắt, vậy không bằng dạng này, Trương bà nương mang theo nhi tử đi về nhà, Vương Vĩnh Thành ngươi sắp xếp người trong coi trương gia đại môn, không cho phép nhà bọn hắn bất luận kẻ nào ra vào, tất cả hậu quả, trương gia tự hành gánh chịu, ngươi. Trương bà nương trợn tròn trong mắt, ngươi đây cũng quá bá đạo, ngươi là tuệ nhụ nhân không tầm thường sao, tuệ nhụ nhân bản thì ngon. Lý Chính lạnh lùng nói, trương gia nếu là không nghe trong thôn thu xếp, vậy liền cho ta thành thành thật thật ở trong nhà, nếu là dám trộm đi ra tới, lão tử lập tức liền đem các ngươi người một nhà oanh ra ngoài ngươi cái đàn bà thúi thế nào cứ như vậy nhiều phá sự trương vô lại hùng hùng hổ hổ một tiếng đem trương đại cường ném tới học đường tiểu tử ngươi mình thật tốt ở lại đi bao lớn người còn muốn ngươi nương ôm lấy mất mặt hay không trương đại cương ngươi trở về cầm gạo đưa tới trương bà nương còn muốn nói tiếp cái gì bị trương vô lại cưỡng ép mang đi liền khó khăn nhất làm trương gia đều bị lý chính cho mắng đi, những người khác tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, cuối cùng hơn 20 cái nhẹ chứng tất cả đều vào ở từ đường, cùng nhau vào ở đi còn có ba cái phụ nhân. Trình Loan Loan phân phó người tại trên đất trống xây lò đất, chống lên hai ngụm nồi lớn, một cái nồi dùng để nấu cháo, một cái nồi dùng để nấu thuốc. Triệu nhị cẩu một đoàn người còn chưa có trở lại, nàng dự định từ không gian bên trong mua chút dược liệu ra tới trước chịu đựng, nàng dùng chính là sông thuốc đắng phối phương chủ tài là liền vĩnh, cây kim ngân cùng hoàng cầm. sông thuốc đắng phối phương là trải qua hiện đại khoa học nghiệm chứng sau mới lớn diện tích mở rộng đối với trị liệu lưu hành cảm mạo cùng virus gợi cảm có nhuộm rất tốt hiệu quả trị liệu nàng từng nhìn qua một thiên đưa tin cổ đại ôn dịch nghe đáng sợ kỳ thật có chút liền cùng hiện đại cảm cúng không sai biệt lắm chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc rất nhanh liền có thế lành bệnh nàng tại chuẩn bị dược liệu thời điểm, Trịnh Lan Trung đột nhiên đi tới, Đại Sơn Nương, ngươi đem sinh bệnh người đều đơn độc đóng tới làm gì, bọn hắn cần lập tức trị liệu, nếu không sẽ bị nhiệt độ cao đốt thành đồ đần. Trình Loan Loan ngẩng đầu, chậm âm thanh hỏi, Triệu Công Nhi cùng Triệu Xỏa Căng đều tìm Trịnh Lan Trung mở qua phương thuốc, cũng ăn xong mấy phó thuốc, Trịnh Lan Trung có thể nhìn xem, bọn hắn lành bệnh sao, Trịnh Lan Trung bị nghẹn một chút, lắp bắp nói, bọn hắn nhiệt độ cao không lùi ta mở lui nóng phương tử phương tử tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì ta cũng không rõ ràng vì cái gì chậm chạp không thấy khá nhưng coi như không thấy khá cũng không thể từ bỏ trị liệu dùng thông phủ tiết nóng pháp thông lợi đại tiện làm tà nóng từ dưới mà đi liều thuốc thuốc không được vậy liền dùng nhiều mấy lần luôn có thể tiết xuống độ nhưng gây nên mô sắc mặt bầm đen động một tí khí gấp rút thân thể quá hư thì khả năng một mệnh ô hô. Trình Loan Loan đem dược liệu ném vào cái nồi bên trong, tiếp tục nói, đổi một cái phương tử, dùng biện pháp không triệt để pháp, thì tổn thương nước bọt, nóng người càng nóng, lại có nóng người lạnh chi pháp. Nàng chậm rãi mà nói, Trịnh Lan Trung bỗng nhiên liền kinh sợ, hắn biết Đại Sơn Nương rất lợi hại, nhưng cái này là lần đầu tiên biết, Đại Sơn Nương vậy mà cũng thông y thuật. Trịnh Lan Trung, nghe rõ chưa, trọng điểm không phải lui nóng, mà là sơ gió giải biểu, thanh nhiệt giải độc, giải độc chính là quan trọng nhất. Trình Loan Loan nhìn về phía hắn, ta dùng hoàng cầm, liền vĩnh, cây kim ngân làm chủ tài, lại dựa vào cái khác dược liệu, trước chịu ra một chút thuốc thử nhìn một chút. Trịnh Lan Trung lần nữa ngốc trệ, cái này, cái này phương tử, không phải cho gia súc dùng sao, cái này phương thuốc thuộc về đoạn tề, ý là nơi nào có vấn đề liền trị liệu nơi nào, thuộc về mảnh dược, chỉ có gia súc khả năng tiếp nhận như thế lớn dược tính. Hắn cho trong làng súc sinh chữa bệnh lúc, từng mở qua cái này phương thuốc, dùng tại trên thân người, thật đúng là một lần to gan nếm thử. Trịnh Lan Trung trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù là nửa cái siêu Lan Trung, nhưng dầu gì cũng học qua dược lý, cái này phương tử thực sự là, hắn khẽ nhếch lấy môi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trình Loan Loan hiểu sự lo lắng của hắn, song thuốc đắng trước kia vốn chính là trị liệu gia súc phương thuốc, về sau hiện đại y học nghiên cứu cải tiến, dùng tại trên thân người, hiệu quả cực kỳ tốt, chẳng qua dược liệu phối trộn rất có giảng cứu, một cái sơ sẩy liền dễ dàng quá lượng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, cái này phương thuốc thuộc về đoạn tề, cũng có tác dụng phụ, ví dụ như tiêu chảy cùng chứng phát ban, so với vứt bỏ mạng nhỏ đến nói, điểm ấy tác dụng phụ kỳ thật không tính quá lớn sự tình. Trịnh Loan Loan mở miệng nói: Chiêu Nhi, ngươi đem phương thuốc liều lượng cho Trịnh Lan Trung nhìn một chút. Trịnh Chiêu một mực đang bên cạnh ghi chép, phương thuốc phối trộn, hỏa hầu, nấu chính thời gian, cũng quan sát trước mắt bệnh nhân tình trạng, chờ bệnh nhân uống thuốc về sau, hắn cách mỗi nửa canh giờ đều sẽ đi đem bệnh nhân tình trạng chi tiết ghi chép lại. Trịnh Lan Trung tiếp nhận phương thuốc, cái này phối trộn rất có giảng cứu, cùng hắn lúc trước cho gia súc kê đơn thuốc phương không giống tại không có lựa chọn nào khác thời điểm, xác thực có thể thử một lần. Đại Sơn Nương Triệu Công Nhi cùng Triệu Xỏa Căng hạ sốt, Lý Chính cao hứng tới tuyên bố cái tin tức tốt này. Trình Loan Loan lộ ra 10 phần lạnh nhạt, Trịnh Lan Trung, hiện tại còn chất vấn phương thuốc của ta sao? Trịnh Lan Trung mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, phương thuốc của hắn không dùng được, Đại Sơn Nương vừa xuất mã, hắn khẳng định không cứu sống hai đứa bé, liền sống tới hắn cái này lan trung bao nhiêu có vẻ hơi vô dụng, cái này miệng nấu thuốc cái nồi, liền giao cho trịnh lan trung. Trịnh loan loan đem vị trí nhường lại, ta đi chuẩn bị cho bệnh hoạn nấu cháo, trịnh lan trung gật đầu, tự mình nhìn chầm chầm hỏa hầu, người trong thôn đã đem khẩu phần lương thực giao lên, đều là hoa màu, lung tung ngổn ngang trộn lẫn cùng một chỗ, đặt ở cái nồi bên trong cũng là các loại nhan sắc đều có. Trình Loan Loan để hai cái phụ nhân đến giúp đỡ nấu cháo chỉ có hai ba mươi người, nấu cháo cũng không phải cái gì quá cực khổ sự tình, cháo quen về sau, dùng các nhà đưa tới bắt thịnh lên, trình loan loan tự mình bưng đưa đến trong học đường đi, bên trong tràn ngập tiếng ho khan rất nhiều hài tử ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng ôn thanh nói, ăn cháo trước lớp lớp bao tử, đợi lát nữa thuốc liền nấu xong, uống thuốc liền sẽ tốt, ba bốn tuổi hài tử ngây thơ ngẩng đầu hỏi, khỏi bệnh liền có thể về nhà sao, đương nhiên. Trình Loan Loan sờ sờ tóc của nàng, thuốc có chút đắng, nhất định phải ngoan ngoãn uống hết nha. Nàng một người, một lần chỉ có thể bưng hai bát cháo đi vào, bưng mười mấy lội, mới khiến cho mỗi người đều nâng một bát cháo uống. Bên này làm xong về sau, nàng cầm cái rổ trắng gió, mang theo cháo đi từ đường, may mắn học đường cùng từ đường cách cũng không xa, đến bên kia, cháo còn tại bốc lên nhiệt khí, nàng đem cháo để lên bàn, cùng Lý Tú Nga cùng một chỗ cho những cái kia cháy khét bôi hài tử cho ăn cháo, cho ăn cháo đồng thời, nàng lại ngầm đâm đâm cho ăn một chút y bơ prôn. Triệu xỏa tăng cùng triệu công nhi đã tốt nhiều, hai người hỗ trợ cùng một chỗ chiếu cố những cái kia còn không có hạ sốt người, chờ làm xong những việc này, một canh giờ lặng yên không một tiếng động liền đi qua, trình loan loan mệt đầu đều có chút choáng, khụ khụ, nàng đột nhiên thấp khục lên, lý tú nga giật nảy mình, đại sơn nương, ngươi thế nào cũng khục lên, có phải là cũng quá bệnh khí, ai, thế nào có thể để ngươi tiến từ đường đâu, về sau để người đem cháu đưa đến từ đường cổng là được, ta ra ngoài bắt đầu vào đến, miễn cho tai họa tất cả mọi người sinh bệnh, trình loan loan khoát khoát tay, ta không sao, nàng đây là mệt đến, cho nên khục một chút, không có việc lớn gì, nàng mang theo rổ đi ra từ đường, bên ngoài một trận bắt phong đột nhiên thổi tới, nàng không khỏi rùng mình một cái dọa đến lập tức từ trong thương thành mua một chi xong thuốc đắng uống xong. Nàng đi trở về đến học đường cổng, thuận tay rót một chén nước, vừa mới thổi gió, nàng phải uống chút nước nóng đem kia tia hàng khí đuổi ra ngoài. Ai ngờ, cái này nước vừa ra nồi, bỗng đến muốn chết, nàng uống một ngụm liền phun ra, lập tức một trận ho mãnh liệt. Đại Sơn Nương, ngươi thế nào rồi? Lý Chính vội vàng tới, có phải là bị quá bệnh khí, cái này nhưng làm thế nào? Nhanh, mau tới người, viện đại sơn nương đi nghỉ ngơi, trình loan loan thuận thuận khí nói, ta không sao, là uống nước sặc đến, lý chính thở dài một hơi, nếu là đại sơn nương đổ xuống, một mình hắn thật đúng là không có cách nào duy trì tình cảnh, cũng không biết tiếp xuống cụ thể nên làm cái gì, hắn mở miệng nói, đại sơn nương, ngươi nhất định phải chú ý thân thể, chúng ta lớn tuổi, không năm gần đây người tuổi trẻ, nếu là nhiễm lên chứng bệnh, sơ ý một chút, ta niên kỹ nơi nào lớn rồi. Trình Loan Loan sắc mặt có chút đen, Lý Chính Thúc, ngày năm nay 55 tuổi, ta mới 33, vẫn là đừng đặt chung một chỗ so đi. Lý Chính nói, ha ha ha, đồng dạng, đều như thế, ta có cháu trai, ngươi có tôn nữ, chúng ta cũng coi là một đời người. Trình Loan Loan sắc mặt càng ngày càng đen, nàng lập tức nói sang chuyện khác, thuốc giống như nấu xong, có thể thịnh ra tới, đại sơn nương, ngươi tại bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta tới thịnh thuốc. Vương thiếm trên mặt được vải bố đi tới, cưỡng ép đem trình loan loan án lấy ngồi xuống, đưa tay chào hỏi bên cạnh một đám phụ nhân, cũng còn thất thần làm gì, đều tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Đây không phải đại sơn nương một người đại hà thôn, là tất cả chúng ta đại hà thôn, thế nào có thể để cho đại sơn nương một người mù bận rộn, thiết trụ nương quơ lấy cái nồi, đại sơn nương ngươi ngồi nghỉ ngơi, chúng ta đem thuốc thịnh ra tới, bưng đến từ đường học đường cổng cất kỹ, để những cái kia sinh bệnh người mình ra tới lấy, ngươi cũng có thể tiết kiệm sự tình đúng hay không? Ngươi là chúng ta đại hà thôn định hải thần châm, ngươi cũng không thể đổ xuống. Đại Sơn Nương, ngươi có việc liền phân phó, chúng ta tới làm là được. Trình Loan Loan ngồi tại tránh gió địa phương, nhìn trước mắt một đám phụ nhân vội vàng, trong lòng sinh ra cảm thán. Đại Hà Thôn chính là như vậy, ngày bình thường các loại gà bay chó chạy, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ các loại lôi kéo, vừa đến chân chính có sự tình thời điểm, những người bình thường này đều sẽ lựa chọn đứng ra. Các nàng không có nhiệt huyết, không có quan hoàng, không có tình hoài, các nàng có, chỉ là đối cái này sơn thôn trách nhiệm cùng yêu quý, trong thôn tất cả làm việc đều đình công, chúng phụ nhân đến phụ trách nấu thuốc nấu cháo. Mà nhàn trong nhà các hán tử đều tham gia đội tuần tra, thêm một người nhiều một phần trợ giúp, toàn thôn đoàn kết lại, trên dưới một lòng. Trình Loan Loan tin tưởng, chuyện này đối đại hà thôn đến nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa khó khăn, rất nhanh liền sẽ đi qua, lý chính thúc, không tốt. Đội tuần tra một cái hán tử đầu đầy mồ hôi chạy tới, quế hoa thôn người đến gây sự, lý chính đang xem trình chiêu ghi chép chứng bệnh, nghe xong lời này, hất lên vật trong tay, bỏ rơi đến về sau mới phản ứng được đây là giấy, vội vàng lại nhặt lên thổi thổi, đem trang chân vuốt bằng phẳng rộng rãi, Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bàn phía trên Lúc này mới đi qua Quế hoa thôn đám này cẩu tạp toái Lại làm cái gì yêu thiêu thân Hán tử kia há mồm thở dốc nói Chính là trận này cho loại cây dâu nhóm người kia Trong thôn thách nơi khởi công Nhân thủ không đủ Loại cây dâu người có hơn phân nửa đều là bổn thôn người bên ngoài thôn thân thích Mà đại hà thôn cùng quế hoa thôn lân cận Hai thôn trưởng kỳ tính thông hôn Bổn thôn người thân thích rất nhiều đều là quế hoa thôn người Quế Hoa thôn có chừng hơn 20 người tại Đại Hà thôn loại cây dâu đã trồng cái 7, 8 ngày, một mực rất an phận trung thực. Lý Chính vừa đi vừa nói, bọn hắn náo cái gì náo, còn không phải là vì tiền, nói là chúng ta Đại Hà thôn vì lại rơi Quế Hoa thôn tiền công, lúc này mới phong tỏa toàn thôn tất cả nhập khẩu. Thôn bọn họ cũng có người sinh bệnh, nhưng đều không cảm thấy là cái gì nghiêm trọng sự tình, tổng cho rằng Đại Hà thôn chuyện bé xé ra to từng cái ngăn ở làng cổng, nhất định phải đến trồng cây, nói không trồng cây cũng được, nhất định phải đem tiền công cho kết, tạo ra 200 mẫu đất, muốn trồng xuống dưới 10 vạn khỏa cây dâu, lượng công việc lớn, công nhân cũng nhiều, trồng cây người có 7 chục cái, nếu là mỗi ngày một tính tiền, Lý Chính sẽ bận biệu liền thời gian ngủ đều không có, cho nên, hắn định ra đến 10 ngày kết một lần, những người này cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, khởi công còn chưa tới 10 ngày hắn đương nhiên không có khả năng thanh sổ sách, cái này nơi đó chính là quyệt nợ rồi. Lý chính khí dựng râu trừng mắt, bước nhanh đi đến làng cửa chính, 10 cái đội tuần tra hán tử chặn cửa, đem hơn 20 cái quế hoa thôn người ngăn tại ngoài thôn, quế hoa thôn người ương ngạnh phách lối, đội tuần tra người ghi nhớ lý chính phân phó, một mực kìm nén một hơi, không có chính diện phản kích, các ngươi quế hoa thôn, phái cái người chủ sự ra tới. Lý chính dắt cuốn họng rống nói, lời nói đều nói không rõ ràng, náo cái gì náo. Quế hoa thôn đẩy ra một cái hán tử, họ tôn, đám người này đều hô tôn nhị thúc, hắn thô cuốn họng nói, chúng ta quế hoa thôn tổng cộng có 23 người đến đại hà thôn trồng cây, trồng 8 ngày, một văn tiền không có kết toán, triệu lý chính có phải là nên cho chúng ta một lời giải thích, lý chính lạnh lùng nói, sáng sớm hôm nay, ta liền phái người đi quế hoa thôn nói rõ tình huống, thế nào, tôn lý chính không có nói cho các ngươi biết cũng bởi vì trong thôn có người phát nhiệt độ cao, thì không cho chúng ta tới cắm cây, triệu lý chính không cảm thấy lý do này rất buồn cười đúng không, bình an huyện nhiều người như vậy, sinh bệnh người sợ là càng nhiều, huyện lệnh đại nhân thế nào liền không có đóng cửa thành, công nhị thúc khí hùng hùng hổ hổ, có phải là mở không xuất công tiền đến, cho nên ý nghĩ tử đem chúng ta lắc lư đi, sinh cái bệnh, liền đem làng đều phong, đây là đùa ba tuổi tiểu hài nhi chơi đâu, hắn sống nhiều năm như vậy, liền chưa nghe nói qua như thế hoang đường sự tình thua thiệt bọn hắn như thế tin tưởng đại hà thôn không nghĩ tới lại bị hố thảm như vậy triệu lý chính ngươi bây giờ có hai lựa chọn công nhị thúc duỗi ra hai đầu ngón tay thứ nhất tiếp tục để chúng ta trồng cây thứ hai hiện tại liền khởi công tiền hắn lúc nói chuyện nước bọt bay loạn lý chính bận bịu lui lại một bước đại sơn nương nói qua bệnh khí chính là thông qua người trong mồm nước bọt quá cho người khác lão nhân gia ông ta chỉnh sửa lại một chút khẩu trang được vậy bây giờ liền đem tiền công kết toán rõ ràng nhưng là các ngươi quế hoa thôn người đều nghe kỹ vô luận đại hà thôn lại có cái gì việc cũng sẽ không chiêu thôn các ngươi bên trong người đến về sau cũng đừng đến đòi ngại chướng mắt nông thôn hán tử phần lớn ánh mắt thiển cận ai sẽ nhìn thấy về sau đâu bọn hắn chỉ biết mình có bốn năm bách văn tiền tại đại hà thôn đây là bọn hắn vất vả tiền mồ hôi nước mắt nhất định phải trở về còn nữa trong bọn hắn cũng có người nhà sinh bệnh cũng cần tiền đi xem bệnh lý chính để người chuyển đến cái bàn lại đem triệu thiết trụ kêu đến tính sổ sách sau đó từng cái cấp cho tiền công công nhị thúc nhìn thấy đại hà thôn đúng là lấy ra được tiền đến đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi chẳng lẽ cái này bệnh thật nhiều nghiêm trọng thế nhưng là huyện thành đều không có đóng một cái làng đến mức đó sao được rồi mặc kệ, chỉ cần bọn hắn có tiền cầm là được. Quế hoa thôn đám người cầm mấy bách văn tiền, khí thế hùng hổ mà đến, đắc ý mà đi. Triệu thiết trụ nháy mắt hỏi, A gia vậy sau này để ai đến trồng cây đâu? Nói chuyện đến cái này, Lý Chính cũng đau đầu. Được rồi, hiện tại vẫn là trước chữa bệnh đi, trồng cây sự tình không vội, tào lão gia khoan dung độ lượng rộng lượng, tào tiểu thư đẹp người đẹp nết, nhất định có thể thông cảm quế hoa thôn người toàn bộ rời đi về sau lý chính chuẩn bị trở về thôn liền gặp một chiếc xe ngựa lái vào đến là triệu nhị cẩu bọn hắn trở về mang về một xe ngựa dược liệu tuyệt đại bộ phận là liền vĩnh cây kim ngân cùng hoàng cầm còn có chút ít rễ bản lam cùng một chút phụ trợ dược liệu ba người các ngươi từ trong thành trở về tạm thời không thể vào thôn lý chính chậm âm thanh mở miệng nói chỉ có thể ủy khuất các ngươi đi ngoài thôn bên kia nhà tranh bên trong đối phó ba ngày sẽ có người đem ăn uống đưa đến cửa thôn các ngươi tới lấy là được ngoài thôn bên kia nhà tranh là chuồng bò thu thập đưa ra đến tất đặt sạch sẽ rơm rạ cùng cái bàn ở cái ba bốn ngày cũng có thể nhịn thụ triệu nhị cậu biết biện pháp này là đến từ mẹ ruột hắn cái này làm con trai tự nhiên là vô điều kiện phối hợp lão nương phân phó hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống mở miệng nói một chút trong thành tình huống y quán đều đủ quân số, đầu đường tùy thời có thể nghe được tiếng ho khan, nghĩ đến bệnh dịch đã lan tràn ra, tại chúng ta đi trong thành trước đó, tạm thời không thấy được huyện lệnh đại nhân có cái gì cử động, ta suy đoán, đại nhân cũng không cho rằng loại này bệnh sẽ dẫn phát náo động, chẳng qua thẩm chính đã trở về, chờ hắn đem sự tình nói rõ ràng về sau, huyện lệnh đại nhân chắc chắn sẽ có hành động, hắn nói xong, xoay người rời đi. Triệu An Giang cùng một người khác cũng đuổi theo. Ba người không có bất kỳ cái gì chất vấn, việc nghĩa chẳng từ nang hướng chuồng bò đi đến, đều là hảo hài tử. Lý Chính không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó gọi người đem xe ngựa dắt đi vào, dược liệu trước hết để cho Đại Sơn Nương xem qua, sau đó để Trịnh Lan trung toàn bộ hợp quy tắc một lần. Những dược liệu này là dùng trong thôn tiền tài mua mà đến, hoa gần một trăm lượng bạc, đây là trong thôn trước mắt lớn nhất một bút chi tiêu. Chẳng qua đây là vì cứu người tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng được. Dược liệu vừa đến, trong làng lại lần nữa bận rộn, dược liệu cần xử lý, những cái kia phụ nhân tự phát tới hỗ trợ. Trịnh Lan Trung dựa theo phương tử đến phối dược, Trịnh Loan Loan cùng mấy cái phụ nhân phụ trách nấu thuốc, sau đó bưng đi cho bệnh nhân ăn vào. Trình chiêu toàn thân vũ trang, một mực cùng bệnh nhân ở cùng một chỗ, hắn sẽ kỹ càng hỏi thăm bệnh nhân trước mắt cảm thụ, sau khi dùng thuốc cảm thụ, ghi chép nhiệt độ cơ thể cùng triệu chứng hết thảy tất cả, kỹ càng ghi chép lại, chẳng qua một ngày, hắn liền ghi chép hơn 40 tấm giấy, tràn đầy tất cả đều là tinh tế bút tích, cùng ngày nửa đêm, nhiệt độ cao người có ba cái lui xuống đi, sáng ngày thứ hai, ho khan người cũng ít mấy cái, chẳng qua cùng lúc đó, một mực đang hỗ trợ chiếu cố một chút phụ nhân cũng bị bệnh, có người lành bệnh, có người bị bệnh, mặc dù bệnh nhân có tăng nhiều, nhưng ít ra chứng minh, phương thuốc hữu hiệu, có thể thực hiện chi. Trình Loan Loan để Trình Chiêu đem tất cả bút ký chỉnh hợp một chút, giao đến Lý Chính trong tay, Lý Chính đi đến cửa thôn, đem triệu nhị cẩu gọi đi qua, nhanh đi một chuyến bình an huyện, đem phương thuốc giao cho huyện lệnh đại nhân. Triệu nhị cẩu rất là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hôm qua đi trong thành liền có không ít người sinh bệnh, y quán bạo mãn, một ngày trôi qua, chỉ sợ tình huống càng thêm khó giải quyết, hắn một mình đánh xe ngựa tiến về bình an huyện, vốn là cách không xa ngồi xe ngựa càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến cửa thành, cửa thành đã đóng, trong thành lưu dân bị đuổi ra ngoài, lại thêm không ngừng có lưu dân hướng cái phương hướng này mà đến, cửa thành lưu dân ít nhất là ba năm trăm người, lít nha lít nhít trắng ở cửa thành đau khổ cầu khẩn, cũng may có nha dịch duy trì trật tự, tình cảnh không đến mức quá hỗn loạn, triệu nhị cẩu xe ngựa vừa xuất hiện, liền có lưu dân nhào tới, hắn kéo gấp dây cương, nhìn không chớp mắt đi đến đánh xe đến cửa thành, bị thủ thành thị vệ ngăn lại, bế thành trong lúc đó, bất kỳ người nào không được xuất nhập, triệu nhị cẩu từ trong xe ngựa lấy ra trang bản thảo bao phục, đưa tới thị vệ trong tay, đây là tuệ nhụ nhân bàn giao nhất định phải đưa đến huyện lệnh đại nhân vật trong tay, mạng người quan trọng, một khắc cũng không thể bị dở dang, thỉnh cầu quan gia tranh thủ thời gian đưa vào đi. Những thị vệ này đều mang theo hôm qua thẩm chính mang về thành khẩu trang, nghe nói là tuệ nhụ nhân mời khe hở giữa đám người chế ra, mà trước mặt tên tiểu tử này, cũng mang theo giống nhau khẩu trang, cũng hẳn là tuệ nhụ nhân phái tới người, thủ thành thị vệ đem bao phục nhận lấy, nhanh chóng hướng thành bên trong đi đến, trực tiếp đến huyện nha cửa chính, bình an huyện thành cửa đã đóng, ba bốn trăm cái lưu dân lấy miếu hoang làm trung tâm tụ lại, chính cửa thành mở lều cháo, một ngày hai bữa cháo ăn cung ứng. Lưu dân cảm xúc coi như bình ổn nhưng là bệnh tình tại lan tràn lưu dân bên trong rất nhiều người vẫn luôn là bệnh kéo lấy bệnh thể cục không ngừng thành bên trong cũng bởi vì lưu dân vào thành quá hơn trăm người nhiệt độ cao ho khang bốn năm cái y quán đều bị chen bể thẩm huyện lệnh ngồi trong thư phòng đang xem văn thư mí mắt của hắn tiếp theo phiến bầm đen bên môi dài một vòng râu ria xem xét chính là cả đêm cả đêm chưa ngủ trên tay hắn văn thư là tri phủ đại nhân gửi đến thư tín trong thư viết đến Hồ Châu hơn ngàn lưu dân mang đến nghiêm trọng ôn dịch, dẫn đến Hồ Châu thành vô số người nhiễm bệnh, mỗi ngày đều có người tử vong. Hôm qua thành bên trong tử vong nhân số đạt tới đỉnh phong, lại chết 8 người, từ nhiệt độ cao đến tử vong, đại khái 4 năm ngày thời gian. Lưu dân bên trong bệnh người càng nhiều, nhưng là tử vong nhân số không có nhiều như vậy, mỗi ngày đại khái chết 1 đến 2 người. Vì bảo hộ Hồ Châu, tri phủ đại nhân hạ lệnh đem tất cả lưu dân đuổi ra ngoài, đóng chặt cửa thành, đem thành bên trong bách tính ngăn cách trị liệu quản lý, về phần những cái kia lưu dân, đã bất lực xen vào nữa. Trong thư cường điệu, để khu quản hạt bên trong tất cả huyện trấn bắt chức pháp này, khống chế ôn dịch lan tràn, tri phủ đại nhân còn viết, Hồ Châu tất cả lui thuốc có tính nhiệt tài đều không khác mấy bán sạch, đưa ra để quan phủ đến quản khống dược liệu, thống nhất nấu thuốc trị liệu, thẩm huyện lệnh buông xuống dài dòng văn thư, nhéo nhéo mi tâm. Thông qua chính nhi đưa tới tuệ nhụ nhân thư tính về sau, hắn liền lập tức để nha dịch phân biệt đi lân cận huyện trấn cùng thôn xóm, áp dụng cưỡng chế tính quản khống thủ đoạn, trước mắt thành bên trong nguyên nhân là khống chế lại, nhưng, tình thế vẫn là rất khó giải quyết. Thứ nhất, dược liệu tiêu hao nghiêm trọng, ma hoàng, sài hồ, cây khương hoạt. Quế nhánh chờ trị liệu sốt cao đột một dược liệu hầu như đều bán không, không có thuốc, những cái kia sinh bệnh người chỉ có thể chờ đợi chết. Thứ hai, ngoài thành những cái kia lưu dân ba bốn trăm người mỗi ngày còn đang tăng thêm nhiều như vậy người một ngày hai bữa cháo huyện nha rất khó lại tiếp tục cung ứng xuống dưới bởi vì thiếu khuyết dược liệu ngoài thành lưu dân thậm chí đều không có tư cách tiếp nhận trị liệu những người này cũng là một đầu một đầu hoạt bát nhân mạng đại nhân thủ thành thị vệ đi lại cấp tốc đi tới đây là tuệ nhụ nhân phái người đưa tới thư tín nói là mạng người quan trọng không thể bị dở dang vừa nghe đến tuệ nhụ nhân ba chữ thẩm huyện lệnh tựa như là ăn một viên an tâm hoàng kia lòng tràn đầy bực bội nháy mắt tan thành mây khói hắn nhanh lên đem bao phục mở ra lấy ra thật dày một chồng giấy tờ giấy thứ nhất bên trên liền kỹ càng viết rõ ràng những cái này bản thảo cụ thể ghi chép cái gì đúng là phương thuốc trị liệu lần này ôn dịch phương tử thẩm huyện lệnh hô hấp lập tức liền dồn dập lên tay đều run lên hắn đọc nhanh như gió bắt đầu nhìn ở giữa phần lớn là nghiệm chứng quá trình cùng bệnh nhân triệu chứng hắn trực tiếp lật đến trang cuối cùng là một bộ hoàn chỉnh phương tử như phương tử bên trong bao quát ma hoàng sài hồ chờ thuốc hắn có lẽ còn muốn tiếp tục đau đầu nhưng là cái này phương tử cùng thường dùng lui thuốc có tính nhiệt không có gì liên quan ngược lại dùng chính là tương đối thường gặp một chút thanh nhiệt chi dược tỷ như liền vẽnh cây kim ngân chờ hắn coi là tuệ nhụ nhân chỉ hiểu đồng ruộng sự tình cho nên mới có thế phát hiện tái sinh cây lúa, bây giờ mới biết, hắn quá nhỏ hẹp, tuệ nhụ nhân. Thật sự là ta quý nhân, ngăn cách quản lý sự tình, là tuệ nhụ nhân đưa ra, chữa bệnh phương thuốc, cũng là tuệ nhụ nhân phái người đưa tới. Bình An huyện có thế có tuệ nhụ nhân, là Bình An huyện đám người may mắn, người tới, thẩm huyện lệnh hét lớn một tiếng, viên sư gia không lưng đi tới, triệu tập thành bên trong tất cả y quán đại phu, quản khống tất cả dược liệu, thống nhất nấu thuốc phân phát xuống dưới. Hắn đâu vào đấy nói nói, thành bên trong cùng ngoài thành, thiết hai cái nấu thuốc điểm, thành bên trong cùng ngoài thành bách tính, đối xử như nhau. Viên sư gia kinh ngạc, thế nhưng là đại nhân, dược liệu không đủ, ta hỏi nhân đức đường đại phu, nói là toàn thành tất cả thuốc cộng lại, cũng chỉ đủ lại dùng ba năm ngày mà thôi, phân một chút ra ngoài cho lưu dân, hai ngày liền khô kiệt, đổi phương tử thẩm huyện lệnh đem phương thuốc tờ giấy kia rút ra cây kim ngân cùng liền vĩnh bình an huyện khu quản hạt liền có thể tìm tới hoàng cầm trước dùng đến lỗ hổng ta đến tìm cách cây kim ngân cùng liền vĩnh rất là phổ biến trong thôn trên núi liền có thể tìm tới nhưng hoàng cầm là phương bắc dược vật là từ phương bắc thu mua mà đến trong thành y quán không có khả năng dự bị quá nhiều nhiều nhất năm ngày hoàng cầm cũng phải khô kiệt viên sư gia cầm phương thuốc hơi chần chờ phương thuốc này là vị nào đại phu viết, đương nhiên là ta thiếm tuệ nhụ nhân. Thẩm chính từ cổng đi tới, thiếm có thể đem cái này phương thuốc giao lên, đã nói lên đã làm thí nghiệm, xác thực có hiệu quả. Viên sư gia càng thêm chần chờ, nhưng, nhưng tuệ nhụ nhân không phải một giới nông phụ sao, nông phụ như thế nào hiểu y lý, lý thuyết y học, ngươi không hiểu, không có nghĩa là ta thím cũng không hiểu. Thẩm chính hừ một tiếng, mở miệng nói, cha, giống viên sư gia dạng này lung tung chất vấn người thực sự là nhiều lắm ta đề nghị đối ngoại láo xưng thuốc này phương chính là cao nhân chỗ soạn trực tiếp để tất cả đại phu phối hợp nấu thuốc là được nếu không phải như thế những cái kia đại phu nhất định sẽ từng cái thay phiên chất vấn không có nhiều thời gian như vậy để giải thích cứu người quan trọng viên sư gia hắn kia là lung tung chất vấn sao rõ ràng là hợp lý đưa ra nghi vấn thẩm huyện lệnh rất là đồng ý thẩm chính đề nghị hắn phải mau chóng thử một chút cái này phương tử nếu là có hiệu quả đêm nay liền để người đằng chết một phần đưa đến hồ châu đi hồ châu bên kia ôn dịch càng thêm nghiêm trọng bên kia khống chế không tốt bình an huyện thì sẽ một mực ở vào trong nguy hiểm viên sư gia phụ trách thành bên trong ta phụ trách ngoài thành thẩm chính mở miệng nói cha liền phụ trách trấn giữ huyện nha ra lệnh thẩm huyện lệnh nhướng mày không được không cho ngươi làm loạn ngoài thành đều là lưu dân một cái không tốt liền thành bạo dân, hắn làm sao lại để cho mình con độc nhất thân ở bạo dân bên trong. Trình chiêu tại Đại Hà Thôn cũng tại hiệp trợ triệu thiếm quản khống bệnh dịch, ta tại Bình An trong huyện thành, tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Thẩm chính ánh mắt phá lệ kiên định, thủ ở cửa thành những thị vệ kia, cũng là nhi tử của người khác, cha mẹ của bọn hắn chẳng lẽ không đau lòng con của mình sao, bọn hắn có thế đi, vì sao ta đi không được. Ta là huyện lệnh đại nhân nhi tử, ta đi khả năng hướng bọn hắn chứng minh bình an huyện không hề từ bỏ bất cứ người nào những cái kia lưu dân mới sẽ không bạo động thẩm huyện lệnh trực tiếp ngây người hắn cái kia bất thành khí nghi tử lúc nào vậy mà hiểu nhiều như vậy đại đạo lý hắn vậy mà nói không nên lời một cái phản bác chữ lão cha ta đi thẩm chính đem khẩu trang kéo lên đeo lên mũ bước dài ra huyện nha nhìn xem bóng lưng của hắn thẩm huyện lệnh thở dài một tiếng nhi tử lớn lên hiểu chuyện, vì sao, hắn lại cảm thấy phiền muộn lên đây. Hắn đang muốn ngồi xuống tiếp tục thu xếp chính vụ, vừa đi ra viên sư gia vội vàng trở về, đại nhân, không tốt, thành bên trong lại người chết, thẩm huyện lệnh bỗng nhiên đứng dậy, chết mấy người, chết bốn người, đều là phục dụng nhân đức đường lui thuốc có tính nhiệt, đột nhiên chết đột ngột, viên sư gia lòng còn sợ hãi, trước đó người chết, là tại quá trình trị liệu bên trong liền chết rồi, nhưng hôm nay bốn người này rõ ràng đã hạ sốt không biết sao liền không có sống qua tới người chết gia nhân ở nhân đức đường đại náo thẩm huyện lệnh sắc mặt trầm ngưng nói cách khác lúc đầu phương tử xác thực có vấn đề không đợi ban đêm hiện tại viên sư gia ngươi liền phái người đi hồ châu đem mới phương tử bẩm báo cho tri phủ đại nhân có dùng hay không cái này phương tử toàn bằng tri phủ đại nhân mình quyết đoán còn có để tri phủ đại nhân khẩn cấp từ phương Bắc điều một chút hoàng cầm tới. Viên sư gia chấp tay, vâng, bình an huyện đột nhiên chết đột một bốn người, gây nên to lớn khủng hoảng, uống thuốc đều có thể đem người cho ăn chết, ai còn dám lại tín nhiệm đại phu, nhân đức đường hai cái đại phu, cùng khác ba cái y quán đại phu tụ tập ở bên trong đường, cùng nhau nghiên cứu phương tử. Đây là đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay lui nóng phương tử. Bọn hắn không cần suy nghĩ liền có thể viết ra phối phương dùng lượng, nhưng là bây giờ, nhiều như vậy người bệnh sử dụng đồng thời bộ này thuốc, thậm chí ngay cả một cái lành bệnh người đều không có, sinh ra sớm nhất bệnh người kia đã 4 ngày, theo lý thuyết, dùng thuốc 4 ngày, coi như không khỏi hẳn, cũng sẽ thật lớn nữa, sao liền nghiêm trọng như vậy đâu? Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu, lần này bệnh, sợ không phải phổ thông chứng nhiệt, cần tìm tới nguyên nhân người bệnh đột phát nhiệt độ cao cũng liền mấy cái kia nguyên nhân phong hàng cảm lạnh hoặc là tà nóng bên ngoài đạt phong hàng người dùng ma hoàng quế nhánh cây khương hoạt gió nóng người dùng xài hồ thăng nha bạc hà ta cho rằng phương thuốc không có vấn đề đã không có vấn đề vì sao thành bên trong bách tính bệnh lâu không khỏi thậm chí còn có chết đột ngột mà người chết đây là ôn dịch không có thuốc nào cứu được tất cả bị bệnh người nhất định phải chôn sống, không phải toàn bộ bình an huyện đều sẽ tử quan. Một phòng đại phu mặt lộ vẻ hoảng sợ, ôn dịch cũng không phải là cái gì xa lạ từ, ngay tại mười mấy năm trước, biên cảnh chiến tranh thời điểm, người chết quá nhiều, đại hạ trời thi thể không kịp xử lý, liền bộc phát ôn dịch, ôn dịch lan tràn, là một cái thôn một cái thôn chết hết, thẳng đến tất cả nhiễm bệnh người tử quan chết hết, cái này ôn dịch mới xem như kết thúc, từng cái chớ có ăn nói linh tinh. Thẩm chính từ đi vào cửa, đem phương thuốc ném ở trên bàn, hiện tại bắt đầu, dựa theo cái này phương tử nấu thuốc, các ngươi sáu cái phụ trách thành bên trong tất cả bách tính, hai người các ngươi cùng ta cùng đi ngoài thành. Lão đại phu đem phương thuốc cầm lên, đây, đây là đoạn tề, cho gia súc chữa bệnh phương tử, có thể nào, là thuốc ba phần độc, đoạn tề chính là những cái kia thẳng đến hiệu quả trị liệu phương thuốc mặc kệ cái này bệnh là thế nào đến cũng mặc kệ ngũ tạng lục phủ năng lực chịu đựng chỉ cần hữu dụng là được nếu là xuất hiện tác dụng phụ lại hút thuốc trị liệu tác dụng phụ chính là trung y cũng không đề xướng loại này đường tắt trị liệu biện pháp thẩm chính như thế nào lại hiểu những cái này hắn chỉ biết vô điều kiện tán thành triệu thím hắn hừ lạnh một tiếng nói dựa theo các ngươi như thế trị liệu còn không biết phải chết bao nhiêu người đem người làm gia xuất trị có thể cứu sống một cái là một cái, còn có, cái này phương tử là một vị thần y viết trình lên, kia thần y Vân Du Tứ Hải, kiến thức rộng, các ngươi nông cạn kiến thức tự nhiên nhìn không rõ phương thuốc này chỗ thần kỳ. Không muốn ngồi ngẩn người, nhanh đi nấu thuốc, hắn là huyện lệnh con độc nhất, phân phó của hắn, tự nhiên không có người sẽ phản kháng, mặc dù trong bọn họ rất nhiều người không đồng ý dùng cái này phương tử, nhưng là, nếu không dùng này phương còn có khác tốt hơn phương tử a chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thậm chí mang theo bốn cái nha sai cùng hai cái đại phu cùng đi ngoài thành lúc này là buổi chiều còn chưa tới nấu cháo thời điểm nồi lớn vừa vặn để trống thậm chí để nhân sinh lửa lúc này bắt đầu nấu thuốc lửa một bốc cháy liền có thật nhiều lưu dân bắt đầu xuống lại đều tưởng rằng nấu cháo không phải cháo đây là nấu cái gì sẽ không phải là nấu rau dại vỏ cây cho chúng ta ăn đi có thể uống nóng hầm hập vỏ cây cháo cũng coi là không sai dù sao cũng so uống gió tây bắc mạnh hơn lưu dân vây tại một chỗ khe khẽ bàn luận thẩm chính đứng trên ghế lớn tiếng nói đây là nấu thuốc chuyên môn chữa bệnh thuốc uống hết có thể cứu mạng sau nửa canh giờ tới lĩnh thuốc không có bị bệnh người cũng đừng đến chen lưu dân không khỏi xôn xao bình an huyện huyện lệnh đại nhân cũng quá tốt một ngày hai bữa cháo thì thôi lại còn có thuốc thật lâu trước đó liền nghe nói bình an huyện đại hoạch bội thu nơi này huyện nha khẳng định rất có tiền không phải nào có tiền mua dược tài cho chúng ta những cái này lưu dân uống hôm qua từ hồ châu đến lưu dân nói hồ châu một ngày chỉ cung cấp dừng lại cháo là thanh thủy cháo uống hết trong bụng tất cả đều là nước hồ châu tri phủ đại nhân nghèo quá bình an huyện có tiền nhất chúng ta tới đối địa phương ta còn nghe nói bình an huyện có tiền nhất làng gọi là cái gì tới nơi đó có người bị thánh thượng ban thưởng phong hào, ban thưởng vô số vàng bạc tài bảo, gọi đại hà thôn, có cái nông phụ bởi vì phát hiện tái sinh đạo tử, được phong làm tuệ nhụ nhân. Nghe nói thôn bọn họ đạo tử thu hai lần, khẳng định có rất nhiều lương thực, bên này một đám lưu dân nghị luận, để bên kia mấy cái tập hợp một chỗ hán tử nghe được, bọn hắn cũng là lưu dân, tại bọn này lưu dân bên trong, xem như dẫn đầu tồn tại. Cái này ba bốn người liếc nhau, sau đó đồng thời cười lên. Bọn hắn cùng một chỗ ba bốn tháng, lẫn nhau ở giữa sớm đã có ăn ý, không cần câu thông, bọn hắn liền biết trong lòng đối phương đang tính toán cái gì. Một nồi lớn thuốc rất nhanh liền nấu xong, chẳng qua lưu dân nhiều đến bốn năm trăm người, cần nấu chín mười mấy nồi mới đủ, một người một bát thuốc uống hết, coi như tạm thời không nhìn thấy hiệu quả, cũng đầy đủ khiến người an tâm. Cháo là một ngày hai bữa, thuốc thì một ngày ba lần, thành trong ngoài chống lên đến nồi lớn suốt ngày liền không ngừng lại quá thậm chí đi theo đám người bận bịu choáng đầu hoa mắt lúc trước bị cha hắn ném ở đại hà thôn bị buộc lấy ngày mùa thu hoạch lúc cũng không có mệt mỏi thành dạng này nhưng là hắn không có dừng lại làm đem một bát chén cháo một bát bát thuốc đưa tới những cái kia lưu dân trong tay lúc trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cổ tinh thần trách nhiệm sĩ không thể không ý chí kiên định gánh nặng đường xa nhưng coi là nhiệm vụ của mình không cũng trọng ư chết thì mới dừng không cũng xa ư hắn lần thứ nhất cảm nhận được trong sách lời nói này là có ý gì đến sáng ngày thứ hai trong thành liền truyền đến tin tức tốt rất nhiều nhiệt độ cao người bệnh nhiệt độ cơ thể dần dần lui một chút mặc dù không có khỏi hẳn nhưng ít ra để người nhìn thấy hy vọng thẩm huyện lệnh vẫn như cũ là một đêm không ngủ chứng bệnh trị liệu có phương hướng hắn có thể tạm thời trước để ở một bên nhưng là kho lúa lương thực còn thừa không có mấy hắn để bút xuống cột chậm âm thanh mở miệng nói viên sư gia ngươi mang theo ta con dấu đi một chuyến đem bình an trong huyện tất cả thương hộ mời đi theo mỗi nhà nhất định phải phái một cái đại biểu đến đây nếu ai dám chống lại trực tiếp buộc mang tới viên sư gia kinh nghi nói đại nhân ý của ngài là bình an huyện gặp nạn những cái này giàu đến chảy mở thương nhân cũng nên phun ra ít đồ tới thẩm huyện lệnh thở dài mặc dù làm như vậy sẽ gặp thương hộ ghen ghét nhưng không được không làm như vậy cũng không thể trơ mắt nhìn bên ngoài thành mấy trăm nạn dân sống sờ sờ chết đói viên sư gia nghe xong liền hiểu hồ châu tình huống càng thêm khó giải quyết khẳng định không trông cậy được vào chỉ có thể lựa chọn để thương hộ xuất huyết nhiều đem thiếu lương áp lực chuyển dời đến thương tài khoản bên trên một chiêu này mặc dù có chút tổn hại cũng bất lợi cho ngày sau đối thương hộ quản lý nhưng nhất định phải thừa nhận đây là trước mắt duy nhất có hiệu biện pháp, tiên sư gia quay người liền đi làm chuyện này. Bây giờ thành bên trong thần hồn nát thần tính, nha sai một ngày 12 canh giờ đều đang đi tuần, người người thấp thỏm lo âu, cho dù là có tiền thương hộ, cũng sợ hãi nhiễm lên bệnh dịch chết đột ngột mà chết, không ít thương hộ đều nghĩ nâng nhà đi nơi khác tránh một chút, nhưng là cửa thành giam giữ, bọn hắn ra không được. Những người này cũng muốn thám thính huyện lệnh đại nhân tiếp xuống đến cùng là an bài như thế nào bởi vậy, viên sư gia vừa đi mời người, những cái kia thương hộ không nói hai lời liền đến, nha môn trong đại đường, ngồi đầy thương hộ, nhiều đến 60, 70 người, các đông gia trưởng quỷ trên mặt đều được một tầng băng gạt, bọn hắn cũng không hiểu vì sao muốn ở trên mặt được cái này, là nhìn thấy những cái kia nha dịch trên mặt đều che đậy đồ vật, đi theo học theo, người đến đông đủ về sau, viên sư gia đi thư phòng mời thẩm huyện lệnh. Hắn mới vừa đi tới bên ngoài, một nha dịch liền vội vàng đi tới, sư gia, cái kia cao trưởng quỷ, nói hắn chiêu, đều chiêu. Viên sư gia rất là nghĩ một lát, mới nhớ tới cao trưởng quỷ là người phương nào, cái kia muốn cưỡng ép mua đi tuệ nhụ nhân phương tử trưởng quỷ, cũng không chính là họ cao A, người bên ngoài, nghe được phong thanh chuyên đến Bình An huyện, còn chưa bắt đầu làm việc, thu mua xà phòng phương tử sự tình liền bị bên cạnh hắn gã sai vặt cho lộ ra đến. Đại nhân phái hắn đi thăm dò một chút, rất đơn giản liền ra được cái này cao trưởng quỷ đến bình an huyện chuyện thứ nhất, chính là cưỡng chiếm một cái quả phụ, thế là, hắn lập tức đem cao trưởng quỷ bắt lại, ném vào đại lao, trận này vội vàng xử lý lưu dân, liền đem cao trưởng quỷ quên đến sau đầu, theo hắn biết, cái này cao trưởng quỷ còn rất có tiền, vậy không bằng, hung hăng làm thịt một bút, mặc dù phương pháp có chút bẩn thiểu hèn hạ, nhưng số tiền kia dùng tại nạn dân trên thân, hắn viên mổ người không thẹn với lương tâm thẩm huyện lệnh ngồi tại cao đường phía trên sáu bảy mươi cái thương hộ tràn đầy ngồi xuống liền xem như bình an huyện nghèo nhất trưởng quỷ trên thân cũng mặc chất liệu tốt y phục cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách dành thời gian đến huyện nha uống trà thẩm huyện lệnh đâu vào đấy mở miệng ánh mắt tại mọi người bên trong dạo qua một vòng chậm rãi nói vương viên ngoại gần đây kiếm không ít tiền a à. vương viên ngoại bị điểm tên lập tức đứng lên nói không nhiều không nhiều, chính là nuôi sống gia đình mà thôi. Thẩm huyện lệnh xì khẽ một tiếng, cái khác thương hộ nguyệt nguyệt muốn giao thương thuế, người vương viên ngoại một văn tiền đều không cần nộp lên, cũng chỉ có thể nuôi sống gia đình. Viên ngoại xem như một cái mặt chờ tên chính thức, người giàu có dùng tiền mua được một cái chức quan nhàn tản, trên danh nghĩa sau cũng không cần lại hướng quan phủ nộp thuế. Cái này tên chính thức là vương viên ngoại vài thập niên trước giàu nhất thời điểm bỏ ra nhiều tiền quyên đến rất là phong quan một hồi. Lúc này thẩm huyện lệnh đột nhiên nhấc lên cái này một gốc trạ, để vương viên ngoại nội tâm rất là bối rối, hắn không rõ huyện lệnh đại nhân vì sao nhấc lên chuyện này. Ngươi làm viên ngoại cũng có 20 năm, cái này 20 năm, miễn bao nhiêu thương thuế, bản quan liền không tính với ngươi. Thẩm huyện lệnh uống một ngụm trà, bây giờ bình an huyện đại nạn, ngươi làm viên ngoại lang cũng nên gánh chịu bộ phận trách nhiệm, không bằng dạng này, ngươi bổ giao 3 năm thương thuế. Việc này bản quan sẽ ghi vào thiếp mời báo cáo tri phủ đại nhân, ngày sau vương gia ngươi như có tử tôn đi khoa cử hoạn lộ, việc này chính là là vương gia tích đức, hậu thế sẽ có lớn phúc khí, vương viên ngoại bỗng nhiên ngây người, cái này không phải liền là để hắn ra bên ngoài bỏ tiền A, ba năm thuế. Để hắn tính toán, vương gia tất cả sản nghiệp một năm ít lợi đại khái tại hơn một vạn lượng bạc, một năm tiền thuế đại khái là hơn một ngàn lượng bạc, ba năm đó chính là ba ngàn lượng bạc lão thiên gia a ba ngàn lượng bạc hắn phải bán bao nhiêu xà phòng khả năng kiếm về thẩm huyện lệnh thanh âm chìm một điểm thế nào vương viên ngoại đây là không nguyện ý xem ra ngươi bôi nhọ viên ngoại lan cái này không 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 đại nhân hạ quan nguyện ý vương viên ngoại trong thanh âm tràn đầy đắng chát trong ba ngày a không liền hôm nay trước khi trời tối hạ quan liền để người đem ba ngàn lượng bạc đưa tới hắn lời này mới ra xung quanh tất cả thương hộ hít sâu một hơi trong bọn hắn rất nhiều người một năm đều không kiếm được ba ngàn lượng bạc mà vương gia nộp thuế liền có thể giao nhiều như vậy khó trách tất cả mọi người nói vương gia chính là bình an huyện số một cùng lúc đó trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn may mắn bọn hắn kiếm không nhiều không phải hiện tại chịu làm thịt liền thành bọn hắn lúc này thẩm huyện lệnh xoay chuyển ánh mắt rơi vào phía trước nhất hai cá nhân trên người chu lão gia xà công tử chu gia phiến muối xa gia bán sắt nếu không phải quan phủ hộ giá hộ tống hai thứ này sinh ý sợ là rất khó làm tiếp tại bình an huyện nguy nan lúc tại quan phủ giật gấu vá vai thời điểm hai người các ngươi phải chăng cũng có thế giống vương viên ngoại như vậy khẳng khái giúp tiền đâu chu lão gia xà công tử khi nhìn đến vương viên ngoại bị hố thời điểm bọn hắn liền biết mình khó thoát một kiếp nhưng là không nghĩ tới một đau kia đến nhanh như vậy bọn hắn đều còn chưa nghĩ ra cụ thể ra bao nhiêu bạc ra nhiều sợ ra vẻ mình quá mập ra ít lại sợ huyện lệnh đại nhân không hài lòng dù sao hai nhà bọn họ làm cái này sinh ý ỷ vào quan phủ khả năng sống sót đắc tội quan phủ kia đó là một con đường chết vương viên ngoại trong lòng dễ chịu hắn cười ha hả uống trà nói chu lão gia mặt trên người cái này tài năng so ta còn tốt chu gia cũng không thể sao vương gia xuất tiền còn thiếu nghe nói xà công tử hàng đêm lưu luyến di hồng lâu tiêu tiền như nước chắc hẳn đối huyện lệnh đại nhân sẽ càng thêm hào phóng chu lão gia cùng xà công tử đồng thời hướng vương viên ngoại ném đi ánh mắt phẫn nộ cuối cùng hai người đành phải đáp ứng vì nạn dân quyên góp ba ngàn lượng bạc trước khi trời tối nộp lên quan phủ đang ngồi cái khác thương hộ đồng đều run lẩy bẩy tất cả mọi người trốn tránh thẩm huyện lệnh ánh mắt đối mặt sợ mình bị điểm tên. Đại nhân Một cái niên kỹ hơi lớn lão thương nhân đứng lên nói, hôm nay tất cả thương hộ tụ tập ở đây, là vì vì nạn dân gom góp tiền bạc, chỉ cần là bình an huyện thương hộ, liền nên khẳng khái giúp tiền, như vậy, tuệ nhụ nhân, có phải là cũng nên biểu thị một phen, thốt ra lời này, ở đây rất nhiều thương hộ nhao nhao gật đầu, tuệ nhụ nhân, thánh thượng thân phong cửu phẩm nhụ nhân, nàng xuất thân từ bách tính cũng nên dấn thân vào tại bách tính, có thể nào không đếm xỉa đến. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn nghe nói, tuệ nhụ nhân xà phòng công xưởng mỗi ngày sản xuất xà phòng mấy ngàn khối, một ngày có thế kiếm được tiền trăm lạng bạc trồng, như thế tính toán, sau vương viên ngoại còn có tiền. Vương viên ngoại ra ba ngàn lượng, tuệ nhụ nhân chí ít nên cầm năm ngàn lượng bạc ra tới. Thẩm huyện lệnh ánh mắt lạnh lùng quét về phía kia người nói chuyện. Những thương nhân này có thế tại Bình An huyện Kinh Thương, toàn bộ nhờ quan phủ che chở. Người ta tuệ nhụ nhân sinh ý có thể làm như thế lớn, cùng bình an quan huyện phủ nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Còn nữa, hắn cười lạnh, chư vị cho rằng, hôm qua mới cải tiến chữa bệnh phương tử như thế nào, ta nhũ mẫu nhi tử nhiệt độ cao không lùi, phục dụng phương thuốc về sau, sáng nay liền tốt hơn nhiều. Vương viên ngoại chấp tay nói, nhân đức đường đại phu nói phương thuốc này xuất từ một dạo chơi thần y, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, cái này thần y họ gì tên gì mẫu thân của ta thân thể có việc gì cũng muốn thỉnh thần y đến vì mẫu thân bắt mạch trình lên phương thuốc người chính là tuệ nhụ nhân viên sư gia cười lạnh nói tuệ nhụ nhân vì sao không đến là bởi vì đi qua ba ngày này tuệ nhụ nhân cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi nghiên cứu phương thuốc cổ có thần nông nếm bách thảo hiện có tuệ nhụ nhân tự mình thí nghiệm thuốc làm phương thuốc chứng minh hữu hiệu về sau tuệ nhụ nhân liền bị bệnh nhiệt độ cao không lùi bệnh tình hung hiểm cũng không biết có thể hay không gắn gượng qua tới a à, chỉ là để các ngươi phun ra một điểm bạc đến mà thôi từng cái liền không tình nguyện mà tuệ nhụ nhân là kém chút bồi lên một cái mạng a tất cả mọi người ở đây đều ngây người tân dược phương đúng là dùng tuệ nhụ nhân cái mạng này đổi lấy sao trong bọn họ có ít người gặp qua tuệ nhụ nhân lúc này trong đầu tràn đầy tuệ nhụ nhân kia nụ cười ôn nhu, giọng ôn hòa. tuệ nhụ nhân đại nghĩa như vậy, trái lại bọn hắn. lúc này một thân ảnh từ cửa chính đi tới, chính là bị giam ba bốn ngày cao trưởng quỷ. hắn âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi thân là bình an huyện người, liền nên có thủ hộ bình an huyện trách nhiệm cùng giác ngộ. a, à, ta một cái người xứ khác đến bình an huyện vẫn chưa tới mười ngày, nhìn thấy bình an huyện bây giờ thảm trạng ta cũng không nhịn được sinh lòng thê thê, ta nguyện ý vì Bình An huyện bách tính cùng ngoài thành lưu dân dân ra mình một phần lực lượng. Lần này tới Bình An huyện, cao mổ là vì làm ăn, chung mang bạc trồng năm ngàn lượng, toàn bộ quyên cho Bình An quan huyện phủ, còn mời huyện lệnh đại nhân chớ có chối từ. Cao trưởng quỷ một mặt hi ngang lẫm liệt, nội tâm lại tại nhỏ máu, cũng bởi vì hắn cùng trong thành bán đậu hũ quả phụ có đầu đuôi, liền bị bắt được nhà giam đau khổ tra tấn ba bốn ngày. Nếu là hắn không giao số tiền kia, hắn sẽ bị kết tội, cái này đáng chết viên sư gia nói, ít nhất phải tại trong lao ngồi sổn ba năm. Hắn đến Bình An huyện là vì làm ăn, sao có thể không hiểu thấu liền thành phạm nhân, dùng tiền tiêu tai, coi như là làm ăn thâm hụt tiền đi. Viên sư gia cười to, cao trưởng quỷ chính là đại nghĩa người, là chúng ta Bình An huyện bách tính may mắn, hy vọng mọi người lấy cao trưởng quỷ làm gương A dưới đáy ngồi những cái kia bình an huyện thương hộ, còn có thế lại nói cái gì đâu, trước có tuệ nhụ nhân lấy thân thử hiểm, sau có người xứ khác cùng quyên năm ngàn lượng bạc, bọn hắn thân là bình an huyện người, bọn hắn những cái này bị thẩm đại nhân che chở qua người, còn có thế lại có lý do gì từ chối, lý ký trà đi, một ngàn lượng bạc, từ nhớ rượu đi, năm trăm lạng bạc trồng, duyệt lai khách sạn, hai trăm lạng bạc trồng, trương ký tiệm tạp hóa, năm mười lượng bạc thương hộ môn, nhao nhao nhịn đau bỏ tiền. Bọn hắn đại khái là đối chiếu 3 năm tiền thuế đến nộp lên quyên tiền, 7-8 phần cộng lại, cuối cùng vậy mà cao đến hai vạn lượng bạch ngân. Thẩm huyện lệnh mặt mày triển khai, chậm rãi nói, có tiền về sau, tiếp xuống chính là mua lương, bản quan lấy một bách văn tiền một cân giá cả, hướng các vị thu lương, lần này là tự nguyện, thẩm huyện lệnh vừa nói, ở đây tất cả mọi người ngây người mặc dù huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thương hộ động lương, nhưng làm thương nhân, động lương chuyện này đã sớm khắc vào ghen, bọn hắn khống chế không được, tất cả mọi người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều tự mình đi trong thôn thu mua quá lương thực, lúc ấy ngày mùa thu hoạch về sau, quan phủ thu giá lương thực cách là 10 văn tiền, bọn hắn đi nông thôn, lấy 12 văn tiền một cân giá cao, thu không ít lương thực trở về. Nhưng là trên thị trường lương thực giá cả một mực bị đè ép, bọn hắn bán không ra giá cao, những cái kia lương thực chỉ có thể trữ hàng tại trong khố phòng, chậm rãi biến thành trần lương. Bây giờ, viện lệnh đại nhân lại muốn dùng giá cao như vậy cách thu lương thực, tiếng giá 12 văn tiền, một bách văn tiền ra tay, một cân lương thực, chỉ toàn kiếm 88 văn tiền, sau nguyên bản thiết tưởng càng nhiều. Đại nhân, chu mổ cái này trở về đem lương thực vận tới, trước khi trời tối. Sa gia đưa 2.000 cân lương thực tới, ở đây các thương nhân, nhao nhao cáo từ. Viên sư gia yên lặng cho thẩm huyện lệnh dơ ngón tay cái lên, không tốn một phân tiền, được không hơn vạn cân lương thực, còn để những thương nhân này không kìm được vui mừng, đại nhân quả nhiên là cao. Có điều, những cái này thương hộ trữ hàng lương thực kỳ thật cũng không quá đủ, dù sao nạn dân nhiều lắm, cộng lại nếu có thể có hai vạn cân, có thể tiết kiệm đi không ít phiền não. Một xe một xe lương thực bị vận chuyển tiến huyện nha kho lúa, chung một vạn tám ngàn cân. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, ngoài thành ngay tại nấu cháo, thẩm chính cầm thìa gỗ tử, cho lưu dân múc cháo. Hắn bên ngoài bận rộn một ngày, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là bận biệu không dừng được, khắp nơi đều thiếu nhân thủ, hắn đi về sau, bên này sẽ chỉ càng bận rộn loạn hơn. Một vị phụ nhân ôm lấy hài tử đi tới, cầm trong tay hai cái bát, hắn cẩn thận thịnh hai bát cháo, nhìn thấy đứa bé kia xanh sao vàng vọt, có chút lộ vẻ xúc động, không khỏi nhiều hơn một mui phụ nhân kia lập tức mang ơn thậm chí trong lòng cũng có cảm giác thỏa mãn nhưng mà hắn đang muốn cho người kế tiếp múc cháu lúc đột nhiên nghe được tiếng khóc hắn đi cà nhắc nhìn lại liền gặp vừa mới bưng cháu phụ nhân kia quỳ trên mặt đất khóc ôm lấy một cái hán tử đùi đau khổ cầu khẩn ta cháu tặng cho ngươi van cầu ngươi đem nhi tử ta cháu trả lại hắn còn nhỏ không chịu được đói cút sang một bên hán tử kia nhất chân một đạp, nếu không phải lão tử bảo bọc ngươi, ngươi có thể còn sống đi đến Bình An huyện sao, bây giờ chẳng qua là để ngươi cho hai bác cháu mà thôi, liền kéo cái này kéo kia, như ngươi loại này phụ nhân, liền nên chơi chết là xong. Hắn nói, nắm chặt phụ nhân gáy cổ áo tử, phụ nhân bên người hài tử ô qua khóc lớn lên, khóc thở không ra hơi, phụ nhân kia vội vàng trấn an hài tử, chó, ngươi ngay ở chỗ này ngồi một hồi, nương lập tức liền trở lại, nàng rất rõ ràng, những người này dắt nàng muốn đi làm gì, vì hài tử, nàng không có lựa chọn nào khác, dừng tay, quát lạnh một tiếng, là thẩm chính đi tới, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm làm ác ba cái kia hán tử, tại bình an huyện thành bên ngoài cũng dám gây sự, lấy mạnh hiếp yếu, khi nam phách nữ, theo luật, nên trọng đánh 30 đại bản, lại đầu nhập nhà giam. Thẩm chính ở ngoài thành bận rộn một ngày, Đám người tự nhiên biết thân phận của hắn là Bình An huyện huyện lệnh chi tử, giống như là huyện lệnh. Ba người kia liếc nhau, mười phần trân tru liền quỳ xuống đến, "Thẩm công tử, đây chính là cái hiểu lầm, chúng ta cũng là quá đói, mới động thủ đoạt phụ nhân này lương thực. Chúng ta cùng phụ nhân này hài tử đều là đồng hương, lẫn nhau ở giữa có đôi khi sẽ chia sẻ đồ ăn, vừa mới chẳng qua là động tác thô lỗ một chút." Thẩm Chính nhìn xem phụ nhân kia nói, nếu ngươi muốn cáo trạng ba người này, bản thiếu gia nhưng vì ngươi làm chủ, phụ nhân kia rủ xuống tầm mắt, cái này ba nam nhân là lưu dân bên trong dẫn đầu, còn có rất nhiều tiểu đệ tùy tùng, cái này cùng nhau đi tới, nàng là tận mắt thấy ba người này như thế nào dày xéo nhân mạng. Thật nhiều ba bốn tuổi sữa bé con, cứ như vậy tiếng ba người này bụng, thẩm thiếu gia có thể vì nàng ra mặt nhất thời, lại không thể một mực che chở nàng, nàng nếu là đắc tội ba người này, ba người này tiểu đệ cùng tùy tùng, sẽ đem nàng, cùng con của nàng, ăn liền cặn bã đều không thừa. Nghĩ tới đây, phụ nhân miệng đầy đắng chát, ông lấy hài tử nói, hồi thẩm thiếu gia, dân phụ cùng ba người bọn hắn là đồng hương, cũng là bản gia, một đường hai bên cùng ủng hộ, vừa mới đúng là cái hiểu lầm, thẩm chính trên mặt hiện ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hắn từ sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì lựa chọn. Hắn xoay người, lấy hai bát cháu đặt ở trong tay phụ nhân, sau đó tiếp tục đi bận rộn. Phụ nhân kia quay đầu liền đem nó bên trong một bát đưa cho Hán Tử kia, tính ngươi thức thời. Hán Tử kia nắm chặt cổ áo của nàng tử, ăn xong liền đến rừng cây nhỏ. Phụ nhân rưng rưng gật đầu, nàng đem còn lại một bát cháo toàn bộ đút cho hài tử, đem hài tử giao phó cho quen thuộc phụ nhân, lúc này mới đi hướng rừng cây nhỏ. Bốn năm cái Hán Tử thay phiên dễ chịu về sau, Phụ nhân kia mới đi đứng bất ổn từ trong rừng ra tới, một thân chật vật, mặt mũi tràn đầy sụp sắc, trong rừng cây, bốn năm cái háng tử ngay tại mưu đồ đại kế, mỗi ngày chỉ có hai bát cháo, lão tử đều uống chán dính, bằng cái gì những người có tiền kia thịt cá, chúng ta chỉ có thể uống điểm cháo, thời gian này lúc nào là cái đầu, cửa thành đóng chặt, chúng ta cũng vào không được, nhưng là xung quanh làng, vẫn là có thể thử một lần, cũng tỉ như nói đại hà thôn cái làng này có lương thực, tuệ nhụ nhân cũng ở tại nơi này trong thôn, nghe nói hoàng thượng ban thưởng vô số vàng bạc tài bảo, chúng ta đi làm một phiếu, làm một cái lớn, cướp đi lương thực cùng vàng bạc tài bảo, lại tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, chờ danh tiếng đi qua, nửa đời sau liền rốt cuộc không cần phát sầu, liền chúng ta năm người, quá ít. Vậy liền lắc lư những người khác cùng theo làm, nhiều người lực lượng lớn, nhất định có thế sang bằng đại hà thôn, tìm đường hoàng lấy cớ, còn nhiều người nguyện ý làm, đến lúc đó không cần trốn tránh sinh hoạt. Đêm đông gió thật to, gió thổi qua rừng cây, phát ra hô 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 thanh âm. Đại Hà thôn đã an tĩnh lại. Hôm nay tất cả nhiệt độ cao bệnh nhân đều hạ sốt, những cái kia ho khan bệnh nhân số lượng cũng giảm bớt, hết thảy đều tại triều tốt phương hướng phát triển. Nhưng không biết vì cái gì, Trình Loan Loan trong lòng luôn luôn có chút không an ổn. Nàng trên giường lật qua lật lại ngủ không được sợ đánh thức tuệ nương cùng tôn nữ, dứt khoát khoát một bộ y phục lên. Gian phòng của nàng đốt giường, phi thường ấm áp, vừa đẩy cửa ra ra ngoài, một cổ hàng phong liền từ cổng cuốn tới, nàng lập tức che kín thỏ lông áo khoác ngoài, toàn thân trên dưới đều bị cuốn cực kỳ chặt chẽ. Nàng đi đến trong viện, nhìn thấy đội tuần tra dơ bó đuốc từ cửa nhà nàng trải qua, nàng hơi kinh ngạc mà nói, tiểu hạ, tại sao là ngươi đang đi tuần? Hạ Tiêu là trong thôn trong mắt mọi người Hạ Sư Phụ, công phu cực cao, trong thôn Hán Tử đều hết sức kính trọng Hạ Tiêu, một chút việc nhỏ sẽ không để cho Hạ Tiêu nhúng tay, tối nay giống như quá an tĩnh. Hạ Tiêu sắc mặt trầm ngưng, luôn cảm thấy sẽ phát sinh vài việc gì đó, biểu tỷ, ngươi khóa chặt cửa, đóng chặt cửa sổ, trước hừng đông sáng không thể trở ra, trình loan loan gật đầu, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, nàng đang muốn vào nhà, đột nhiên liền gặp nơi xa, Vương Vĩnh Thành mồ hôi đầm đìa chạy tới, hạ sư phụ, không tốt, Đại Đông Sơn trên có động tĩnh, ta trốn tránh quan sát một chút, chí ít hơn trăm người. Hạ tiêu ánh mắt trầm xuống, xem ra, lưu dân rốt cục bạo động, hắn một mực đã cảm thấy những cái này lưu dân sẽ loạn, ngày đó không đến, hắn tâm vẫn không nở, hiện tại rốt cục loạn, hắn tâm ngược lại yên ổn, tựa như treo lên đỉnh đầu một cây đao, rốt cục rơi xuống hắn âm thanh lạnh lùng nói thông tri một chút đi tất cả đội tuần tra diệt đi bó đuốc lợi dụng bóng cây cùng bóng đêm ẩn tàng thân hình đem địch ở trong tối biến thành ta ở trong tối vương vĩnh thành lĩnh mệnh vâng bóng đêm đen nhánh đại hà thôn vẫn là rất yên tĩnh nhưng là tất cả mọi người bị âm thầm đánh thức đám nam nhân cầm vũ khí tìm phục tại ngầm sử nữ người lão nhân bọn nhỏ mang theo lương thực trốn ở trong hầm ngầm trình loan loan không có tránh mà là cởi áo khoác ngoài, đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, mái tóc dài màu đen toàn bộ kéo đi lên. Nàng tại trong tay áo dấu cung nỏ, tại bên đùi buộc một cái màu đen cách âm thương, trong tay còn cầm một cây dáng như cây cối gậy điện. Những vật này, nàng đã sớm dự sẵn, chính là vì để phòng vạn nhất. Đại Hà Thôn trưởng thành hán tử nhiều đến bốn năm trăm người, đối phó chừng trăm cái lưu dân không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là những cái này lưu dân là liều chết đánh cược một lần, không thèm để ý mình đầu kia nát mệnh, cùng không muốn sống lưu dân đối đầu, đại hà thôn nhất định sẽ có thương vong, nàng hy vọng có thể không thương tổn một binh một tốt hóa giải chuyện này, bốn năm trăm cái hán tử, hai mươi người một tổ tìm phục tại trên núi, trên núi cây cối rất nhiều, tuy là mùa đông, nhưng không nam không bắc địa giới, cũng còn có phần lớn cây đều là mực lá xanh ngắt, lá cây to bè ngăn trở ánh sao yếu ớt lúc này mây đen bay tới, liền ánh trăng cùng tinh quang cũng không có, đây mới thực sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn chỉ có thể nghe thanh âm đến phân biệt những cái kia lưu dân động tĩnh, nhân số quá nhiều, bước chân lộn xộn, phương hướng loạn. Hạ tiêu miếng chặt môi, ta đi phía trước tìm một chút, trình loan loan kéo lại hắn, ta nhìn thấy, ta đến báo phương vị, nàng từ trong thương thành mua một cái nhìn ban đêm kính mắt đeo lên, trước mặt cảnh sắc mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng ít ra, không còn là đưa tay không thấy được năm ngón, một đeo lên kính mắt, nàng liền thấy, trước mặt, xa 20 mét vị trí, lại có năm cái nam nhân bò lỗng ngỗn bò qua tới, bọn hắn nghe được thanh âm, ít nhất là tại 100 mét có hơn. Cái kia hẳn là là cố ý lẫn lộn bọn hắn giác quan, những cái này lưu dân, vậy mà cũng có chiến thuật, phía đông nam, 20 mét, năm cái nam nhân. Trình Loan Loan thanh âm ép cực thấp, năm người này trong tay nắm giữ đại đao cùng trường mâu. Hạ tiêu nhẹ nhẹ gật gật bên cạnh thân Vương Vĩnh Thành. Vương Vĩnh Thành lặng lẽ xuống núi, mang theo 20 người, trực tiếp đem giấu trong rừng cự súng kỵ binh đẩy ra tới, ngăn trở con đường này. Cự súng kỵ binh là dùng hình tròn thân cây làm điểm tựa, tại trên gỗ đục lỗ, lắp đặt 10 cái dài một trượng cây trúc, đỉnh đầu vót nhọn, nếu là có người cưỡng ép xâm nhập, khi cây trúc sừng nhọn liền sẽ đâm vào người xông vào trong thân thể, chờ một chút. Trình loan loan thanh âm cực thấp, năm người kia phía trước, còn có chí ít 20 cái phụ nhân mở đường. Đây là, khiên thịt của bọn họ, hạ tiêu con ngươi nheo lại, cái này gây chuyện lưu dân, quả thực không có nhân tính. Hắn quay đầu, đối bên cạnh thân triệu tam ngư thấp giọng nói, tất cả cự súng kỵ binh, trúc, triệu tam ngư không đồng ý mà nói, những cái kia phụ nhân cùng theo ban đêm xông vào đại hà thôn, như vậy bọn hắn chính là một nhóm người, đối dưới tay địch nhân lưu tình, chính là tàn nhẫn đối với mình, không thể rút, giết ác nhân, là thủ hộ đại hà thôn, giết tay không tất sắc kẻ yếu, cái này vi phạm đạo đức tranh giới cuối cùng, cũng làm trái thiên lý đại nghĩa, hạ tiêu miếng chặt môi, đây là vi sư mệnh lệnh, trình loan loan ôn thanh nói, tam ngưu nghe ngươi sư phụ, những cái kia phụ nhân đều là sắc mặt ưu tư. Xem xét chính là bị bức hiếp, nếu là ngộ sát những cái này phụ nhân, những cái kia gây chuyện lưu dân liền có thể xé da hổ kéo dài cờ. Đã như vậy, khi nàng không bằng tương kế tự kế, tiểu hạ, trước án binh bất động, trình loan loan vỗ một cái bờ vai của hắn, đứng dậy đi theo triệu tam ngư đi đến thiết trí cự súng kỵ binh địa phương. Cự súng kỵ binh bị kéo ra, một lần nữa giấu đến mậu trong rừng, nàng mượn dùng nhìn ban đêm nhìn thấy phía trước những cái kia phụ nhân càng ngày càng gần mà phụ nhân sau lưng vốn là năm cái hán tử lúc này người càng ngày càng nhiều những người kia đầy rẫy tham lam nàng từ trong thương thành mua một thùng lớn nước khoáng rầm rầm toàn bộ tưới vào trên mặt đất ngay sau đó xuất ra bốn năm cái gậy điện mở ra ném ở ẩm ướt trên bùn đất sau đó lôi kéo đội tuần tra người lui về sau mấy bước kia hơn hai mươi cái phụ nhân từng bước một nện bước bước chân nặng nề, đi tới, thứ một vị phụ nhân một chân dẫm tại có nước trên mặt đất bên trên, nàng trên chân vẫn là mùa hè dày cỏ, nháy mắt thấm ướt, một cổ dòng điện lập tức lan tràn mà lên, nàng bản năng liền tóm lấy bên cạnh người tay áo, kia cổ dòng điện từ cánh tay của nàng lan tràn đến bên cạnh thân người, ngắn ngủi một nháy mắt, phía trước hàng thứ nhất chúng phụ nhân, tất cả đều ngã xuống đất, đằng sau 10 cái phụ nhân dọa đến hét trầm lên. Các huynh đệ, xong, trong rừng rậm, một cái hán tử hét lớn một tiếng, trên trăm lưu dân không muốn sống sông lại. Lúc này, đội tuần tra người đã cấp tốc đem ngã xuống đất chúng phụ nhân kéo ra, Vương Vĩnh Thành cùng Triệu Tam Ngưu cấp tốc đem cự súng kỵ binh dời qua tới. Trước hết nhất xong lại ba bốn cái hán tử, hung mảnh mà đến, kia trúc nhọn cũng là hung mảnh đâm vào thân thể của bọn hắn. Lúc này, mây đen bị thổi ra, mặt trăng rốt cục ra tới, cảnh tượng trước mắt, phá lệ đáng sợ bốn cái hán tử ghé vào cự súng kỵ binh bên trên, cây gậy trúc từ trước người đâm đi vào, huyết dịch phun ra, cũng may cái này cự súng kỵ binh cao độ bị khống chế, trúc nhọn là đâm trúng bụng của bọn hắn, vết thương nhìn xem dọa người, nhưng trên thực tế cũng không phải là vết thương trí mạng, bốn người này đau khổ ngao ngao trực khiếu, lộ ra tình cảnh càng thêm dọa người, đằng sau vọt tới các hán tử, dừng bước, bọn hắn mặc dù là lưu dân, nhưng bây giờ cũng không có đến tuyệt lộ, bình an huyện tối thiểu một ngày hai bữa cháo dù ăn không đủ no nhưng cũng không đói chết còn chưa tới loại kia nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm tình trạng thấy hơn phân nửa người chần chờ dẫn đầu hán tử âm thanh lạnh lùng nói nhìn thấy trong bụi cỏ chúng phụ nhân sao đều bị đại hà thôn thôn dân cho giết chết bình an huyện thẩm đại nhân nói qua sẽ không bỏ rơi chúng ta bất kỳ một cái nào lưu dân kết quả đây đại hà thôn công nhiên giết người nhất định sẽ bị thẩm đại nhân bắt lại xử nặng. Chúng ta chuyến này, không phải như thổ phỉ cướp đoạt lương thực, mà là, vì bình an huyện thanh trừ ác nhân, vì thẩm đại nhân giải lo. Các huynh đệ, chúng ta mới là chính nghĩa một phương, chúng ta là vì dân trừ hại, những cái kia chần chờ người, lập tức lại có đấu chí. Trình loan loan đều cười, như thế sẽ cổ động nhân tâm, không đi làm diễn thuyết gia thật sự là đáng tiếc. Nàng phủi tay, Triệu Tam Ngưu cho sau lưng đội tuần tra người nháy mắt, trong bụi cỏ phụ nhân bị sách ra tới, những cái kia phụ nhân miệng bên trong chặn lấy vải rách, nứt nở không phát ra được thanh âm nào. Lưu dân bên trong đầu lĩnh kia hán tử lập tức trợn tròn trong mắt, hắn rõ ràng tận mắt thấy 10 cái phụ nhân tất cả đều đổ xuống, làm sao đột nhiên lại sống tới rồi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cho nên, trúng kế, dẫn đầu người kia ánh mắt trầm xuống, đã không có đường hoàng lý do, vậy liền cứng trắng đoạt đi. bọn hắn hơn một trăm người liền không tin chơi không lại những cái này ngu không ai bằng thôn dân. hắn mở miệng chuẩn bị tiếp tục cổ động. đột nhiên, trình loan loan thổi một tiếng huyết sáo. trong đêm tối, một cái bóng màu đen bỗng nhiên bay tới, cắn lấy nam nhân xương đùi bên trên, là tư thế hiên ngang tiểu điểm. nam nhân kia trên đùi thịt kém chút bị kéo xuống đến, hắn giơ lên trường đao trong tay, vung hướng tiểu điểm. trình loan loan con ngươi nhíu lại từ bên đùi lấy ra cách âm thương nàng còn chưa kịp nhắm chuẩn hạ tiêu liền dẫm lên cự súng kỵ binh bay đi hung hăng một chân đá vào khuôn mặt nam nhân bên trên triệu tam ngư cùng vương vĩnh thành cùng đội tuần tra cả đám người gào thét mà lên bắt giặc trước bắt vua làm kia bốn năm cái gây sự lưu dân sau khi bị tóm còn lại hơn một trăm người liền không còn có lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu từng cái rung lẩy bẩy quỳ trên mặt đất nhưng Trình Loan Loan vẫn như cũ không dám kinh thường, những cái này lưu dân trên thân mang theo ôn dịch, cùng thôn dân lại tiến hành chính diện giao phong, phải tranh thủ thời gian uống thuốc, nàng để tuần tra người, đem tất cả lưu dân trói lại, lại để cho trong thôn phụ nhân nhóm lửa nấu thuốc, ban đêm đại hà thôn, náo nhiệt lên, lần này lưu dân dạ tập, đại hà thôn không có thương vong, phụ nhân lão nhân bọn nhỏ, vây quanh đống lửa khoa tay múa chân, mặc dù gió đêm rất lớn, nhưng là mỗi người nội tâm đều rất nóng. Lý Chính Triệu tập hạch tâm nhân viên, ngồi trong phòng họp, chủ yếu thảo luận xử trí như thế nào những cái này lưu dân. Bình An huyện thành cửa đã đóng, nhân thủ cũng không đủ, những cái này lưu dân đưa trở về, huyện lệnh đại nhân cũng vô lực xử trí. Trình Loan Loan chậm âm thanh mở miệng nói, hết thảy 135 người, 25 cái phụ nhân, còn thừa 110 cái tất cả đều là hán tử. Lý Chính vuốt vuốt chồng râu, đều là sức lao động a à. những hán tử này chạy nạn ba bốn tháng mặc dù có chút thể hư gầy yếu nhưng bọn hắn là nam nhân mà lại là thành niên nam nhân cái này mang ý nghĩa có thể làm việc đã là sức lao động cũng là tai họa ngầm ngu phu tử mở miệng nói ra nếu là thả hổ về rừng kế tiếp gặp nạn có thể là quế hoa thôn hoặc là trình gia thôn lý gia câu các loại theo ta được biết chỉ có đại hà thôn có đội tuần tra những thôn khác chưa hẳn như thế đồng lòng lưu dân nếu là giống đêm nay dạng này có chuẩn bị mà đi những thôn kia tất nhiên luân hãm lý chính mười phần ngạo kiều mà nói vẫn là ta có thấy xa không phải buổi tối hôm nay liền xong con bê rồi hạ tiêu mở miệng ta xem qua chỉ có dẫn đầu kia bốn năm người có công phu mèo ba chân những người khác là nông phu những người kia là cùng đại hà thôn mỗi người đồng dạng từng có mình ruộng đồng nhưng bởi vì một trận thiên tai không thể không ly biệt quê hương, trôi dạt khắp nơi. Tại ba bốn tháng trước đó, bọn hắn cũng hẳn là thuần phát thật thà nông thôn hán tử. Trình Loan Loan mím môi nói, đội tuần tra có thế quản lý cái này hơn một trăm người không ra nhiễu loạn sao, đem ác nhân loại bỏ, lưu lại bản tính so sánh thiện người. Hạ Tiêu suy tư nói, trừ kia bốn năm cái người dẫn đầu, hẳn là còn có chút chó săn cùng tùy tùng, đem bộ phận này người tìm ra, đơn độc giam lại, chờ bệnh dịch đi qua sau, lại đem những người này giao cho quan phủ xử lý. Còn lại những cái kia chưa từng làm ác lưu dân, tách ra quản lý, nhất định có thể khống chế lại. Trình Loan Loan không biết từ nơi nào lấy ra một trang giấy, cầm một cây bút thang, trên giấy vẽ một vòng tròn. Đại Hà Thôn Thôn Dân tập trung ở chân núi bờ sông ở lại, bên này là lúc đầu đất hoang, bên này là triều đình tuần tự ban thưởng 4.000 mẫu đất, tạm thời chỉ có tàu gia đang trồng cây. Nàng một bên họa một bên nói, nơi này phân biệt định năm cái khu vực, đem lưu dân chia năm tổ tách đi ra quản lý, mỗi tổ hơn 20 người, coi như gây sự, cũng có thế rất nhanh trấn áp, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh liền định ra đến chương trình, mấy ngụm nồi lớn đồng thời mở nấu, cháo trước quen, từ trong thôn lão thái thái cho những cái kia lưu dân đưa đi, đêm đông, trong gió lạnh, có người có thể cho mình đưa tới một bát nóng hổi cháo, mà lại bọn hắn trước đó còn phạm sai lầm, phạm sai lầm còn có thể hút cháo đây là cái gì thần tiên đãi ngộ bọn hắn bưng lấy chén cháo một hơi còn uống không hết bởi vì đây là đậm đặc cháo sau bình an huyện phát những cái kia thanh thủy cháo chắc bụng một chút triệu lão thái thái chọn một cái nhìn gầy yếu tiểu tử cười ha hả nói chậm một chút uống đừng nghẹn lấy không ai dành với ngươi tiểu tử kia mới không quan tâm những chuyện đó nóng muốn chết cũng hướng trong mồm rót đồ ăn loại này quý giá đồ vật chỉ có ăn vào trong bụng mới chính thức thuộc về mình uống xong về sau hắn lau miệng một cái ba có chút ngượng ngùng nói tạ ơn triệu lão thái thái thở dài nói cái này ba bốn tháng ngươi từ phương nam chạy nạn đến chúng ta bên này trên đường đi hẳn là rất vất vả đi nhìn một cái trên mặt một điểm thịt đều không có quá đáng thương tiểu tử kia nước mắt kém chút ra tới cái này ba bốn tháng nhìn hết nhân thế ấm lạnh đã thật lâu đều không ai quan tâm như vậy quá hắn, hắn lắp bắp nói, từ thủy thành một đường đi tới, vừa đi vừa nghỉ, trên đường có chút thành trì sẽ thu lưu chúng ta, thu lưu cái năm sáu ngày, lương thực khô kiệt liền sẽ đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta cũng không biết lần này chạy nạn sẽ chạy trốn tới đâu đây, cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, chuyện tối hôm nay, thật không phải là cố ý, bọn hắn làm chuyện ác, người trong thôn còn cho bọn hắn đưa cháu. Hắn cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Triệu lão thái thái không để lại dấu vết nói, "Chúng ta Lý Chính nói, pháp không trách chúng, các ngươi hơn 100 người đến Đại Hà thôn gây sự, liền xem như huyện lệnh đại nhân cũng không cách nào xử trí, cho nên Lý Chính quyết định, chỉ giao 10 cái người xấu nhất đi lên, ngươi có thể vụng trộn nói cho ta, cái kia 10 người làm chuyện xấu nhiều nhất, trời vừa sáng, liền sẽ đưa 10 người này lên đường." Tiểu tử ánh mắt sáng lên, ý tứ này chính là coi như hắn nói rõ ràng, mấy người kia cũng sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Hắn lập tức nói, vương đen tráng, lý hạ, chờ một chút. Triệu lão thái thái vẫy vẫy tay, để ngô tiểu chùi y tới, tốt, có thể nói tiếp, tiểu tử kia báo danh chữ, ngô tiểu chùi y phụ trách ghi chép, tiểu tử liếc một cái, ghi chữ viết cẩn thận, nắng nóc, cực kỳ đẹp đẽ. Thôn này bên trong tùy tiện một đứa bé, vậy mà lại viết chữ hắn ngẩng đầu lại tùy tiện liếc mắt một cái lại còn có bảy tám tuổi hài tử tại viết chữ mỗi cái lưu dân bên cạnh đều có cái hòa ái hiền lành lão thái thái phụ trách lời nói khách sáo một cái đọc qua sách hài tử phụ trách đăng ký tình cảnh không hiểu hài hòa bọn này lưu dân cũng đều là từ trong thôn trốn tới bọn hắn cũng là thôn dân nhưng là thôn bọn họ bên trong liền không ai biết viết chữ cái làng này cùng bọn hắn lúc đầu thôn thật không giống khó trách xảy ra một cái tuệ nhụ nhân, khó trách, sẽ đem một lưới bọn hắn đánh tan. Mỗi người bàn giao 10 người tên, ghi chép lại về sau, triệu lão thái thái lại thu xếp lấy mỗi người phân một bát thuốc. Một bát thuốc uống hết về sau, Lý Chính bắt đầu niệm danh tự, đề cập số lần nhiều nhất 10 người, bị đơn độc sách ra tới, buộc thành bánh chưng, nhốt vào chuồng heo, cái này thuộc về ác tính phạm tội, về sau sẽ giao cho quan phủ xử lý, bị chút ít đề danh hơn 20 người, cũng bị trói lại, nhốt vào trong thôn một cái chuồng bò bên trong, đây là hạng nhẹ phạm tội, nếu là có chỗ hối cải sẽ một lần nữa xử lý, còn thừa không có bị đề danh người, thì quyển định ở cạnh làng biên giới một cái nho nhỏ phạm vi bên trong, không cho phép tự do hoạt động, đều nghe kỹ cho ta. Lý Chính lớn tiếng mở miệng, vừa mới các ngươi uống kia một bát cháo, là đến Đại Hà thôn chén thứ nhất cháo, cũng là cuối cùng một bát, nghe xong lời này, đám người nhưng dọa sợ đây là muốn đói chết ta nhóm sao chúng ta cũng không phải cố ý làm chuyện xấu là bị bức bách van cầu lý chính thả chúng ta đi thôi các ngươi phạm sai lầm thả các ngươi đi là không thể nào lý chính hừ lạnh nói muốn hút cháo vậy liền bằng hai tay của mình đến kiếm đại hà thôn mỗi người đều là bằng hai tay nuôi sống mình ai cũng không có dư thừa lương thực nuôi các ngươi những người này nhưng có thể kiếm sống đến đổi lương thực chỉ như nói, trong thôn cần trồng cây, loại 10 cái cây, có thể đổi một bát cháo, trong thôn cũng cần đại lượng củi khô, 30 cân củi khô đồng dạng có thể đổi một bát cháo, tất cả lưu dân lập tức khóc chít chít, bọn hắn tại Bình An huyện thành bên ngoài lúc, suốt ngày cái gì đều không cần làm, liền có thể cầm tới tay hai bát cháo, tuy là thanh thủy cháo, nhưng đây là không làm mà hưởng đồ vật, uống rất thoải mái, kết quả hiện tại bọn hắn lại muốn làm việc mới có thể ăn được đồ vật, thật sự là bị hố thảm. Nếu ai nửa đường chạy trốn, liền lấy ác tính phạm tội luận xử, giao cho huyện lệnh đại nhân xử trí. Lý Chính ngữ khí rất lạnh, làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt, hy vọng các ngươi ghi nhớ lần này giáo huấn. Lý Chính nói xong, vung tay liền đi. Hắn hát mặt đen, Trình Loan loan hát mặt trắng, ấm giọng mở miệng nói, đêm đông rất lạnh, trong thôn đội tuần tra sẽ trong đêm dựng nhà tranh. Mười người một gian phòng, trong làng sẽ cung cấp một chút rơm rạ chăn mền. Rơm rạ chăn mền, chính là hai tầng vải thô, ở giữa toàn bộ trang làm rơm rạ, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thế chống lạnh, những cái kia lưu dân lập tức lại cảm động lên. Bọn hắn từ phương Nam trốn qua đến, từ mùa hè đến mùa đông, mặt trên người vẫn là áo mỏng, mỗi ngày trong đêm không có che đậy chỗ, một buổi tối liền có thể chết cống mấy người, không nghĩ tới, trong thôn này vậy mà lại cho bọn hắn đóng nhà tranh, còn cho chăng mền, bọn hắn đây là gặp Bồ Tát sống đi, tạ ơn tuệ nhụ nhân, tuệ nhụ nhân đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên, những cái kia lưu dân đồng loạt quỳ xuống tới, đại hà thôn nên tính là bình an huyện lớn nhất làng, triều đình tuần tự ban thưởng hẹn 4.000 mẫu đất hoang, làng phía sau rất là trống trải, bọn này lưu dân liền bị quyển định tại làng sau bên cạnh, 10 cái nhà tranh trong đêm che lại, chia năm cái cư xá, trên mặt đất phủ lên làm rơm rạ có thể chứa đựng mười mấy người đồng thời nằm thẳng bốn người dùng chung một đầu chăn mền miễn miễn cưỡng cưỡng trước hết cứ như vậy trong thôn bị chia làm mấy cái khu vực một là tự do hoạt động khu không có nhiễm bệnh đại hà thôn đám người có thể tự do hoạt động hai là ngăn cách khu trong thôn sinh bệnh người đơn độc ở tại từ đường hoặc là học đường ba là lưu dân khu ngay tại trống trải đất hoang bên trên từ đội tuần tra người thay phiên trông coi những cái này lưu dân mới vừa ở nhà tranh bên trong nằm xuống sắc trời liền sáng bọn hắn đành phải lên làm việc bởi vì triệu lý chính nói rất rõ ràng không làm việc liền không có cháu ăn bọn hắn cũng không muốn bị chết đói vương vĩnh thành hiện tại là đội tuần tra dẫn đầu hắn lạnh giọng mở miệng nói trong làng hết thảy có ba cái việc cần các ngươi đến làm một cái là trồng cây bên kia một khối địa phương không cho phép chạy khắp nơi hai là đốn củi chỉ có thể tại tòa này trên ngọn núi thấp hoạt động. Thứ ba, thì là đào đường, một người một ngày đào hai phe thổ liền có thể lĩnh một ngày đồ ăn. Trình Loan Loan đem đào đường khu vực quyển định ra tới. Đây là nàng đã sớm dự tính làm sự tình, bởi vì không có nhân thủ, kéo cho tới bây giờ. Chẳng qua bây giờ cũng không tính là muộn, đúng lúc là mùa đông, nước mưa thiếu, bình thường dòng sông tan băng đào đường đều sẽ lựa chọn tại mùa này. Không qua mùa đông trời thổ chất bị đông cứng cứng rắn, đào lên kia là khá khó khăn, mà lại cổ đại công cụ cũng tương đối lạc hậu. Một người một ngày có thế đào 4 năm phương thổ không sai biệt lắm có thế tiếp nhận, như thế lớn diện tích, so loại cây dâu lượng công việc còn muốn to lớn. Cái này 200 mẫu hồ nước, nàng là dùng đến trồng thực củ sen, lại nuôi một chút thủy sản, đại khái đào 1 mét 8 sâu, chờ củ sen lần thứ nhất gieo xuống về phía sau, lấp lại 3-40 cái cm, nước hồ sâu 1 mét 5 dáng vẻ, không sâu cũng không cạn. Nàng loại ngó sen không yêu cầu phẩm chất, bởi vì phẩm chất quá tốt, sẽ bị chọn làm cống phẩm, cống phẩm là trưng thu, sẽ không cho nàng một văn tiền, nàng cũng không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Liên hoa chia hai loại, một loại chuyên môn sinh trưởng củ sen, một loại chuyên môn sinh trưởng hoa sen, nàng lựa chọn hai thì đều chiếm được ngó sen loại, cả hai phẩm chất đều bình thường hóa là đủ. Dùng hạt sen trồng củ sen cần chí ít lớn 2 năm, dùng ngó sen tiết bồi dưỡng tương đối nhanh, trước mấy ngày nàng lên núi nhìn, trước kia dài hoang dại của sen mảnh đất kia phương cũng không có bị đào sạch sẽ, sang năm tượng trưng kế ghép một chút tới, sau đó lại từ trong thương thành mua ngó sen loại, dạng này cũng không cần vì che giấu tai mắt người mà đi phương Nam mua ngó sen loại. Trình Loan Loan nhìn về phía trước mặt hơn 30 lưu dân, đều là một thân áo mỏng, trong gió rét trung lẫy bẩy. nàng mặc dù sinh lòng đồng tình, nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế liền phóng thích thiện ý. Nàng nhạc âm thanh mở miệng nói, bắt đầu từ nơi này đào, mỗi người phụ trách một khối địa phương, đào ra một phương thổ liền có thể nhận lấy một cái nhỏ bài bài, một cái thẻ bài có thể hối đoái một bát cháo nóng. Nàng chọn định vị trí, khoảng cách nhà nàng hậu viện cách xa nhau hơn 800 mét, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ để cho người nhà nhiễm lên bệnh dịch. Mỗi cái lưu dân cấp cho công cụ, lập tức bắt đầu đầu nhập lao động bên trong. Trình Loan Loan trong nhà chống lên nồi lớn nấu cháo, vì những cái này đến làm việc lưu dân cung cấp ăn uống. Bình An huyện trong thành ngoài thành cũng đang nấu cháo nấu thuốc, bận biểu túi bụi. Thẳng đến ngoài thành lưu dân nghị luận ầm ĩ, truyền đến thẩm chính trong lỗ tai, hắn mới biết được, lại có hơn 100 người đi đại hà thôn đoạt lương thực đi. Hắn lập tức giận không kềm được, ném công việc trong tay, quay người liền đi tìm hắn cha, lại có loại sự tình này thẩm huyện lệnh bỗng nhiên đứng người lên, ta bình an huyện vì bọn họ cung cấp một ngày hai bữa cháo loãng, bọn hắn lại còn đi tai họa trong thôn, quả thực là một đám bạo dân. Ta nhìn, bọn hắn là quá nhàn, vậy mà sinh ra loại này đại nghịch bất đạo suy nghĩ, người tới, nhanh chóng dục ngựa đi đại hà thôn, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào, viên sư gia đầu đầy mồ hôi tiến đến, đại hà thôn không có việc gì kia hơn một trăm người đều bị đại hà thôn đám người cho trói lại đây là sợ bóng sợ gió một trận ha 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 ta liền biết đại hà thôn không có dễ dàng như vậy bị lưu dân khi dễ thẩm chính lập tức cười lên cái này hơn một trăm người dám can đảm dạ tập đại hà thôn toàn bộ bắt lại theo trọng tội luận xử thẩm huyện lệnh cũng đang có ý này bọn này điêu dân nếu là không xử trí cái khác lưu dân nói không chừng sẽ học theo lưu dân loạn lên liền thật không tốt quản lý. Viên sư gia thở dốc một hơi nói ra, kia hơn 100 người xử trí không được, thẩm chính chìm lông mày, viên sư gia, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là có đồng tình tâm như vậy một người, nếu là xử trí, đại hà thôn liền không ai hỗ trợ làm việc. Viên sư gia dở khóc dở cười, ta cũng coi là đại hà thôn lý chính sẽ đem đám kia lưu dân nộp lên đến quan phủ, không nghĩ tới, chỉ là chút ít xử lý 10 người, còn lại người tất cả đều lưu lại làm việc, làm một ngày sống, cho hai bác cháu, đám kia lưu dân bị tách ra quản lý, tạm thời không có ra loạn gì, nhất định là triệu thiếm chủ ý. Thẩm chính nhét môi, trước đó triệu thiếm liền cho chúng ta nói qua lấy công thay mặt cứu tế, không nghĩ tới lại có có thế áp dụng một ngày. Bây giờ Bình An huyện lân cận mấy cái thành trì đều bị lưu dân vây thành, chỉ có Bình An huyện một ngày hai bữa ăn cung ứng, tới đây lưu dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cho dù có chồng chất như núi lương thực rất nhanh cũng sẽ thấy đấy không bằng tìm một số chuyện cho lưu dân đến làm làm nhiều có nhiều không nhọc liền chết đói được rồi như thế đến nay bình an huyện có thế có phát triển lên cũng có thế loại bỏ những cái kia ham ăn biến làm người thẩm huyện lệnh vui mừng nhìn con mình tiểu tử này một cả ngày đều ở ngoài thành một đêm không ngủ mí mắt hạ là bầm đen sắc nhưng là hắn toàn thân trên dưới đều có bồng bột tinh thần phấn chấn trước kia nói những cái này chính sự lúc hắn toàn vẹn không có hứng thú hiện tại lại càng nói càng hăng hái khiến cái này lưu dân tu đê hoàn thiện cống rảnh sang năm mặc kệ là khô hạn vẫn là hồng tai đều có thể ứng đối thậm chí một bên suy tư một bên nói những sự tình này làm xong về sau còn có thể sửa đường mỗi lần từ đại hà thôn đến bình an huyện trên đường đi lắc lư muốn chết Triệu Thiến ngồi xe ngựa liền choáng đầu, nhất định là đường bất bình, hắn một hơi nói mấy kiện sự tình, liền theo ngươi nói đến lo liệu. Thẩm huyện lệnh cầm lấy bút lông, đem thẩm chính nâng lên mấy cái cử động viết xuống đến, viên sư gia, ngươi phụ trách đi tuyên cáo tân chính lệnh, thẩm chính nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, thật đều dựa theo ta nói đến lo liệu sao, thẩm huyện lệnh vỗ vỗ nhi tử bả vai, bởi vì ngươi nói rất hay, chẳng qua, chuyện sửa đường tạm thời thả một chút, sự tình có nặng nhẹ, cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu, trong lòng của hắn có một cây cái cân. Mặc dù hắn cũng thường đi đại hà thôn, cũng hy vọng con đường vuông vứt một chút, nhưng trắng trợn tu thôn nói, vô luận từ góc độ nào đến nói, cử động lần này đều rất nhỏ hẹp. Hắn vui mừng nói, ta chính nhi rốt cục lớn lên. Thẩm chính nháy mắt tâm thần khoái động, hắn rất thích bị khẳng định, thích bị tán dương cho nên hắn thích triệu thiến, chưa hề nghĩ tới, cha hắn vậy mà lại khẳng định hắn, vậy mà không chọn lỗi của hắn chỗ, vậy mà dạng này tín nhiệm hắn, cha, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi, được, thẩm chính cười lên, đi theo viên sư gia đi ra ngoài, hai người chân trước vừa ra ngoài, tri phủ đại nhân thư tính lại tới, lần này chạy nạn lưu dân tạo thành quá lớn tai họa, từ Nam Đáo Hồ Châu, trên đường đi to to nhỏ nhỏ huyện trấn, đều bị tai họa một lần triều đình có lệnh, tại chỗ hợp quy tắc lưu dân, trợ giúp an cư lạc nghiệp, dựa theo ngụ lại lưu dân hộ số, xác định năm nay chiến tích, thẩm huyện lệnh lập tức đau đầu, để hắn cho lưu dân cung cấp đồ ăn cùng dược vật, cái này miễn cưỡng có thể làm đến, thế nhưng là an cư lạc nghiệp. Cái này thật quá khó, nhưng cho dù lại khó, hắn cũng phải vượt khó tiến lên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, trước đêm bệnh dịch khống chế lại, liên tiếp ba ngày, đại hà thông tình huống cấp tốc chuyển biến tốt đẹp những cái kia một mực thân thể ôm việc gì các lưu dân một ngày ba bữa thuốc uống hết sắc mặt cũng đẹp mắt nhiều trong thôn đội tuần tra mỗi ngày đều sẽ phái người đi bình an huyện cùng lân cận thôn xóm hiểu rõ nhất tình huống mới một đám phụ nhân cùng một chỗ nghị luận nghe nói huyện lệnh đại nhân không cho không lương thực lưu dân nhất định phải làm sống khả năng lĩnh đồ ăn muốn tu đê cùng mương nước hai thứ này việc đều rất mệt mỏi người ha 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 huyện lệnh đại nhân đây không phải học chúng ta đại hà thôn sao, làm việc mới cho cơm ăn, tại chúng ta đại hà thôn tổng thật nhiều đi, tốt xấu có chỗ ở, có chăn mền chống lạnh, trong thành những cái kia lưu dân chỉ có thể chèn phá miếu, ngay tại làm việc các lưu dân, nghe nói như thế, không hiểu tâm lý cân bằng, người chính là muốn so sánh, vừa so sánh, khi cảm giác hạnh phúc liền ra tới, bọn hắn mỗi ngày giờ thình lên làm việc, giữa trưa ăn một bữa cháo, có thể nghỉ ngơi một hồi lại làm đến buổi chiều giờ thân sơ lại có dừng lại cháo tiếp xuống cả đêm thời gian đều thuộc về mình tùy tiện làm cái gì đều có thể chỉ cần không chạy ra quy định khu vực là được ban đêm lúc ngủ mười mấy người chen một cái nhà tranh có phòng ở chắn gió có chăn mền sưởi ấm ban đêm đi ngủ cũng không cần lo lắng bị người ẩu đã khi dễ quá ba bốn tháng lang thang đào vong sinh hoạt tiếp qua dạng này thời gian tự nhiên sẽ để các lưu dân cảm thấy an ổn cực. Về phần kia 10 cái tội ác tày trời lưu dân, tội của bọn hắn, Trình Loan Loan đã thẩm ra tới, dẫn đầu bốn người kia, trên đường đi chí ít ăn hơn 30 hài tử, mà còn thừa những người kia, trên đường đi không biết khi nhục bao nhiêu phụ nhân, từng cái trên tay đều dính máu, những người này, tội đáng chết vạn lần. Nàng không phải quan phủ, không có chặt đầu quyền lợi, nàng đem 10 người này giam lại, một ngày một bác thanh thủy cháo treo mệnh, duy trì bất tử là được. Trình loan loan trên giấy tô tô vẽ vẽ, ngay tại viết ban đêm giáo ngô tiểu chù y giáo án, đứa nhỏ này học nhiều nhanh, chờ chù y nhỏ học được về sau, nhà kho liền giao cho người khác. Chù y nhỏ chuyên môn phụ trách quản tài vụ cái này một khối, nàng chính viết lúc, một thân ảnh đi tới, biểu tỷ người tới chính là Hạ Tiêu. Hắn nhìn thấy Trình Loan Loan cầm bút thang trên giấy họa rất nhiều ô nhỏ tử, cảm thấy hiếm lạ, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng bất kể thế nào nhìn, hắn đều xem không hiểu. Hắn dù sao cũng là kinh thành hạ gia thiên chi kiêu tử, ba tuổi tránh ra bắt đầu đọc sách, năm tuổi bắt đầu luyện võ, hắn cũng coi là kiến thức khá rộng người, nhưng là đến cái này đại hà thôn, vị này tuệ nhụ nhân trên người rất nhiều chuyện, hắn đều nhìn không rõ. Trình Loan Loan đem sổ sách khép lại, ngẩng đầu vẽ mặt ôn hòa nói, có chuyện gì không, ta là tới hỏi một chút chuyện đêm hôm đó. Hạ tiêu nghiêm túc hỏi thăm, lưu dân dạ tập đêm đó, phía trước nhất 10 cái phụ nhân, tại sao lại đột nhiên ngã xuống đất, thần chí không rõ, ta suy nghĩ kỹ mấy ngày đều không nghĩ minh bạch, còn mời biểu tỷ giải hoặc, trình loan loan, kia là lợi dụng nước dẫn điện đặc tính, cấp đặt gậy điện, lúc này mới điện đổ một bọn người, chuyện này, nàng không có cách nào giải thích, nghĩ đến là các nàng đói quá lâu, thân thể hư, trong lòng lại sợ, cho nên liền té xỉu. Trình Loan Loan như thế một giải thích, cảm thấy rất nói là phải thông, dù sao các nàng là bị bức ép tới, cũng có thể là giả vờ ngất, đúng không? Hạ tiêu nhíu mày, là chuyện như vậy a? À? Hắn nhìn về phía Trình Loan Loan, phát hiện nàng ánh mắt có chút trốn tránh, một chút cổ võ thế gia, đều sẽ truyền thừa độc nhất vô nhị tuyệt học, mỗi một cái võ lâm ban phái, cũng sẽ có độc môn tuyệt chiêu. Biểu tỷ thân phận có lẽ không tầm thường, biểu tỷ có bí mật, Hắn cũng có bí mật, quân tử liền không nên chấp nhất đi nghe ngóng người khác không muốn nói bí mật. Hạ Tiêu gật đầu, ta minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Triệu lão thái thái bước qua cánh cửa tiến đến, ta hỏi mấy cái kia phụ nhân, các nàng nói lúc ấy toàn thân tê dại, khóe miệng co giật, không bị khống chế liền hướng hạ đổ. Triệu chứng này, cùng lúc ấy Triệu Phú Quý không phải đồng dạng sao? Lão đại nàng dâu đây nhất định là lão đại ở trên trời phù hộ chúng ta đại Hà thôn, đúng hay không?" Trình Loan loan lập tức biểu thị đồng ý, "Đúng đúng đúng, khẳng định là Triệu Hữu Kim, hắn tại bảo vệ vợ con, bảo hộ trong thôn mỗi người đâu." "Tiểu hạ, ngươi biết Triệu Hữu Kim là ai đi? Chính là ta đại nhi tử, ngươi biểu tỷ nam nhân, Đại Sơn bốn người bọn họ tiểu tử cha ruột." Triệu lão thái thái cùng có vinh yên nói nói, "Nhà chúng ta lão đại khi còn sống liền rất trượng nghĩa." trong thôn nhà ai có cái gì sự tình, hắn không nói hai lời liền sẽ đi hỗ trợ. Hắn thân thể khỏe mạnh, một người có thể đánh bảy tám người, bởi vì quá lợi hại, liền đi tham quân, lại không nghĩ rằng, chẳng qua chúng ta gia lão đại cho dù chết, cũng so rất nhiều người sống đều lợi hại. Tiểu hạ, đừng nhìn ngươi võ công cao cường, thật cùng nhà chúng ta hữu kim đối mặt, ngươi chưa chắc có phần thắng đâu. Trình loan loan khóe miệng giật giật. Triệu Hữu Kim chính là cái phổ thông nông thôn hán tử, thể trạng cường tráng một chút, khí lực lớn một chút, biết chung chút chiêu thức mà thôi. Tại Triệu Lão Thái Thái mẹ già lọc kính phía dưới, vậy mà thành có thể so với hạ tiêu võ lâm cao thủ. Mẹ, chuyện này trước hết không nói. Trình Loan Loan đánh gãy Lão Thái Thái khoe khoang nhi tử, bệnh dịch khống chế không sai biệt lắm, xà phòng công xưởng ngày mai làm trở lại, phiền phức nương đi thông báo một tiếng. Triệu Lão Thái Thái gật đầu, kiếm tiền đại sự cũng không thể chậm trễ xà phòng công xưởng làm trở lại học đường bên này cũng phải bắt đầu lên lớp đại hà thôn chậm rãi khôi phục thường ngày yên ổn an bình nhưng cũng chỉ là đại hà thôn mà thôi xế chiều hôm đó lân cận mấy cái thôn lý chính tất cả đều đến lý chính không dám để cho những người này vào thôn một đoàn người tại ngoài thôn một cái tránh gió trong khe núi nói chuyện trình gia thôn trình lý chính thở dài nói huyện lệnh đại nhân cho tân dược phương cũng cho một chút dược liệu nhưng đã sử dụng hết cây kim ngân cùng liền vẫn có thể lên núi tìm luôn có thể tìm tới thế nhưng là hoàn cầm chúng ta chỗ này cũng không dài cái này chơi nhưng làm thế nào a à? quế hoa thôn tôn lý chính mặt mũi tràn đầy bi thương thôn chúng ta đã chết bệnh bốn cái lão nhân thiếu thuốc rất nghiêm trọng triệu lý chính hãy giúp chúng ta một chút đi đúng vậy a à? thôn chúng ta còn chết một đứa bé lý lý chính lau nước mắt mới 2 tuổi lớn, trong nhà con độc nhất, cứ như vậy chết rồi, làm cha nương đều nhanh điên. Buổi sáng chúng ta đi một chuyến trong huyện, trong huyện còn có rất nhiều sinh bệnh người, chúng ta cũng không dám tiến vào. Chỉ có các ngươi Đại Hà thôn bệnh dịch khống chế lại, trong huyện Hoàng Cầm có phải là đều bị các ngươi Đại Hà thôn cho mua đi, phân điểm cho chúng ta đi. Triệu Lý Chính, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Lý Chính biết địa phương khác bệnh dịch xác thực còn không có khống chế lại chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà nghiêm trọng như vậy, thiếu một vị dược tài, liền không có cách nào nấu thuốc, tiếp xuống chết người khẳng định sẽ càng nhiều. Tại Đại Sơn Nương cảm giác được đây là bệnh dịch ngày đầu tiên, bọn hắn Đại Hà Thông liền mua gần 100 lượng bạc dược liệu, lúc ấy ba loại chủ dược tài trong thành đều có có dư, bọn hắn là có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhưng cụ thể có bao nhiêu hoàn cầm, hắn còn thật không biết những dược liệu này đều tại đại sơn nương trong nhà khố phòng chất đóng, mỗi lần lấy dùng đều cần đại sơn nương phê chuẩn, trịnh lan trung tự mình phối dược nấu thuốc, đến cùng thừa bao nhiêu, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chúng ta đại hà thôn xác thực còn lại một chút hoàn tầm. Trình loan loan âm thanh trong trẻo truyền đến, trên mặt nàng mang theo khẩu trang, thanh âm y nguyên rõ ràng, nhưng là cần các ngươi dùng tiền tới mua, không có khả năng tặng không đại hà thôn trước đó mua về hoàng cầm kỳ thật cũng không nhiều, hôm qua liền dùng hết, toàn bộ nhờ nàng tại trong thương thành mua bổ sung. Cũng may những dược liệu này là chất đống tại nhà của nàng, mỗi ngày dùng bao nhiêu, thừa bao nhiêu, liền trịnh lan trung cái này người chủ sự đều không rõ lắm, chớ nói chi là những thôn dân khác. Trong thương thành hoàng cầm không đắt lắm, bởi vì là nhân công nuôi dưỡng đại lượng sinh sản, giá cả 40 văn một cân, mà thời đại này hoàng cầm chỉ ở phương Bắc sinh sản, cần vận chuyển tới, lại là nhân công hông khô xử lý, giá cả sẽ cao một chút. Trình loan loan nhạc âm thanh mở miệng, liền theo trong thành giá cả đến cho là được, 220 văn một cân. Chúng lý chính nhau nhau thở dài một hơi, bọn hắn còn tưởng rằng Đại Hà Thôn sẽ công phu sư tử ngoạm, thậm chí đã làm tốt bị hung ác làm thịt một chầu chuẩn bị tâm lý, tuệ nhụ nhân cách cục, ở xa bọn hắn những người này phía trên. Trình lý chính, trình gia thôn muốn 10 cân hoàng cầm. Lý Lý Chính, thôn chúng ta người ít, tới trước cái năm cân, trước giao tiền, sau đó lại đem hoàng cầm vận ra tới, chúng Lý Chính ngựa không dừng vó chạy trở về nấu thuốc cứu mạng, đưa tiễn các thôn Lý Chính, trình loan loan tâm tình cũng không có buông lỏng bao nhiêu, thẩm huyện lệnh luôn luôn yêu dân như con, không có khả năng trơ mắt nhìn xem khu quản hạt bên trong thôn trang thiếu thuốc, đó chỉ có thể nói, trong thành cũng thiếu thuốc, trong thành bệnh dịch nếu là khống chế không xuống, bọn hắn đại hà thôn liền sẽ một mực không tự do. Nàng đang muốn đi tìm Lý Chính nói chuyện này. Lý Chính liền trước tiên mở miệng nói, ta xem chừng, trong huyện thành cũng thiếu hoàng cầm, đại sơn nương, ngươi nơi đó còn lại bao nhiêu, sợ là không có chút nào thừa. Trịnh Lan Trung trong thanh âm có một tia phàn nàn, ta mỗi ngày dùng tiết kiệm, một khối hoàng cầm hận không thể cắt thành mười khối đến dùng, tuy nói tình huống bây giờ rất nhiều, nhưng ai cũng không biết sẽ còn hay không lại có bệnh hoạn, cho mình chừa chút cốt bao nhiêu, thế nào liền cho hết ra ngoài, khụ khụ. Trình Loan Loan khô cằn nói, trong khố phòng còn lại không ít hoàng cầm đâu, đừng lo lắng, Trịnh Lan Trung kinh ngạc đến ngay người ở, thế nào còn lại nhiều như vậy chứ, vừa mới cho ra đi chí ít 34 cân, kết quả còn lại không ít, nhị cẩu bọn hắn trước đó mua nhiều như vậy sao, Lý Chính cũng mở to mê hoặc mắt to. Nhưng thật ra là dạng này, trước đó có cái phương bắc khách thương đến đặt hàng xà phòng, mang đến phương bắc hoàng cầm, nói là bán không được nện trên tay, ta nghĩ đến hoàng cầm thanh nhiệt giải độc, còn có thế an thai, hắn bán đổ bán tháo, dễ dàng như vậy, ta liền toàn bộ mua lại, sợ bị người chế dễu là oan đại đầu, một mực chịu đựng không nói. Trình Loan Loan cấp tốc tìm cái cớ, bây giờ có thể phát huy được tác dụng, đây thật là ông trời phù hộ A. Lý Chính cảm thán, Đại Sơn Nương, ngươi vận khí này thật sự là tuyệt. Trịnh Lan Trung cấp tốc mở miệng, mặc kệ ngươi còn lại bao nhiêu, Đại Hà Thôn đều phải giữ lại cho mình 10 cân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt, vậy liền lưu lại 10 cân, còn lại đều đưa đi Bình An huyện. Trịnh Loan Loan quyết định thật nhanh, không phải tặng không, ta bản phải kiếm về. Nàng 41 cân tại trong thương thành mua đây này, nói thế nào đều phải kiếm một bút triệu nhị cẩu thật vất vả cách ly ba ngày có thể vào thôn, lại bị giao phó thần thánh trách nhiệm, cho bình an huyện đưa. Hắn đánh xe một đi ngang qua đi, trước kia khắp nơi đều là chạy tán loạn lưu dân, mấy ngày nay, lưu dân đều bị tiến đến tu đê mương nước, trên đường rất là thái bình. Xe ngựa ngừng ở cửa thành, triệu nhị cẩu vừa nhảy xuống xe, thẩm chính liền đến, tiểu tử ngươi làm sao tới, đại hà thôn tình huống như thế nào. Triệu nhị cẩu có chút không đành lòng nhìn thẳng thẩm chính bộ dáng, cũng không biết bao nhiêu ngày không có rửa mặt một thân vải tơ quần áo đã sớm mất đi lúc đầu nhan sắc trên mặt khẩu trang cũng bởi vì phong trần quá lớn bạch màu lam biến thành bụi đất sắc, vành mắt bầm đen giữ mắt cũng không tắm sạch sẽ triệu nhị cẩu ho khang một cái nói ta đến đưa hoàng cầm, thẩm chính mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn đem màn xe xốc lên hai cái bao tải to bên trong quả nhiên đều là hoàng tầm trong thành hôm trước liền thiếu cái này vị dược tài một ngày ba bữa thuốc bị đổi thành một ngày dừng lại một chút rất nhỏ sinh bệnh người cũng không cho phép lĩnh thuốc cha hắn vì chuyện này một ngày có thể cho tri phủ đại nhân viết 10 phong thư nhưng rất hiển nhiên tri phủ đại nhân trong lúc nhất thời cũng vô pháp điều nhiều như vậy hoàng cầm tới làm sao lại có nhiều như vậy ở đâu ra triệu nhị cẩu cùng có vinh yên nói đương nhiên là mẹ ta công lao sớm tại nửa tháng trước mẹ ta liền mua một xe ngựa hoàng cầm Mẹ ta vẫn luôn rất lợi hại, nếu không phải mẹ ta có dự kiến trước. Được rồi, biết mẹ ngươi lợi hại. Thẩm chính tức giận, trong thành bệnh hoạn nhiều, ngươi cũng đừng đi vào, bên ngoài chờ ta một khắc đồng hồ. Hắn để hai cái nha dịp cắt khiên một túi hoàng cầm vào thành. Thẩm huyện lệnh đúng là tại vì cái này vị thuốc phát sầu, buồn ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Cả người nhìn so thẩm chính còn muốn chật vật, khi thấy hai bao tải hoàng cầm nâng lên lúc hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, cha, đây là triệu thiến phái người đưa tới hoàng tầm. Thẩm chính hừ một tiếng, ta đã sớm nói cho ngươi, triệu thiếm đặc biệt lợi hại, để ngươi nhiều cùng triệu thiếm ở chung, ngươi đây, mỗi ngày trầm mê chính sự, 10 ngày nửa tháng tài năng cùng triệu thiếm gặp mặt một lần, thiếm có thế đáp ứng gả cho ngươi mới có quỷ, bình an huyện chính vào nguy nan lúc, việc tư chưa kể tới, thẩm huyện lệnh đè nén xuống kích động tâm, những cái này hoàng cầm chỉ là bình an huyện cũng dùng không hết lưu một nửa còn thừa một nửa chia đều cho huyện khác thẩm chính có chút không đồng ý phượng hoàng huyện bạch vân huyện mấy cái kia huyện lệnh trước đó luôn luôn cho cha sắc mặt nhìn làm gì còn giúp bọn hắn vi phụ nơi nào là giúp bọn hắn đây là không có cách nào trơ mắt nhìn xem bách tính chết đi thẩm huyện lệnh sờ sờ râu ria bọn hắn trước kia xem thường ta như vậy hiện tại ta liền hung hăng thịt bọn họ một bút năm bách văn tiền một cân, không tính quá mức đi, liền theo cái giá tiền này cho tuệ nhụ nhân kết toán, viên sư gia, ngươi đi lấy bạc, lần trước thương hộ môn khẳng khái giúp tiền về sau, huyện nha lập tức giàu có lên, viên sư gia cũng không đau lòng chút tiền này, hai bao tải hết thảy hơn 200 cân hoàng cầm, cho triệu nhị cậu kết toán hơn 100 lượng bạc, hoàng cầm cái này vị dược tài đúng chỗ về sau, trong thành khôi phục một ngày ba lần thuốc. Hai ngày thời gian trôi qua, Bình An Huyện những cái kia tại sắp chết biên giới bồi hồi bệnh nhân trên phạm vi lớn giảm bớt một chút rất nhỏ nhiệt độ cao ho khăn bệnh nhân cũng dần dần ít toàn bộ Bình An Huyện bệnh tình cấp tốc ổn định lại cửa thành quản khống cũng hơi đã thả lỏng một chút mà lúc này lân cận mấy huyện huyện lệnh mới rốt cục có thế gặp mặt cùng bàn đại kế 8, chín người ngồi tại Bình An Huyện trong hành lang bởi vì bệnh dịch tạm thời khống chế lại bởi vậy chủ yếu thảo luận là lưu dân an trí vấn đề bạch huyện lệnh thở dài tri phủ đại nhân nói ngay tại chỗ an trí lưu dân đến tột cùng là thế nào cái an trí pháp đâu trịnh huyện lệnh mở miệng huyện chúng ta thu hoạch không tốt nơi đó nông dân chính mình cũng thiếu lương thực nơi nào nuôi nổi nhiều như vậy lưu dân thẩm huyện lệnh cao mày nói những cái này lưu dân nếu là trẻ an trí xuống tới bọn hắn sẽ còn tiếp tục hướng bắt chạy tán loạn nếu là chạy tán loạn đi đến Kinh Thành, vậy liền đại sự không ổn. Tri Phủ Đại Nhân cử động lần này là triều đình ý tứ, cũng là thánh thượng ý tứ, ta chờ không thể lười biến. Chúng ta Bạch Vân huyện lưu dân tiếp cận 200 người, nhiều như vậy người, thật quá bất an đưa, cần lương ăn, muốn lật nhà, còn phải cho ruộng đồng. Bạch huyện lệnh khóc chích chích mở miệng, cửa sông huyện giàu có, bình an huyện yên ổn, nhất định có năng lực tiếp thu lưu dân ta nguyện ý đem nguyên bản thuộc về Bạch Vân huyện chiến tích nhường lại cho thẩm huynh cùng phó huynh. Một năm này, Bạch Vân trấn một mực ở cuối xe, một điểm chiến tích đều không làm ra đến, nếu như thế, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi được. Mấy cái khắc huyện lệnh đi theo phụ họa, dù sao lần sau kiểm tra không có hy vọng thăng quan, chỉ có thể bày nát. Bình an huyện thương hộ chịu làm thịt về sau, bọn hắn nghĩ bắt trước đều không được, bởi vì thương hộ từng cái cáo ốm căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội. Ta chờ vô năng, không cách nào an trí lưu dân, còn mời thẩm huynh phó huynh thân xuất viện thủ. Huyện ta một ngày chỉ có thể cung ứng dừng lại đồ ăn, ai muốn tiếp nhận lưu dân, trong huyện còn thừa lại 300 cân lương thực toàn bộ tặng cùng. Huyện ta kho lúa còn lại 200 cân, cũng toàn bộ lấy ra. Thẩm huyện lệnh khóe mắt quất thẳng tới, nếu ai đồng ý giúp đỡ an trí bình an huyện hơn 300 lưu dân, hắn cũng nguyện ý đem huyện nha còn lại vạn cân lương thực cho ra đi. Dư mổ huyện nha còn có chuyện quan trọng xử lý, trước cáo từ, trước khi trời tối tiểu đệ liền đem lương thực cùng lưu dân cùng nhau đưa tới, cáo từ, ta cũng đi trước, huyện lệnh nhóm toàn đi, chỉ còn lại cửa sông huyện giao huyện lệnh cùng thẩm huyện lệnh hai mặt nhìn nhau, giao huyện lệnh vừa đứng người lên, liền bị thẩm huyện lệnh bắt lấy tay áo, lão giao, các ngươi cửa sông huyện có lớn bến tàu, khách thương lui tới là lân cận giàu có nhất huyện ngươi cũng không thể bỏ gánh không làm a à. chúng ta kề bên này tổng cộng có lưu dân hơn 3.000 người đây cũng không phải là một cái con số nhỏ giao huyện lệnh mở miệng hai người chúng ta huyện riêng phần mình an trí một nửa như thế nào giao huyện lệnh hàng năm chiến tích vẫn luôn tại hồ châu bài danh phía trên hắn tự nhiên không thể có thể để cho sĩ đồ của mình bịt kín chỗ bẩn lúc này liền cùng thẩm huyện lệnh tinh tế thương nghị mặc dù lưu dân là đại phiền toái nhưng nếu là xử lý tốt ngày sau lên chức tất có bọn hắn một phần đại hà thôn vào đông tiêu tiêu lúc này tiếng tháng chạp thời tiết càng thêm lạnh trình loan loan đứng ở phía sau viện nhìn xem đào đường tiến triển không khỏi thật sâu thở dài một hơi hơn ba mươi người cùng một chỗ khởi công vẫn là quá chậm hai trăm mẫu đất mười mấy vạn mét vuông đào một mét năm sâu nếu là máy xúc đất liền thuận tiện nhiều nhưng cổ đại chỉ có thể nhân lực lao động, 30 người muốn đào hơn mấy tháng, đào đất là một chuyện, còn muốn đem móc ra thổ chở đi, cũng là đại công trình, ít nhất phải lại tăng thêm chừng 200 người, khả năng trong vòng một tháng hoàn thành. Nàng chính phát sầu lúc, Lý Chính mang đến trong huyện tin tức, nghe nói huyện lệnh đại nhân muốn ngay tại chỗ an trí lưu dân, phân đến bình an huyện lưu dân nhiều đến hơn 1.700 người, nhiều như vậy người, cũng không biết đại nhân sẽ làm sao an trí chỉ cần vừa nghĩ tới có hơn một ngàn cái lưu dân ở tại chúng ta bên cạnh, ta liền có chút hoảng hốt, triệu lão thái thái vỗ ngực một cái, cũng không phải đâu nha, những cái này lưu dân đói điên liền sẽ nổi điên, thật sợ ra điểm cái gì vậy, trình loan loan trong lòng tính toán, hơn một ngàn bảy trăm người, chia đều đến từng cái thôn, mỗi cái thôn đại khái là hơn năm mươi người, năm mươi người nói nhiều không nhiều, nói thiếu kỳ thật cũng không ít, muốn thật nghĩ gây sự, xác thực cũng có thế làm điểm yêu thiêu thân ra tới, dù sao không phải mỗi cái thôn đều có đội tuần tra, nếu là đem lưu dân phái về nguyên quán, nguy hiểm lớn hơn. Ngu phu tử chậm âm thanh nói, ngay tại chỗ an trí, với nước với dân đều là tối ưu giải, Lý Chính cũng biết đạo lý này, lẩm bẩm nói, trước mắt cái này 125 người, liền rất tốt, phục quản, nghe lời, làm việc đặc biệt bán lực. Nếu là tiếp thu bọn hắn, Ta vẫn là rất nguyện ý, Trình Loan Loan bật cười nói, bình an trong huyện 36 cái thôn, chúng ta thôn hẳn là tuyển nhận khoảng 60 người, những người này còn phải phân chút ra ngoài, ai, cái này không thể được, phân đi người nào làm sống. Lý chính khẩn trương, nhiều như vậy việc muốn làm đâu, trên núi đầu kia cống rảnh còn không có tu chỉnh xong, tào da cây dâu không có loại xong, phòng ở cũng còn không có khởi công, hồ nước một phần mười đều không có đào vừa mới lão nhân gia ông ta còn ghét bỏ hơn một ngàn lưu dân nhiều lắm, lúc này ước gì nhiều đến điểm sức lao động mới tốt. Chính thuận miệng nghị luận, thẩm huyện lệnh xe ngựa chậm chậm dừng ở cửa thôn. Lý Chính lập tức một cái giật mình, nhất định là vì an trí lưu dân sự tình mà đến, đại sơn nương, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Trình loan loan gật đầu, cùng theo đi nghênh đón. Mấy người vừa đi, cách đó không xa các lưu dân tập hợp một chỗ trò chuyện. Ta vừa mới có vẻ giống như nghe nói, muốn cho chúng ta những cái này lưu dân an cư lạc nghiệp chúng ta chạy nạn ba bốn tháng thật có thể an định lại sao nếu quả thật muốn ngủ lại cái này đại hà thôn liền rất tốt lý chính người phúc hậu tuệ nhụ nhân cũng hào phóng ta nguyện ý một mực lưu tại nơi này hỗ trợ làm việc ta bà nương hài tử còn tại bình an huyện trong miếu đổ nát ta nếu có thể ở đây yên ổn lập tức đem bà nương hài tử tiếp đến thế nhưng là vừa mới tuệ nhụ nhân nói một cái thôn chỉ tiếp thu năm 60 cái lưu dân, chúng ta nhiều như vậy người. Một đám lưu dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức nhao nhao ném đi công cụ, tranh nhau chen lớn hướng thẩm huyện lệnh phương hướng phi nước đại. Triệu tam ngưu ngay tại nhìn bọn hắn chầm chầm đào đường, thấy một đám người đột nhiên điên, nghiêm nghị nói, chạy cái gì chạy, từng cái không muốn sống đúng không, nếu là kinh đến huyện lệnh đại nhân, lấy tội mưu sát luận xử những cái kia lưu dân lập tức dọa đến một cái giật mình đầu năm nay không có người nào không sợ quan phủ thế là mấy chục người tất cả đều quỳ trên mặt đất hai tay hai chân bò hướng thẩm huyện lệnh tới gần thẩm huyện lệnh vừa xuống xe ngựa liền thấy một màn thần kỳ này huyện lệnh đại nhân thảo dân nhóm tại đại hà thôn nhiều ngày nếu là an cư lạc nghiệp muốn lưu ở đại hà thôn còn mời huyện lệnh đại nhân thành toàn một đám lưu dân quỳ trên mặt đất dập đầu Lý Chính đi theo chấp tay nói, đại hà thôn trước trước sau sau thêm ra bốn 000 mẫu đất hoang, có đầy đủ điều kiện tiếp thu lưu dân, thảo dân nguyện vì đại nhân phân ưu, thẩm huyện lệnh sờ sờ râu ri, làm người người đối lưu dân tránh không kịp thời điểm, đại hà thôn lại chủ động đưa ra lưu lại lưu dân, cái thôn này luôn luôn vượt qua ngoài dự liệu của hắn, triệu Lý Chính, ngươi có đại nghĩa, thẩm huyện lệnh một câu ngắn gọn đánh giá, để Lý Chính có chút chột dạ hắn chỉ là đơn thuần lo lắng không ai làm sống mà thôi, mời người trong thôn, thôn bên cạnh người đến trồng cây, một ngày chí ít ba bốn mươi văn tiền, nhưng là những cái này lưu dân, chỉ cần một ngày hai bữa cháo là được, một nắm gạo có thế nấu ra hai bát cháo, dễ dàng như vậy sức lao động, không cần thì phí A, đại nhân, để cái này hơn một trăm người lưu tại đại hà thôn đi, lý chính một thân chính khí nói. Trong thôn sẽ cho lưu dân chia ruộng đất, lại trợ giúp lưu dân lợp nhà trợ giúp bọn hắn bình yên vượt qua mùa đông này thôn bọn họ hiện tại rất nhiều người đều tại đại sơn nương trong nhà làm công chờ tàu gia nuôi tầm dệt vải công xưởng xây lên về sau lại sẽ phân đi không ít sức lao động cái này mang ý nghĩa người trong thôn sẽ không lại phân ra lao lực đi tứ làm ruộng đồng không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới cũng sẽ không lại mua đất hoang mấy ngàn mẫu đất hoang hoang ở nơi đó thực sự là lãng phí còn không bằng phân cho lưu dân đến trồng trong thôn có thể thu tô. Bất kể thế nào tính, đây đều là một bút có lời mua bán. Thẩm huyện lệnh gật đầu, vậy theo ý ngươi lời nói. Nói xong, hắn uy nghiêm nhìn về phía những cái kia quỳ trên mặt đất người, đại hà thôn chính là bình an huyện nhất là yên ổn chỗ cư trú. Các ngươi có thể lưu tại nơi này, là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, nếu là còn dám sinh sự, đại hình hầu hạ, hơn 120 lưu dân, tăng thêm người nhà, ước chừng chính là khoảng 300 người, đều có thể tạo thành một cái thôn nhỏ, nhiều người liền dễ dàng sinh loạn, cũng không thể một mực dựa vào đội tuần tra nhìn chằm chằm đề phòng, cho nên, nhất định phải khiến cái này lưu dân biết gây chuyện hậu quả. Đại nhân, ngài là không phải quên chuyện gì. Trình Loan Loan mở miệng cười, còn có 10 người nhốt tại trong chuồng heo đâu, thẩm huyện lệnh gật đầu, ta chính là vì việc này mà tới, lưu dân an trí không phải cái nhẹ nhõm sống, vì huyện thành thôn xóm ngày sau an bình vì người địa phương cùng lưu dân không chướng ngại dung hợp, vì bình an huyện phồn vinh, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, là giết gà dọa khỉ. Lý Chính ra lệnh một tiếng, Vương Vĩnh Thành cùng đội tuần tra người, đem kia 10 cái tội ác tày trời người mang đến, 10 người kia nhìn thấy huyện lệnh, giống như nhìn thấy tái sinh phụ mẫu, huyện lệnh đại nhân, cứu lấy chúng ta, cái này đại hà thôn xem mạng người như cỏ rác, lại đem chúng ta nhốt vào chuồng heo, mỗi ngày chỉ có thể cùng heo đoạt khang ăn ô ô ô, thẩm huyện lệnh mặt mày trầm xuống, các ngươi tội ác tày trời người, lại vẫn có thế ăn khang, có biết đây là quý giá bao nhiêu đồ vật, hắn nhất chân hung hăng một đạp, 10 người này bên trong, có bốn người trước hết nhất công kích, bị cự súng kỵ binh đâm xuyên phần bụng, ngày đó sau khi bị thương, Lý Chính chỉ ở bọn hắn vết thương dán một điểm cho thang, cho ăn một chút xíu thuốc, chết ngược lại là không chết, chính là bộ dáng quá thê thảm. Khiến người không đành lòng nhìn thẳng cho các ngươi trị liệu kia là lãng phí dược liệu. Thẩm huyện lệnh lạnh giọng nói, bốn người này trực tiếp chém. Bốn người kia lúc đầu coi là cứu tinh đến, nghe nói như thế, lập tức dọa đến nảy lên khỏi mặt đất tới. Đại nhân, chúng ta oan uổng a, à. chúng ta là lương dân, còn mời đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Thẩm huyện lệnh lạnh lùng mở miệng, thật làm bản quan là kẻ ngu không thành, tại đến đại hà thôn trước đó. Bản quan liền đã tra các ngươi mười người lai lịch, từng cái làm điều phi pháp, tay nhiễm máu tươi, có thể để các ngươi sống đến bây giờ, là đại hà thôn lý chính nhân từ. Bản quan cũng không phải hạ người lương thiện gì, mấy người các ngươi, còn đứng ngay đó làm gì, trực tiếp chém, phía sau hắn nga sai vung vẫy trường đao, đao lên đao rơi, bốn người mạng nhỏ ô hô, kia quỳ trên mặt đất các lưu dân, dọa đến tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía thẩm huyện lệnh mặt mũi tràn đầy uy nghiêm triệu lý chính cái này dính máu trường đao liền ban cho ngươi những cái này lưu dân nếu là tại đại hà thôn gây sự ngươi có tiền trảm hậu tấu quyền lực lý chính quỳ xuống đến vâng đại nhân mà bên cạnh sáu mặt khác tội ác tày trời người cũng bị dọa sợ kịp phản ứng về sau lập tức cầu xin tha thứ đại nhân chúng ta sai về sau cũng không dám lại thả chúng ta một con đường sống đi thẩm huyện lệnh cho nha dịch một ánh mắt, đều trói chặt, đợi lát nữa còn muốn diễn mấy ra vở kịch. Trình Loan Loan biết, cái này chặt đầu vở kịch còn muốn thay nhau trình diễn mấy lần, để tất cả lưu dân đều biết, bình an huyện huyện lệnh không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Cứ như vậy, nguyên bản có chút tiểu tâm tư lưu dân, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trung thực nghe lời, thẩm huyện lệnh rời đi về sau. Lý Chính đem tất cả lưu dân triệu tập đến cùng một chỗ, các ngươi 125 người, đều sẽ tại đại hà thôn an cư lạc nghiệp sẽ trở thành đại hà thôn một viên lý chính đứng tại dưới cây hòe lớn lớn trên tảng đá cao giọng mở miệng nói đại hà thôn tiếp nhận các ngươi đồng thời cũng tiếp nhận người nhà của các ngươi hôm nay buổi chiều liền không cần làm việc các ngươi đi trong thành đem người nhà của mình mang tới ngày mai nghỉ một ngày giúp lẫn nhau thu thập cái chỗ ở ra tới chờ sau khi an định trong thôn cho các ngươi chia ruộng đất vừa mới thẩm huyện lệnh uy hiếp một phen, dọa đến đám người này âu sầu trong lòng, mà lý chính những lời này, thì giống một trận ấm áp gió xuân vuốt lên trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu, những cái này chạy nạn người, đều là nông dân, đối nông dân mà nói, trọng yếu nhất chính là ruộng đồng, hiện tại, bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp, còn có thế có được thuộc về mình ruộng đồng, trên đời này còn có thế có so với bọn hắn càng người may mắn sao, có điều đại hà thôn thổ địa cũng không phải gió lớn thổi tới, không có khả năng vô duyên vô cớ liền phân cho các ngươi những cái này ngoại lai hộ. Lý Chính dừng một chút tiếp tục nói, 14 tuổi đến 50 tuổi người, bất luận nam nữ, đều có thể được chia ba mẫu đất, một mẫu đất giá cả năm tiền, hàng năm thu hoạch sau nộp lên lương thực, lúc nào góp đủ năm tiền, cái này mẫu đất liền về chính các ngươi tất cả. Các lưu dân từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, một người ba mẫu đất, người một nhà có thế có đại khái 10 mẫu đất, sang năm trồng thật tốt ruộng, chắc chắn sẽ không lại chịu đói, mà lại một mẫu đất mới năm tiền bạc tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng tiện nghi nhiều, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật sinh hoạt, an phận làm việc làm ruộng, các ngươi chính là đại hà thôn một phần tử. Lý Chính trong tay vuốt vuốt thẩm huyện lệnh thưởng xuống tới trường đao, cười tủm tỉm nói nói, nếu là có người âm thầm làm chút yêu thiêu thân, ha ha, ta người này tính tình không tốt, có thể động thủ liền sẽ không động khẩu. Mọi người nhiều đảm đương một chút. Nói, hắn quơ trường đao, lung tung khoa tay. Các lưu dân tận mắt thấy cây đao này chém xuống bốn người đầu lâu. Từng cái sợ muốn chết, trục cổ lại không dám nói lời nào. Thời gian không còn sớm, đều nhanh đi đem người nhà tiếp đến đi. Tất cả lưu dân tranh thủ thời gian tán. Nhao nhao đi trong thành tìm người nhà của mình. 125 cái lưu dân, tăng thêm người nhà của bọn hắn về sau nhân số đến 310 người. Những cái này bị làm khiên thịt phụ nhân phần lớn là không có nam nhân, về thành đem hài tử hoặc là mẹ già mang đến, những cái kia hán tử có nhiều bà nương cùng hài tử, cũng có chút hán tử người nhà toàn chết hết rồi. Cuối cùng mang tới hài tử tương đối nhiều, chỉ là ba bốn tuổi trở xuống hài tử trên cơ bản không có, đều là lớn một chút hài tử. Trình Loan Loan có chút trầm tư, nghĩ kỹ cực sợ đại hà thôn đất hoang bốn phương tám hướng đều có, mỗi cái phương hướng đều phân một chút ra ngoài, trình loan loan đề nghị, khiến cái này lưu dân tới gần nhà mình ruộng đồng lợp nhà, tản ra mà cư, để tránh tụ chúng gây sự, đóng chính là nhà tranh, đốn cây làm giá đỡ, dựng vào khô cạn cỏ tranh, lại xoa một tầng bùn, phòng liền xem như đắp kín. hiện tại đại hà thôn mặc dù giàu có một chút, nhưng trong thôn còn có rất nhiều dạng này nhà tranh. Sau đóng gạch một phòng ở càng tiết kiệm tiền bớt việc, mà một chút đàn ông độc thân lười nhắc lợp nhà, liền ở trước đó trong thôn hỗ trợ đóng tập thể ký túc xá. Một ngày thời gian, nhà tranh đều đắp kín, trên nóc nhà trước dựng cỏ khô, nhiều bôi một chút bùn đất, sau đó thả lá cây to bè, lại bôi bùn, lại thả một tầng cỏ tranh, lòng vòng như vậy mấy lần, có thế phòng ngừa mưa dột, trong thôn đang bận rộn đồng thời, Lý Chính bị gọi vào trong huyện họp đi. Bình An huyện bệnh dịch đã cực tốt khống chế lại, cửa thành mở rộng, thành bên trong trên cơ bản không nhìn thấy cái gì lưu dân, bởi vì đều đã bị phân công ở đến các thôn đi, như thế xem xét, Bình An huyện thành phản phất đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng phồn hoa, 36 cái bên trong đang trong huyện nha ngồi xuống, hôm nay triệu tập các vị tới, chủ yếu là thảo luận lưu dân sự tình, thẩm huyện lệnh ngồi tại cao đường bên trên, lưu dân an trí, chủ yếu là lương thực, bây giờ là tháng chạp sơ. Muốn nhịn đến sang năm xuân thu cũng không dễ dàng, liền cần trong thôn các ngươi nhiều hơn giúp đỡ. Tôn Lý chính nhịn không được mở miệng, thôn chúng ta bên trong chính mình cũng thiếu lương thực, nào có lương thực nuôi nhiều như vậy lưu dân. Quế hoa thôn căn bản cũng không có tài sản chung, để người trong thôn xuất ra nhà mình lương thực đến, chuyện này so với lên trời còn khó hơn. Lý Lý Chính cũng đi theo phụ họa, phân đến thôn chúng ta có 40 lưu dân, coi như một ngày ăn một bữa, đó cũng là chí ít 10 cân lương thực. Trong huyện đương nhiên sẽ không trí chi không để ý. Thẩm huyện lệnh mở miệng, lưu dân sau khi an định, nhưng một người cấp cho 10 cân lương thực, bớt ăn bớt mặc một chút, ăn vào ăn Tết không thành vấn đề. Mở năm sau, là mùa xuân, vạn vật khôi phục, có rau dại đỡ đói, lại có thể lại rất một đoạn thời gian. Vả lại, cày bừa vụ xuân bận rộn, thôn dân có thể thuê lưu dân làm việc, vì lưu dân cung cấp đồ ăn, đây là cùng có lợi chuyện tốt tôn lý chính lắp bắp nói cày bừa vụ xuân bận rộn nữa người trong thôn mình cũng có thể làm xong thế nào sẽ thuê lưu dân trừ phi trong nhà ai mua đất hoang không kịp khai hoang mới có thể mời người làm việc nhưng là bọn hắn quế hoa thôn nghèo quá người làm biến đặc biệt nhiều căn bản liền không ai mua đất khai khẩn những thôn khác cũng kém không nhiều là ý nghĩ như vậy thẩm huyện lệnh lạnh giọng mở miệng đây là phân công cho mỗi cái thôn nhiệm vụ nếu ai không tiếp thụ vậy bản quan không ngại thay cái lý chính. Tuy nói lý chính không có biên chế, nhưng dầu gì cũng là cái không lớn không nhỏ quan nhi, ở trong thôn là một thanh tay, nói chuyện rất có quyền uy, như thế một bi hiếp, những cái kia lý chính quả nhiên trung thực, thẩm huyện lệnh đứng người lên, nếu như thế, liền riêng phần mình cổ áo lương đi, một cái lưu dân 10 cân gạo, 40 lưu dân chính là 400 cân, trừ đại hà thôn, những thôn khác bình quân mỗi người chia đến khoảng 40 người, có 41 người, có 38 người, tóm lại số lượng đều không khác mấy, chỉ có Đại Hà Thôn, lĩnh hơn 3.000 cân khẩu phần lương thực. Những thôn khác Lý Chính lập tức liền bất mãn, bằng cái gì Đại Hà Thôn lĩnh đi nhiều như vậy lương thực, cũng bởi vì Đại Hà Thôn có tuệ nhụ nhân sao, quá không công bằng. Coi như Đại Hà Thôn nghiên cứu ra trị bệnh dịch phương tử, cũng không nên như thế khác nhau đối đãi A, đều là lưu dân, ai so với ai khác quý giá. Yên lặng, thẩm huyện lệnh vỗ kinh đường một, các ngươi những người này, đều xưa nay không đi ra ngoài nghe ngóng bên ngoài tình huống sao. Viên sư gia, ngươi cho bọn hắn nói một chút, viên sư gia hắn giọng một cái nói, bình an huyện chung cần an trí lưu dân hơn 1.700 người, phân đến mỗi cái thôn xác nhận 60 người, kia vì sao, các ngươi chỉ cần tiếp thu 40 người đâu. Đó là bởi vì, có đại hà thôn triệu lý chính, đại công vô tư tiếp thu hơn 300 người. Cái gì gọi là thất phu hữu trách, đây chính là thất phu hữu trách. Có một bài thơ nói hay lắm, vị ti chưa dám vong ưu quốc, sự tình định còn cần đợi hạp quan tài, nói chính là triệu lý chính dạng này người bình thường. Trong phòng một mảnh yên lặng, đám người bị những cái này vẽ nho nhã thi từ cho choáng ván, liền triệu lý chính mình, trong mắt cũng trợn tròn. Thất phu hữu trách hắn biết, trình chiêu nói qua cái từ này, cái này từ nhi, có thể sử dụng ở trên người hắn sao vị ti chưa cái gì cái gì cái gì, sự tình định cái gì cái gì cái gì, hắn nghe không hiểu, nhưng là không hiểu cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Nguyên lai, tại viên sư gia trong mắt, hắn là người lợi hại như vậy, triệu lý chính không khỏi đứng thẳng lưng sống lưng, cảm thụ được đến từ cái khác tất cả lý chính ánh mắt tẩy lễ, phản phất đến nhân sinh đỉnh phong.